Ai? Lục Linh khẽ lắc đầu than nhẹ, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười khổ, chuyện này đối với hắn mà nói, hắn không có cảm giác ngạc nhiên một chút nào. Xoẹt! Dưới đài, chấn động khủng bố trên hồ nước lúc này mới dẹp loạn được một chút, lần nữa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trên mặt nước, cả sóng nước trong hồ nước đều tràn ngập điện mang màu tím, lực trùng kích thị giác mạnh mẽ vô cùng, cực kỳ đáng chú ý. Oanh! Thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên từ trong hồ nước lao ra, mang theo sóng nước cuồn cuộn ngập trời bắn tứ tung, ở trong hồ nước bao la không ngừng có gợn sóng lan tràn ra bốn phía. Thân hình khổng lồ lần nữa lơ lửng đạp không đứng lơ lửng, trên người có điện mang lập lòe, trên LNG ngực hắn rõ ràng có vết quyền lõm vào bên trong, đang dần dần khôi phục trong điện mang. Lôi Tiểu Thiên lại lên rồi. Lực phòng ngự của Lôi Tiểu Thiên rất mạnh, sợ rằng người này vốn định để cho Lục Lâm Thiên mắc lừa, thế nhưng không ngờ lại để Lục Lâm Thiên lừa ngược lại. Lục Lâm Thiên quá mạnh mẽ. Bốn phía chiến đài, nhìn thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên, vô số âm thanh mang theo sự khiếp sợ từ trong miệng chúng nhân truyền ra. Đôi mắt khổng lồ trên thân hình của Lôi Tiểu Thiên lần nữa nhìn về phía thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, lúc này trong mắt tràn ngập vẻ rung động. Đến lúc này Lôi Tiểu Thiên mới ý thức được, mình đã rơi vào tròng của đối phương. Lục Lâm Thiên này đâu có phải là không đành lòng ra tay, vừa rồi rõ ràng ra tay vô cùng lưu loát, liên tục, không ngờ lại giả heo ăn thịt hổ. Lực công kích từ một quyền kia của Lục Lâm Thiên mạnh mẽ ra sao, Lôi Tiểu Thiên là người hiểu rõ nhất, nếu không phải hắn có bất diệt kim cương tượng, sợ rằng kết cục sẽ không như hiện tại. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng trên không trung, nhìn Lôi Tiểu Thiên, trong lúc vô hình lộ ra khí tức vương giả, hắn vẫn yếu ớt nói. Xin lỗi Tiểu Thiên huynh đệ, ta không có nghe ngươi mà dùng toàn lực, ta chỉ dùng đúng ba phần khí lực, thật sự có lỗi. Ta thực sự sợ huynh đệ bị thương, là ta xem thường lực phòng ngự của huynh đệ. Quyền thứ hai của ta nhất định sẽ dùng toàn lực. Cái gì, mới dùng ba phần khí lực đã trả đạp Lôi Tiểu Thiên, thật hay giả đây? Không thể nào, Lục Lâm Thiên này cường hãn tới tình trạng như vậy sao? Lục Lâm Thiên dứt lời. Lập tức khiến cho đám người vây xem bên ngoài khiếp sợ. Ngươi, ta, chỉ có Lôi Tiểu Thiên nhìn thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, khóc không ra nước mắt. Mặc kệ vừa rồi Lục Lâm Thiên có thực sự dùng ba phần khí lực hay không. Lôi Tiểu Thiên cũng hiểu rõ, nếu như hắn chịu thêm một quyền nữa mà nói, hậu quả không cần phải nói, mà không chỉ như vậy, vẫn còn một quyền thứ ba a. Liên tiếp ăn ba quyền như vậy, Lôi Tiểu Thiên tự biết kết cục mình sẽ như thế nào. Coi như hắn có bất diệt kim cương tượng, sau ba quyền kia, không nói trước đó hắn còn sống hay đã chết, sợ rằng khi đó cũng không còn khí lực đối phó với Lục Lâm Thiên nữa. Huống chi Lôi Tiểu Thiên có thể cảm giác được, vừa rồi Lục Lâm Thiên còn chưa dùng toàn lực, nếu như thực sự dùng toàn lực, hắn nhất định sẽ còn thảm hơn. Lúc này Lôi Tiểu Thiên vô cùng hối hận vô cùng sâu, thế nhưng phương thức này lại do hắn tự mình nói ra, cái gọi là đâm lao phải theo lao, cái gọi là khóc không ra nước mắt. Lôi Tiểu Thiên đã tự mình cảm nhận được. Lôi hỗn đản, người còn muốn động thủ sao? Cũng được sao, tốt hơn hết là nhanh chóng đi uống rượu đi thôi, cần gì phải tự mình làm khổ mình như vậy. Đường Dần nhìn qua Lôi Tiểu Thiên nói, hắn không khó nhận ra được Lôi Tiểu Thiên vốn định chiếm tiện nghi, kết quả trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, lần này bị lừa như vậy, nếu như tiếp tục chống lại hai quyền, sợ rằng kết cục của Lôi Tiểu Thiên không mấy tốt đẹp. Nghe Đường Dần nói vậy, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên từ từ thu liếm, trường bào màu xanh tung bay, nhìn Lôi Tiểu Thiên khẽ mỉm cười nói. Tiểu Thiên huynh đệ, bằng không hai quyền sau này chúng ta lại tính tiếp, chúng ta đi uống rượu trước vậy. Ai? Đôi mắt vĩ đại của Lôi Tiểu Thiên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, thân hình khổng lồ lúc này cũng thu lại, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ ai oán, cùng với chua xót và bất đắc dĩ, hắn cắn răng nói với Lục Lâm Thiên một câu. Coi như ngươi giỏi, xem như ta đã nhìn ra ngươi cố ý dẫn ta mắc câu. Ta xem như biết ngươi, ngươi thắng rồi, hai quyền còn lại ta không chơi nữa. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười ha hả, nhìn Lôi Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên huynh đệ, ta cũng không có cố ý dẫn huynh đệ mắc câu a, ta đều nghe lời huynh đệ ngươi nha. Ngươi, ta! Lôi Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lục Lâm Thiên, nghẹn họng không nói nên lời. Thế nào? Tự khiêng đá đập vào chân mình vui không? Đường Đần đi tới bên người Lôi Tiểu Thiên, mỉm cười, vỗ bả vai Lôi Tiểu Thiên rồi nói.
đừng nghẹn khuất, dù sao chúng ta đều thua bởi hắn, thua trong tay người chân lý Niết Bàn, thua cũng không mất mặt. Lôi Tiểu Thiên nhìn Đường Dần nói. Đường Bàn Tử, ta thua, tại sao ngươi lại cao hứng như vậy? Dù sao ta chắc chắc ta sẽ không thương tâm vì ngươi a. Nếu như ngươi thắng, như vậy chẳng khác nào là ngươi mạnh hơn ta nhiều sao. Cho nên bây giờ ngươi thua ta cực kỳ cao hứng. Đường Dần nói với Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên mở miệng cười nói với Đường Dần. Có ý gì, ta vốn đã mạnh hơn ngươi, hiện tại ta ở vị trí thứ 5 trên thiên bảng, Đường Bàn Tử ngươi thứ 6, ta mạnh hơn ngươi, đây chính là chuyện rành rành không thể thay đổi. Nghe vậy Đường Dần lập tức hung hăng nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, trợn mắt, lại đột nhiên quỷ dị cười cười nói. Lôi hỗn đản, ngươi biết lần trước vì sao ngươi cầu hôn Tiểu Tiểu, vì sao mà Tiểu Tiểu lại nói muốn cân nhắc một chút sao? Vì cái gì? Lôi Tiểu Thiên lập tức trợn mắt hỏi Đường Dần. Đường Dần cười cười, nhìn Lôi Tiểu Thiên, đắc ý vô cùng nói. Bởi vì ta nói với Tiểu Tiểu ngươi không đáng tin cậy, bảo nó suy nghĩ thêm một chút. Đường Bàn Tử, ngươi có ý gì? Ta lúc nào không đáng tin cậy chứ? Bởi vì anh vợ ngươi cảm thấy khó chịu với ngươi, rất không thoải mái, cho nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ngươi sẽ không lấy được vợ đâu. Đường Dần nói xong, không ở gần Lôi Tiểu Thiên mà phá không đi tới bên người Lục Lâm Thiên nói. Thế nào, đi uống rượu chứ? Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức nhìn đám người Giang Đảo Lưu cách đó không xa, hỏi. Giang Đảo Lưu, trên người ngươi còn có rượu không? Có, phần lớn thời gian đều có. Nghe vậy Giang Đảo Lưu lập tức lớn tiếng trả lời. Lúc này Lục Lâm Thiên mới nói với Đường Dần. Đi chỗ ta, có hảo tửu. Đương nhiên, rượu của song tinh thế giới nổi tiếng nhất a. Đường Dần cười cười, lập tức nói với đám thanh niên nam nữ trong đường ra. Các ngươi cũng đi cùng chứ, nhiều người mới náo nhiệt một chút. Ca ca, muội cũng muốn đi. Đường Tiểu Tiểu lập tức nói với Đường Dần. Được rồi, lần này ta sẽ cho muội uống một chút rượu. Đường Dần gật đầu nói. Thật sao? Đường Tiểu Tiểu dường như còn có chút không tin, lập tức cao hứng đến bên người Đường Dần, kéo cánh tay của Đường Dần, thân mật nói. Đa tạ ca ca. Đường Dần mỉm cười, nhìn Lôi Tiểu Thiên đang phiền muộn phía xa xa, dường như đang nói đắc tội với anh vợ, cả đời không thể lấy được vợ. Chư vị, ta có thể đi không? Trong đội ngũ của băng gia, đôi mắt xinh đẹp của băng nhu khẽ đổi, nhìn qua đám người Đường Dần, Lục Lâm Thiên, bờ môi son khẽ mở, âm thanh vang vọng. Ngươi cũng đi sao? Nghe vậy Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên đều có chút kỳ quái, không ngờ băng nhu bình thường lạnh lùng không ngờ lại chủ động muốn đi. Nếu là trước kia, trừ Tiểu Tiểu và mấy người khác ra, nàng bình thường sẽ không cho bất kỳ ai mặt mũi. Đúng vậy. Khóe miệng băng nhu nở nụ cười như có như không, nụ cười vui vẻ giống như đóa hoa kiều diễm trên gò má, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ vui vẻ, khiến cho nam tử chung quanh chiến đài nhìn qua có chút ngây ngốc, nàng khẽ nói. Nếu như thuận tiện thì ta sẽ đi. Ha ha. Lục Lâm Thiên cười cười, nhìn băng nhu nói. Đương nhiên là thuận tiện. Cầu còn không được. Đúng vậy, cầu còn không được. Đường Dần cũng lập tức nói. Băng Nhu gật đầu, lập tức quay người nói với đám người băng ra sau lưng nói. Các ngươi cũng đi chứ? Vâng, Băng Nhu tỷ. Vô số nam nữ thanh niên trong đội ngũ băng ra lập tức cao hứng đáp. Lục huynh đệ, nơi của huynh đệ có đủ không? Tăng thêm người Lôi ra chúng ta sẽ không chật chứ? Trường bào trên người Lôi Tiểu Thiên tung bay. Lập tức đến bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Đủ. Lục Lâm Thiên cười nói. Vậy là tốt rồi, đi uống rượu. Lôi Tiểu Thiên nói xong, lập tức đi tới trước mặt Đường Tiểu Tiểu, nói. Tiểu Tiểu, không phải nàng vì lời nói của Đường Bàn Tử mà không chịu đồng ý đó chứ. Ta nói với nàng một câu, lời của Đường Bàn Tử này không thể tin a. Lôi Tiểu Thiên còn chưa nói xong, Đường Tiểu Tiểu đã quay đầu sang chỗ khác. Thân ảnh xinh đẹp phá không đi tới bên người Băng Nhu, nói. Băng Nhu tỷ, chúng ta đi trước thôi, muội biết rõ bọn họ ở nơi nào. Được. Băng Nhu khẽ gật đầu, nhị nữ lập tức dẫn đầu rời đi. Tiểu Tiểu, ta còn chưa nói xong a. Lôi Tiểu Thiên còn chưa nói xong, thân hình xinh đẹp của Đường Tiểu Tiểu đã biến mất trên không trung. Đáng đời nhà ngươi. Đường Dần thấy vậy đành liếc mắt nhìn Lôi Tiểu Thiên. Siêu siêu. Một lát sau, từng đạo thân ảnh mang theo tiếng xé gió vang vọng, lập tức biến mất trên không trung chiến đài.
Lôi Tiểu Thiên nhận thua, vị trí thứ 5 trên thiên bảng sau này chính là của Lục Lâm Thiên. Vị trí thứ 5 trên thiên bảng sợ còn chưa đủ, nhưng mà yêu nữ đứng thứ 4 thiên bảng kia cũng khó dây vào a. Đám người này đều đi uống rượu rồi, nếu như ta cũng có thể đi là tốt rồi. Ngươi có tư cách đi sao? Người đi đều là tộc nhân cổ tộc a, đời này ngươi không có tư cách đi đâu. Vừa rồi đám người Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa cũng đi đó thôi. Đầu ngươi là đầu lợn sao? Bọn họ vốn đã ở cùng Lục Lâm Thiên một chỗ, huống chi bọn họ đều là chiến hoàng, đương nhiên là có thể đi rồi. Không ngờ Băng Nhu cũng đi. Bốn phía chiến đài, nhìn từng đạo thân ảnh biến mất, lập tức có không ít ánh mắt hâm mộ, ghen ghét nhìn về phía xa, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ghen ghét hâm mộ mà thôi, cấp độ như vậy bọn họ cũng không có tư cách tham dự. Trên ngọn núi phía xa chiến đài, vô số ánh mắt nhìn một mảng lớn thân ảnh rời đi, ánh mắt âm thầm biến đổi. Nhìn đám người kia tụ họp một chỗ khiến cho trong mắt không ít người hiện lên chút thâm ý, một số năm sau, đám thanh niên nam nữ này đều là người hạch tâm, trèo chống cả thượng thanh thế giới. Lôi Quang, Lục Lâm Thiên này ngươi thấy thế nào? Trên ngọn núi, Đường Ám nhìn một lão giả chừng 50 tuổi, trong mắt có tinh quang giống như điện mang, người mặc trường bào màu trắng bên người băng cổ rồi hỏi. Nghe vậy ánh mắt rung động của lão giả lúc này mới từ từ thu hồi từ chiến đài, tinh quang giống như điện mang từ từ thu liếm, nhìn qua Đường Ám, ánh mắt hắn vẫn còn nguyên vẻ rung động, một lát sau mới nói. Chân lý niết bàn, cường hãn như vậy sao? Đường Ám, Lôi Quang, các ngươi cảm thấy Lục Lâm Thiên cùng với hai người Phong gia, Hoàng gia thì thế nào? Băng cổ nhìn Đường Ám và Lôi Quang rồi hỏi. Lôi Quang nghe vậy khóe miệng nở nụ cười khổ nói. Không so sánh được a, cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên chưa dùng toàn lực, căn bản cũng không vận dụng toàn lực, vừa rồi đối phó với Tiểu Thiên cũng không có sử dụng toàn lực a. Ta chỉ có thể nói, 300 năm sau, ở trong thương khung chiến trường thượng thanh thế giới chúng ta sẽ nắm chắc thêm một phần. Đường Ám trưởng lão khẽ cảm thán, lập tức ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra sự nóng bỏng, nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, thành tích chúng ta cũng không được tốt lắm, lần kế tiếp sẽ không giống như vậy. Đúng vậy a, lần tiếp theo sẽ không giống nữa, có người kia của Phong gia, tăng thêm Lục Lâm Thiên và người của Hoàng gia, thượng thanh thế giới ta lúc này nhân tài đông đúc a. Nghe vậy Lôi Quang cùng với hai người có chút phấn chấn. Đường Ám trưởng lão nói. Nghe nói lần này trong thần thú thế giới cũng xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi đứng đầu. Cũng có người chân lý Niết Bàn. Ta nhận được tin tức, nghe nói người chân lý Niết Bàn kia có quan hệ không bình thường với Lục Lâm Thiên, chính là huynh đệ a. Mặt khác trong vài thế giới khác đều xuất hiện nhân tài tuyệt đỉnh. Kể cả trong Thiên La Minh cũng xuất hiện không ít thiên tài tuyệt đỉnh khó gặp. Nghe nói còn có người đã sớm đột phá hóa hồng cảnh. Trước đó bởi vì Lục Lâm Thiên vẫn lạc, bên trên chúng ta vốn định thừa cơ bóp chết những người kia, kết quả căn bản không có cơ hội tới gần, đám người này đều được bảo vệ vô cùng kỹ. Nghe vậy, đám người Lôi Quang, Băng Cổ, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và những người khác đều kinh ngạc không thôi. Không chỉ vì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số thiên tài mà kinh ngạc, mà cũng bởi vì chuyện lần trước khiến cho bên trên bị kinh động mà kinh ngạc. Chẳng lẽ vì chuyện kia sắp tới, thiên địa lại phong vân biến sắc, yêu nghiệt thành đàn sao? Lôi Quang thì thào nói. Chuyện kia cũng sắp tới, mà không lâu sau, ở trong thượng thanh thế giới chúng ta sẽ xuất hiện một hồi long tranh hổ đấu a. Đường Ám thầm nghĩ. Thời gian cũng sắp tới, còn chưa tới 300 năm. Hy vọng trước khi tiến vào thương khung chiến trường đám tiểu tử này có thể tiến bộ được thêm một chút. Bên trong Thiên Lan Minh từ trước tới nay cũng có không ít người có thiên phú cường hãn a. Băng Cổ nói. Chúng ta cũng nên rời đi thôi. Mãi một lúc lâu sau, Đường Ám trưởng lão nói. Khi đám người Lục Lâm Thiên kéo nhau về tới đỉnh viện đặt chân thì đã là buổi chiều. Mấy trăm người lần nữa đi tới sau núi, Vô Tướng, Lục Linh và không ít người đi tìm yêu thú, linh thú cấp thấp, Giang Đảo Lưu cũng móc ra không ít hảo tử. Tất cả mọi người đều hưng phấn không gì sánh được, cho dù là đối với đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Kiếm Hoàng mà nói. Khi trước bọn họ cũng chưa từng được tiếp cận với cường giả trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc như hiện tại. Trên ngọn núi, nhị nữ Đường Tiểu Tiểu và Băng Nhu thì lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn mọi người bận rộn, nhị nữ xuất hiện cũng khiến cho ngọn núi này như rực rỡ hơn. Uống! Ngoá! Sau khi chuẩn bị xong tất cả, mấy trăm người điên cuồng hét lớn, rượu qua ba tuần,
vốn đám người cổ tộc ban đầu có chút lạnh nhạt với Nhậm Tiêu Diêu và những người khác lúc này đã sớm ôm cổ bá vai, xưng huynh gọi đệ. Tiểu Tiểu. Lôi Tiểu Thiên luôn đi theo bên người Đường Tiểu Tiểu, chỉ tiếc hiệu quả cũng không quá lớn, Đường Tiểu Tiểu theo sát Băng Nhu, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cũng không để ý tới Lôi Tiểu Thiên, Lôi Tiểu Thiên cũng chỉ có thể phiền muộn không thôi. Lục Linh đi tới trước mặt Lôi Tiểu Thiên, nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, sau khi do dự một chút rồi nói với Lôi Tiểu Thiên. Lôi sư huynh, muốn lấy được Đường Tiểu Thư kỳ thực cũng không khó. Lục Linh sư đệ có biện pháp sao? Lôi Tiểu Thiên lập tức có hứng thú, hỏi Lục Linh. Lục Linh lắc đầu, lập tứ ký bảo Lôi Tiểu Thiên nhìn về phía Đường Dần, đám người Nhâm Tiêu Diêu đang cùng uống rượu với Lục Lâm Thiên rồi nói. Đệ không có cách nào, bất quá đệ biết rõ Lục Soái nhất định sẽ có biện pháp. Thật sao? Lôi Tiểu Thiên tỏ vẻ hoài nghi. Tin hay không tùy huynh. Lục Linh khẽ ngẩng đầu, có chút đồng tình nhìn Lôi Tiểu Thiên nói. Lôi sư huynh, về sau không nên so lực phòng ngự với Lục Soái, huynh không thể nào bằng người ta được. Làm sao có thể, bất diệt kim cương tượng của chúng ta có lực phòng ngự cực mạnh, không có bao nhiêu người có thể so sánh. Nếu như hôm nay ta xuất thủ trước, người bại chính là hắn. Lôi Tiểu Thiên có chút không phục nói, hôm nay vốn hắn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, nếu như hắn xuất thủ trước, chỉ dựa vào lực phòng ngự mà nói, dĩ nhiên có thể chiến thắng. Ai? Lục Linh nhìn Lôi Tiểu Thiên, thật sự rất đồng tình với Lôi Tiểu Thiên, hắn thở dài một hơi nói. Trên người Lục Soái có Tử Lôi Huyền Đỉnh, lần trước khi chân lý niết bàn, dưới vô lượng thiên lôi, bất diệt huyền thể cũng thừa cơ đột phá tới bất diệt thiên thể. Cái gì? Lôi Tiểu Thiên nghe vậy, khuôn mặt tuấn lãng run rẩy, hai mắt trợn ngược, ngây ngốc. Trên ngọn núi, mấy trăm người này vẫn đang điên cuồng uống tới khuya, có người say mềm, có người gục trên núi. Người còn có thể bảo trì tỉnh táo cũng chỉ có đám người Lục Lâm Thiên, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên và một số ít người. Ha ha, đã nghiền. Mọi người cười cười, Đường Dần, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân và những người khác trước sau khoanh chân, bắt đầu điều tức. Băng Nhu tỷ, muội còn chưa đi ra ca ca muội và Tiểu Thiên đã trở thành như vậy rồi à. Trên một tảng đá có bề mặt bóng loáng, Đường Tiểu Tiểu cùng với Băng Nhu tùy ý ngồi, hai má của hai người lúc này ửng đỏ, không có cảm giác giống như say, lại có nhiều thêm vài phần vũ mị. Băng Nhu nhìn đám người đã say mềm trên ngọn núi. Dịu dàng cười nói. Mấy khi bọn họ lại buông lỏng như vậy, chúng ta tuy rằng thân là cổ tộc, thế nhưng bản thân mình lại hiểu rõ, sinh ở trong cổ tộc đã có ưu thế và thiên phú bẩm sinh mà thường nhân khó có được, thế nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai cùng với người bình thường lại nhiều hơn rất nhiều. So với người khác còn phải cố gắng hơn nhiều. Cổ tộc chúng ta cũng không phải là người mạnh nhất trong thiên địa này. Đường Tiểu Tiểu nói, Lục Lâm Thiên cũng không phải là cổ tộc. Thế nhưng thực lực và thiên phú của hắn lại không dưới cổ tộc chúng ta. Hắn sao, xem như hắn là ngoại lệ, trong thiên địa ít có người như vậy. Băng Nhu nhìn bóng lưng của nam tử mặc áo bào xanh đang ngồi ở phía xa, lập tức nhíu mày, nói với Đường Tiểu Tiểu. Nhưng mà khi giao thủ với hắn, ta phát hiện ra khí tức trên người hắn không giống như người bình thường, có nhiều tương tự với cổ tộc chúng ta, có lẽ ta đã cảm giác sai rồi. Đêm khuya, trên trời xanh xuất hiện vô số ngôi sao. Cả thiên địa im ắng, vầng trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ánh trăng như giải lụa bao phủ cả thiên địa. Bầu trời đêm nay giống như được gột rửa, không có một chút mây mù nào, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi mặt đất. Trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, mắt nhìn vầng trăng sáng trên trời. Đêm khuya yên tĩnh này khiến cho lòng hắn tĩnh lặng. Từ lúc rời khỏi thương khung chiến trường cho tới hiện tại, Lục Lâm Thiên đã lâu không có cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng như vậy, cho nên hắn lặng lẽ hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm có này. Lục huynh đệ, Lôi Tiểu Thiên đến bên người Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên, thấp giọng hỏi. Nghe Lục Linh sư đệ nói ngươi có Tử Lôi Huyền Đỉnh và bất diệt thiên thế đúng không? Đúng vậy. Lục Lâm Thiên nhìn Lôi Tiểu Thiên rồi gật đầu, xem ra Lục Linh đã nói với Lôi Tiểu Thiên. Ngươi! Lôi Tiểu Thiên nghe vậy lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thở dài một hơi nói. Trộm gà không được mà còn mất nắm gạo à, mắc lừa quá thảm à. Hiện tại Lôi Tiểu Thiên đã hiểu rõ, cũng có thể khẳng định, Lục Lâm Thiên thân mang bất diệt thiên thể, từ lúc đầu đã lừa dối hắn, bởi vì Lục Linh cho nên Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ hắn có bất diệt kim cương tượng, nên mới dựa thế lừa hắn vào chồng,
tóm lại lúc này hắn đã đem đá nện chân mình, nện còn không nhẹ a. Được rồi, không so đo với ngươi nữa. Nhưng mà bây giờ ngươi phải nói thật với ta một câu, rốt cuộc ngươi dùng mấy phần thực lực. Lôi Tiểu Thiên hỏi Lục Lâm Thiên, dù sao hắn đã thua, hiện tại hắn rất muốn biết rõ Lục Lâm Thiên lúc đó dùng mấy phần thực lực. Hắn hiểu rõ, Lục Lâm Thiên chưa dừng toàn lực. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười cười không nói gì, một quyền đánh vào người Lôi Tiểu Thiên kia thật ra hắn cũng chỉ dùng 3 phần khí lực. Lục Lâm Thiên hiểu rõ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần cùng Băng Nhu, 3 người này tuy rằng thân là cổ tộc, tăng thêm thủ đoạn bất phàm, đủ để chống lại nhất nguyên hóa hồng bình thường. Dùng thực lực của hắn bây giờ đủ để chính diện giao phong với tam nguyên hóa hồng bình thường. Cho nên loại chênh lệch này cũng không nhỏ, dùng thực lực của hắn hiện tại, nếu như toàn lực ra tay với 3 người Đường Dần, Băng Nhu, Lôi Tiểu Thiên là bắt nạt bọn họ. Thân là người có được hỗn độn bổn nguyên của thế giới hỗn độn, thân phận cổ tộc của đối phương ở trước mặt hắn hoàn toàn vô dụng, trừ thiên uy ra cơ hồ hắn không chịu bất kỳ uy áp nào. Được rồi, không muốn nói thì đừng nói, tránh đả kích ta. Nhìn biểu lộ của Lục Lâm Thiên, Lôi Tiểu Thiên dường như hiểu rõ, hai mắt biến ảo, dường như có chút phân vân, một lát sau mới nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Đúng rồi, giúp ta một chuyện được không? Tiểu Thiên huynh đệ cứ nói. Lục Lâm Thiên cười nói. Cái này, nói thế nào đây? Lôi Tiểu Thiên dường như có chút xấu hổ, nhìn qua Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu ở phía xa, lại lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, muốn nói lại thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Đường Tiểu Tiểu và Băng Nhu, lập tức nói với Lôi Tiểu Thiên. Đường cô nương không để ý tới ngươi sao? Nói gì vậy, nàng sao lại không để ý tới ta chứ? Lôi Tiểu Thiên lập tức ưỡn ngực, khóe miệng giật giật, nói với Lục Lâm Thiên. Tất cả đều do Đường bàn tử âm thầm làm chuyện xấu, bằng không Tiểu Tiểu sẽ không đối với ta như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cười nói với Lôi Tiểu Thiên. Bây giờ ngươi muốn Đường cô nương để ý tới ngươi sao? Xem như thế đi, có biện pháp nào không? Lôi Tiểu Thiên dường như không muốn thừa nhận, nhưng mà vẫn gật đầu với Lục Lâm Thiên. Kỳ thật cũng dễ xử lý, chỉ cần ngươi nghe ta là được. Lục Lâm Thiên thần bí cười cười, nói. Chỉ cần ngươi chịu ăn chút đau khổ là được. Chỉ cần được như vậy, một chút đau khổ tính là thứ gì chứ? Lôi Tiểu Thiên lập tức gật gật đầu. Một chút đau khổ hắn không sợ chút nào. Vậy là tốt nhất. Lục Lâm Thiên lập tức cười cười nói. Một lát sau, hai đạo thân ảnh lập tức đi tới trước mặt Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu. Hai người này chính là Lục Lâm Thiên và Lôi Tiểu Thiên. Lúc này sắc mặt Lôi Tiểu Thiên tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy ra, không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Tiểu Thiên, ngươi sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng của Lôi Tiểu Thiên hiện tại, Đường Tiểu Tiểu vốn không muốn để ý tới Lôi Tiểu Thiên lập tức biến sắc. Đứng dậy đi tới trước người Lôi Tiểu Thiên hỏi. Đường cô nương, có thể ban ngày ta ra tay quá nặng, Tiểu Thiên huynh đệ hiện tại có chút không ổn, ta còn có việc, những người khác đều uống say, bằng không cô nương giúp ta đưa hắn trở về được không? Lục Lâm Thiên nói với Đường Tiểu Tiểu. Được, ta sẽ đưa hắn trở về. Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Lâm Thiên, cùng lúc nhanh chóng nhét một viên đan dược vào trong miệng Lôi Tiểu Thiên. Lại móc ra một chiếc khăn tay thơm ngát lau vết máu trên miệng Lôi Tiểu Thiên, có chút đau lòng, ôn nhu nói. Ngươi không sao chứ, có nghiêm trọng không, đồ ngốc nhà ngươi, tại sao phải ngạnh kháng, không biết sẽ làm bản thân mình bị thương sao? Không nghiêm trọng, ta không sao, ta không có việc gì. Lôi Tiểu Thiên có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, nhất thời kích động, đẩy Đường Tiểu Tiểu ra, vỗ ngực nói. Ta không sao. Tiểu tử Lục Lâm Thiên kia làm sao có thể khiến ta bị thương được chứ? Hắn cố ý để cho ta bị thương, để cho nàng chú ý tới ta à? Bà mẹ nó! Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, vẻ mặt đen lại thành hắc tuyến, trên đầu giống như có ngàn vạn con quạ bay qua. Hai người các ngươi! Quả nhiên, Đường Tiểu Tiểu giận dữ dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du và Lôi Tiểu Thiên, cuối cùng nhéo cánh tay Lôi Tiểu Thiên một cái rồi thở phì phò rời đi. A hát, Lôi Tiểu Thiên bị véo đau đớn mà kêu thảm một tiếng, lập tức nhìn qua bóng lưng của Đường Tiểu Tiểu, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, hắn còn không hiểu tại sao nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đáng đời nhà ngươi, Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ lườm Lôi Tiểu Thiên, hắn đã không còn lời nào để nói nữa. Lôi Tiểu Thiên, ngươi còn không mau đuổi, hiện tại nếu không đuổi theo ngươi không còn cơ hội đâu.
Băng Nhu ở bên cạnh mỉm cười nhẹ giọng nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Tiểu, chờ ta một chút. Nghe vậy Lôi Tiểu Thiên lập tức thả người, thân hình giống như lưu quang phá không rời đi. Ai? Lục Lâm Thiên nhìn qua bóng lưng Lôi Tiểu Thiên đuổi theo đường Tiểu Tiểu mà thở dài một hơi. Thân ảnh xinh đẹp của Băng Nhu đứng đó, váy dài tung bay, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Chủ ý cũng không tệ, nhưng mà đối với Lôi Tiểu Thiên lại có chút không thích hợp. Để cho Băng Nhu cô nương chê cười rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với Băng Nhu. Nhìn khuôn mặt cương nghị của Lục Lâm Thiên đang nở nụ cười vui vẻ, ba phần tà khí, bảy phần tự tin, trong lòng Băng Nhu đột nhiên run lên, dường như có thứ gì đó chạm vào tâm linh, từ tận đáy lòng nổi lên chấn động. Chẳng biết tại sao khuôn mặt lặng lẽ đỏ ửng, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Đúng rồi, hôm nay người đánh bại Lôi Tiểu Thiên, thế nhưng cũng phải cẩn thận tỷ tỷ của ta. Bằng vào tính cách của tỷ ấy sẽ không chờ người khác đi khiêu chiến tỷ ấy mà sẽ chủ động tới tìm ngươi. Tỷ tỷ nàng. Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ trong đám người trẻ tuổi của Băng gia ngoài Băng Nhu gia còn có cường giả khác hay sao? Băng Nhu cười nói. Là biểu tỷ ta, Mộc Tử Kỳ của Mộc gia, bài danh thứ tư trên thiên bảng, thực lực ngay cả Lôi Tiểu Thiên nhìn thấy cũng phải đau đầu, ngươi nên cẩn thận một chút. Mộc Tử Kỳ của Mộc gia, có lẽ hẳn là thuộc tính Mộc A. Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng nói với Băng Nhu. Băng Nhu cô nương, ngày mai ta muốn đi vào trong bí cảnh của Băng gia lĩnh ngộ, không biết có được không? Không thành vấn đề, người đã tiến vào trong top 10 thiên bảng, đồng thời còn đánh bại ta, tự nhiên có thể tiến vào bí cảnh Băng gia. Ngày mai ta sẽ mang ngươi vào trong, vừa vặn ta cũng muốn đi vào trong lĩnh ngộ. Băng Nhu nói với Lục Lâm Thiên. Vậy thì đa tạ Băng Nhu cô nương. Lục Lâm Thiên gật đầu, gần đây hắn cũng không có nhiều chuyện để làm, thời gian ở trong mật địa thiên giới cũng không ngắn, cho nên cũng nên tiến vào trong mật địa của các đại cổ tộc mà lĩnh ngộ, tu luyện. Cảnh đêm huyền ảo, ánh trăng chiếu rọi từng dãy núi. Trong rừng rậm xanh tươi, rập rạp có vô số kiến trúc bị che giấu. Trong một đại điện, Lục Kinh Vân, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Cái Thế Hồng Tôn, còn có những người lâu năm trong Lục Gia Quân. Đám người Hổ Sư, Đông Quan Trạch, Huyết Ưng, Bạch Mị cùng với những người khác ngồi xuống. Những người khác trong Lục Gia Quân thì đi theo Du Thược Tẩy trừ các thế lực khác. Trên đại điện, Lục Kinh Vân nắm một khối ngọc giản tin tức trong tay, hai hàng lông máy nhíu lại, ánh mắt âm thầm biến đổi rồi lặng lẽ khôi phục ly ai như lúc ban đầu. Thiếu soái, có tin tức gì không? Cuồng Thử nói với Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân nhìn mọi người nói. Tin tức nói, Đô Linh gia còn lại vài dư nghiệt đã bắt đầu chia ra làm mấy đường lẩn trốn. Đô Linh gia này che giấu đủ sâu a. Đoan Mộc Khung Thiên trầm tư một hồi, nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia ra mấy đường hành động. Vâng, sư tổ. Lục Kinh Vân gật đầu, lập tức nói. Truy Mệnh đoàn trưởng dẫn người tiến về phía đông, Hổ Sư đoàn trưởng dẫn người tiến về phía tây. Huyết Ưng đoàn trưởng dẫn người về phía nam. Cát Bạch đội trưởng dẫn người về phía đông nam. Đông Quan đoàn trưởng dẫn người đi tới phía bắc, mà ta cùng với Cái Thế sư huynh đi về phía đông nam, sư tổ ở lại trấn thủ nơi này. Được, chúng ta lập tức xuất phát. Hổ Sư gật đầu, mọi người lập tức xuất phát. Sau khi mọi người rời đi, trong đại điện chỉ còn 5 người Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Cái Thế Hồng Tôn, còn có Lục Kinh Vân. Trong đại điện, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam tiện tay bố trí một đạo cấm chế, sau đó nói với Lục Kinh Vân. Kinh Vân, khí tức trên ngọc giản tin tức không đúng, không phải là tin tức do ám đường phi linh môn truyền tới. Là tin tức do phụ thân con truyền tới đúng không? Ánh mắt ra ra thật tốt. Lục Kinh Vân gật đầu. Tinh mang trong mắt bắn ra, trầm giọng nói. Phụ thân truyền tới tin tức, Nguyệt Hoàng thế giới đã có người xử lý, chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Vũng bùn trong Nguyệt Hoàng thế giới rất sâu, chúng ta không cần phải động vào, đều có người đối phó, mặt khác trong Lục Gia Quân có nội gián. Nội gián, là ai? Nghe vậy ánh mắt đám người Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế lập tức trầm xuống, nói. Đông Quan Trạch. Là tai mắt của Phượng Hoàng nhất tộc, lần trước phụ thân con bị Thiên La Minh mai phục trong đường hầm thế giới là do hắn truyền tin tức ra. Lục Kinh Vân nói, không ngờ lại là Đông Quan Trạch, vậy ngươi định xử lý thế nào?
Chí Thánh Đại Đế hỏi Lục Kinh Vân. Vì sao vừa rồi không giết? Chẳng lẽ ngươi còn định giữ lại? Lục Kinh Vân nói. Đến bây giờ chúng ta còn không biết Linh Hỏa quân đoàn của Đông Quan Trạch còn bao nhiêu người liên quan tới chuyện này. Nếu như xử lý luôn bây giờ thì sẽ có lời đồn ra ngoài trong Lục gia quân chúng ta có nội gián, thanh danh sẽ không tốt, thứ hai cũng dễ dàng làm dao động quân tâm của Lục gia quân ta, cho nên chúng ta không thể xử lý. Ngừng một lát, trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên hàn ý, nói với mọi người. Dư nghiệt của Đô Linh gia quả thực đã chia ra làm mấy đường chạy trốn, bất quá còn đã nhận được tin tức, phía Bắc chính là trọng điểm. Dư nghiệt của Đô Linh gia được một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong tự mình xuất lĩnh. Đông Quan Trạch đi tới phương Bắc, dùng thực lực của Đông Quan Trạch khó có thể làm gì được tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của Đô Linh gia a. Đoan Mộc Khung Thiên nhíu mày nói. Kinh Vân, con định mượn tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của Đô Linh gia kia thanh trừ nội gián sao? Nhưng mà dùng thực lực của Đông Quan Trạch, một khi muốn trốn cũng không thành vấn đề. Lục Kinh Vân trầm giọng nói. Chuyện này cũng không còn quan trọng, chỉ cần tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của Đô Linh gia kia ra tay là được. Về phần cuối cùng kết quả như thế nào cũng không quan trọng. Kết quả người Đô Linh gia chết là được, quân tâm Lục gia quân không thể dao động. Trong Lục gia quân không thể xuất hiện nội gián, cho nên còn phải tự mình đi tới phương Bắc một chuyến. Đi đi. Độc Cô Ngạo Ngam thu hồi cấm chế, Lục Kinh Vân mang theo cái Thế Hồng Tôn lập tức rời khỏi đại điện. Nhìn qua bóng lưng Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Khung Thiên nói. Những năm này tôi luyện đã khiến cho ta có cảm giác Kinh Vân đã trò giỏi hơn thầy A. Chín tiểu gia hỏa của Lục gia đều là nghịch long, mãnh hổ, coi như là mấy tiểu nha đầu kia, Lục gia sớm muộn cũng trở thành gia tộc đỉnh cấp trong 3000 đại thiên thế giới. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Độc Cô Ngạo Nam nói. Ban đầu ở trên đại lục Linh Vũ, ta chưa từng nghĩ tới lúc này. Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười. Cảm thán nói. Từ trước tới nay ta cũng chưa từng nghĩ tới, một tiểu tử ai cũng có thể bắt nạt trên trấn Thanh Vân khi trước một ngày nào đó lại có thể trở thành cường giả, giống như là trở thành một người khác, không ngờ lại có thể đưa Lục gia tới độ cao như vậy. Kim Lân há là vật trong ao, một khi phong vân lập tức hóa rồng, ha ha. Đoan Mộc Khung Thiên mỉm cười, nói với Độc Cô Ngạo Nam. Tính ra tiểu tử này gặp chúng ta đầu tiên a. Có ý gì? Các ngươi có ý gì mà nói Kim Lân há là vật trong ao? Một khi gặp Nam Thiên lập tức hóa rồng. Hai lão kia chơi chữ. Chí Thánh Đại Đế trừng mắt nhìn Độc Cô Ngạo Nam và Đoan Mộc Khung Thiên, tóc bạc tung bay, rõ ràng có chút không phục. Ha ha! Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười không nói gì. Trong mật địa thiên giới, sáng sớm, bên ngoài bí cảnh băng gia, Lục Lâm Thiên cùng với băng nhu cùng đi tới băng gia khiến cho vô số người kinh ngạc không thôi. Trước một hải vực vô biên, trên vách đá dựng đứng cực lớn thi thoảng có sóng biển va vào, bọt nước bắn tứ tung. Hải vực bao la, là một màu xanh ngắt, giống như vô biên vô hạn. Phía trước chính là bí cảnh của băng gia ta. Băng Nhu nói xong, cổ tay trắng ngần từ trong ống tay áo vươn ra, trong tay có quang mang xanh ra trời bắn ra, bàn tay trắng như ngọc kết xuất thủ ấn, lam quang lập tức bắn vào trong hải vực. Ầm ầm, cả hải vực bao la lập tức run lên. Ầm ầm run rẩy, cuối cùng chung quanh hải vực có một vòng xoáy thành hình, giống như một thông đạo cực lớn trong nước xuất hiện trong hải vực vậy. Chúng ta vào thôi. Thân hình mềm mại của Băng Nhu nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang màu lam, lập tức nhảy vào trong thông đạo. Không ngờ bí cảnh của băng gia lại ở dưới hải vực. Lục Lâm Thiên rất kinh ngạc, nhanh chóng theo đuôi Băng Nhu, lập tức tiến vào trong vòng xoáy trong nước. Xoẹt. Không gian bị xé rách tạo thành một cái khe nứt, hai đạo thân ảnh một nam một nữ phóng ra, hai người này chính là Lục Lâm Thiên và Băng Nhu. Băng hàn chi khí thật mạnh, năng lượng thiên địa thật nồng đậm. Dưới hải vực lần nữa khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Dưới hải vực này không ngờ là một con sông băng bao la, không gian lạnh lẽo vô cùng. Thực lực thấp một chút căn bản không có cách nào giặt chân được ở nơi này, thế nhưng Băng Nhu nhìn thấy Lục Lâm Thiên kinh ngạc cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Nàng nói, đây là bí cảnh của băng gia ta, có từ thời viễn cổ tới nay. Trong này có tất cả mọi thứ do cường giả băng gia chúng ta lưu lại, có tâm đắc lĩnh ngộ, có lĩnh ngộ công pháp, còn có lĩnh ngộ áo nghĩa. Người có thể tùy ý lĩnh ngộ trong bí cảnh bao lâu cũng được. Thế nhưng không phải người băng gia, người chỉ có một cơ hội tiến vào trong băng gia mà thôi. Ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói với Băng Nhu,
bí cảnh của tất cả các đại cổ tộc, ngoại nhân chỉ có một lần cơ hội đi vào bên trong. Ta đi trước, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi, muốn đi ra ngoài thì chỉ cần bóp nát ngọc giản không gian trong tay là có thể đi ra ngoài. Băng Nhu giao cho Lục Lâm Thiên một khối ngọc giản không gian, thân ảnh xinh đẹp lập tức thả người rời đi. Bắt đầu lĩnh ngộ vậy. Lục Lâm Thiên thu hồi ngọc giản không gian, ánh mắt lóe lên, bí cảnh cổ tộc không giống bình thường, sợ rằng hắn cũng phải ngây ngốc, lĩnh ngộ một thời gian ngắn trong bí cảnh băng gia này. Đến lúc đó cũng mượn cơ hội đột phá tới hóa hồng cảnh. Một khi đột phá tới hóa hồng cảnh, khi đó mới chính thứ được coi là cường giả đỉnh phong trong 3.000 đại thiên thế giới này. Trong dãy núi trùng điệp trong sơn mạch có hai đạo thân ảnh giống như thiểm điện xé rách không gian. Các ngươi cho rằng có thể đuổi tận giết tuyệt người Đô Linh gia chúng ta sao? Không có dễ như vậy đâu. Một đạo thân ảnh màu nâu đang đuổi theo một đạo thân ảnh màu tím rồi nói. Phụt! Đạo thân ảnh mặc áo bào tím phía trước giống như đã bị thương nặng, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra, rốt cuộc khi tới không trung trên một sơn cốc thì bị người sau lưng đuổi kịp, cho nên không thể không đáp xuống bên dưới. Trốn không thoát đâu. Đạo thân ảnh màu nâu kia đuổi tới, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn vào đạo thân ảnh phía trước rồi nhanh chóng đáp xuống bên dưới. Một lát sau, trong sơn cốc có vách núi dựng đứng, một nam tử có thân hình gầy gò, người mặc bộ trường bào màu tím, khuôn mặt vốn tuấn lãng khiến cho người ta nhìn qua có chút ôn hòa, có xúc động giống như muốn ôm hôn lúc này lại tràn ngập hàn ý, hai mắt nhìn chăm chú vào lão giả mặc trường bào màu nâu trước mặt. Ngươi trốn không thoát đâu, đuổi tận giết tuyệt Đô Linh gia, ta không buông tha cho ngươi. Lão giả này âm trầm nhìn qua nam tử mặc áo bào tím, sát ý trong mắt không thèm che giấu bắn ra. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, ngươi cho rằng mình có thể giết ta sao? Ta muốn đi ngươi còn chưa giữ lại được ta. Nam tử mặc áo bào tím có hoa văn lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt đảo qua lão giả trước người, người này cũng chính là Đông Quan Trạch, hắn nhếch miệng lên cười nói. Ngươi đuổi theo ta xa như vậy đủ chưa? Không che chở cho Dư Nghiệt Đô Linh ra ngươi, ngươi lại đuổi theo ta, ta thấy đợi sau khi ngươi trở về, người Đô Linh ra các ngươi cũng đã chết hết rồi. Đáng hận. Lão giả mặc áo bào màu nâu rít lên một tiếng, trong mắt có hung quang bắn ra, sát ý ngập trời nói. Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tiếng quát vừa dứt, quanh thân lão giả mặc áo bào màu nâu này có lực lượng linh hồn bàng bạc từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Áo nghĩa linh hồn dẫn động năng lượng thiên địa, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lập tức ngưng kết thành một đạo quyền ấn. Oanh! Trên đạo quyền ấn này có quang mang năng lượng bắn ra tứ tung, mang theo năng lượng linh hồn khủng bố chấn động. Trong lúc mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, khiến cho không gian run run. Quyền ấn dùng xu thế sấm sét, tốc độ như thiểm điện hung hăng đánh về phía Đông Quan Trạch. Nhìn qua đạo quyền ấn này đánh tới, Đông Quan Trạch nhanh chóng lui về phía sau, không dám ngạnh kháng, thân hình như quỷ mị nhanh chóng lùi lại. Trốn không thoát đâu. Lão giả mặc áo bào nâu âm trầm hết lớn, quyền ấn phá không phong tỏa đường lui của Đông Quan Trạch, quyền ấn biến đổi, hóa thành một đạo trưởng ấn, mang theo vô số tàn ảnh trưởng ấn cùng với linh hồn chấn động cuồn cuộn phô thiên cái địa đánh về phía Đông Quan Trạch. Sắc mặt Đông Quan Trạch trầm xuống, khẽ cắn răng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, năng lượng linh hồn bàng bạc ở trong cơ thể tuôn ra, một thanh trường kiếm linh khí mang theo vô số tàn ảnh nhanh chóng bắn ra. Xoẹt! Tàn ảnh của trường kiếm cùng với tàn ảnh trưởng ấn va chạm vào nhau lập tức vỡ tan, kinh khí ngập trời, trưởng ấn lập tức vỗ vào trường kiếm. Phanh! Năng lượng linh hồn vô hình chấn động bắn tứ tung, không gian xuất hiện hư không đen kịt. Thân hình Đông Quan Trạch bị đẩy lùi, trong mắt lần nữa có máu tươi tràn ra. Xoẹt! Cùng lúc này, lão giả mặc áo bào nâu cũng điên cuồng lao thẳng về phía Đông Quan Trạch, thân ảnh nhanh như thiểm điện, một đạo quyền ấn bằng linh hồn lần nữa được đánh ra. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, rốt cuộc cũng không giấu giếm nữa mà ra tay toàn lực sao. Âm thanh lạnh nhạt vang lên, trong sát na, một thanh niên mặc trường bào lập tức phá không xuất hiện, tay nắm một thanh đại đao màu trắng như tuyết, nương theo khí tức sát phạt ngập trời lan tràn ra, giống như phong quyển tàn vân khuếch tán. Một đạo đao mang xé rách không gian mang theo vết nứt không gian đen kịt lan tràn, trong nháy mắt đánh xuống. Xoẹt! Vết nứt không gian đen kịt chung quanh đao mang lan tràn, dùng xu thế như sấm sét đánh vào cánh tay của lão giả mặc áo bào màu nâu, một đao bị chém nứt đôi, huyết vụ lập tức bắn ra. A hát! Lão giả mặc áo bào màu nâu lập tức kêu lên thảm thiết,
khuôn mặt âm trầm vốn tràn ngập sát khí ngập trời lập tức trắng bệch như cho tàn, thân hình nhanh chóng lui lại. Lục Kinh Vân, lão giả mặc áo bào nâu này trong nháy mắt cũng phát hiện ra thân phận của thanh niên vừa mới tới, người này chính là Lục Kinh Vân của Lục gia, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Trốn không thoát đâu. Âm thanh lạnh nhạt truyền ra, Lục Kinh Vân đã như quỷ mị xuất hiện trước người lão giả mặc áo bào màu nâu, bàn tay hóa thành chảo ấn, bên trong chảo ấn có một vòng xoáy bằng nguyên lực điên cuồng tuôn ra, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu không gian, đặt vào trên đỉnh đầu của lão giả mặc áo bào nâu này, lực lượng cắn nuốt quỷ dị điên cuồng tuôn ra. A hát! Lão giả mặc áo bào màu nâu muốn tránh thoát, thế nhưng lúc này lại phát hiện ra tất cả đều bị trói buộc. Lực lượng cắn nuốt quỷ dị kia thôn phệ linh hồn và nguyên lực, khiến cho hắn căn bản không có cách nào giãy giụa, sinh ra cảm giác đau đớn kịch liệt. Khiến cho hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết không ngớt, toàn thân lập tức run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Đông Quan Trạch nhìn Lục Kinh Vân đột nhiên xuất hiện, ánh mắt chấn động một chút, trong mắt lại càng thêm ngưng trọng, lẳng lặng đứng dậy. Trên trường bào màu tím có hoa văn có vết máu đã khô, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một lát sau đó, lão giả mặc áo nâu ở trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân hóa thành thây khô, trong lòng bàn tay của Lục Kinh Vân toát ra hỏa diễm, thân hình lão giả kia hóa thành cho tàn. Phù! Lục Kinh Vân thở ra một ngụm chọc khí, lúc này mới mở ra hai mắt ra, quay người nhìn Đông Quan Trạch, trong mắt hiện lên hàn ý. Thiếu soái, một mình thiếu soái tới sao? Đông Quan Trạch ngẩng đầu nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt chẳng biết từ lúc nào đã lạnh nhạt hơn không ít. Lục Kinh Vân thu đại đao trên tay vào trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn Đông Quan Trạch, nói. Đúng vậy, một mình ta tới đây. Thiếu soái có lẽ tới giết ta đúng không? Đông Quan Trạch ngẩng đầu nhìn Lục Kinh Vân, trường bào máu tím tung bay trong gió, khuôn mặt có chút vui vẻ, sự vui vẻ này có chút khổ sở. Ta đoán dùng tâm tư kín đáo của nhà ngươi, có lẽ ngươi đã sớm nhìn ra. Lục Kinh Vân nhìn Đông Quan Trạch nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngọc giản tin tức của ám đường so với ngọc giản tin tức trong đại điện không giống, có lẽ là từ Lục soái, từ trước đó ta đã lo lắng việc này có thể xảy ra, cho nên ta chỉ cần liếc là có thể cảm giác được. Đông Quan Trạch cười khổ, khuôn mặt vẫn vui vẻ. Lục Kinh Vân lại nói. Người có thời gian, người có cơ hội, vì sao ngươi lại không trốn? Trốn sao? Đông Quan Trạch lắc đầu nói. Ta có thể trốn đi đâu chứ? Sau lưng có Đông Quan gia, có thế giới của ta, ta còn có Linh Hỏa quân đoàn, ta trốn cũng vô dụng. Sớm biết có hiện tại vì sao lúc trước lại làm như vậy. Nếu như là chuyện khác, xem xét những công lao mà ngươi lập vì Lục gia quân trong những năm này, ta cũng có thể tha cho ngươi, thế nhưng ngươi không nên cấu kết với Thiên La Minh hại phụ thân ta. Cho nên ta không tha cho ngươi được. Lục Kinh Vân nhìn Đông Quan Trạch nói. Đa tạ thiếu soái còn nhớ tới ta, sớm biết hiện tại cần gì lúc trước phải làm như vậy, ha ha ha. Đông Quan Trạch nói xong, lập tức cười ha hả nói. Thực không dám giấu thiếu soái, Đông Quan Trạch ta hiện tại không hối hận, cho dù một chút cũng không. Ta cũng muốn xem một chút. Thân hình cao ngất của Lục Kinh Vân tiến lên hai bước, đứng chắp tay. Thứ hiện tại ta hối hận là đã đưa Đông Quan gia và Linh Hỏa quân đoàn tới tình trạng như vậy. Nếu như lúc trước không làm như vậy, ta có thể đưa Đông Quan gia và Linh Hỏa quân đoàn tới một độ cao mới. Đông Quan Trạch nói xong, mở miệng liếm vết máu ở khóe miệng mình, ngừng một lát rồi nhìn Lục Kinh Vân nói. Thế nhưng hiện tại ta lại không hối hận, tuy rằng là mâu thuẫn, thế nhưng trong lòng ta quả thực lại mâu thuẫn như vậy, thiếu soái, ngươi đã từng có nữ nhân nào trong lòng chưa? Có nữ nhân nào trong lòng sao? Hai mắt Lục Kinh Vân khẽ đảo. Trong đầu không khỏi nhớ tới từng nữ tử đã làm bạn bên cạnh mình. Thiếu soái ta hối hận, cũng không hối hận, người khác đều cho rằng ta chung tình với Mộ Linh Lạc, kỳ thực không phải vậy, làm như vậy sẽ khiến cho người ta không liên tưởng tới quan hệ của ta với Phượng Hoàng nhất tộc mà thôi. Người ta chung tình chính là Dạ Phượng Hoàng, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết rõ ta sinh ra vì nàng, cũng có thể chết vì nàng. Ngẩng đầu nhìn Lục Kinh Vân, Đông Quan Trạch cười nói. Có phải ngươi thấy ta ngốc đúng không? Ta không có cách nào phán xét chuyện này của ngươi, bởi vì ta không phải ngươi. Ta thấy, nếu như vì nữ tử trong lòng ta, ta cũng sẽ cam tâm làm tất cả, cho dù giao ra cả tính mạng của mình cũng cam tâm tình nguyện. Lục Kinh Vân nhìn Đông Quan Trạch, nói. Bất quá ta khác ngươi,
ta sẽ không bị người ta lợi dụng. Thiếu soái, đó là bởi vì ngươi còn chưa đạt tới tình trạng si tình như ta. Đông Quan Trạch lắc lắc đầu nói. Lục Kinh Vân nhìn qua Đông Quan Trạch nói. Thật sao, vậy ta cũng muốn biết, nữ tử của Phượng Hoàng nhất tộc kia có si vì ngươi giống như ngươi si vì nàng ta hay không? Cái này, ha ha ha. Đông Quan Trạch nghe vậy lập tức sững sờ, âm thầm đau thương, lại lập tức cười ha hả, tuy rằng cười thế nhưng lại có thể thấy được nụ cười của hắn đắng chát. Tiếng cười vừa dứt, Đông Quan Trạch nhìn Lục Kinh Vân nói. Thiếu soái, nể mặt ta những năm này lập nhiều công lao cho Lục gia quân, Đông Quan Trạch ta cầu xin thiếu soái một chuyện được không? Nếu không phải những năm này ngươi vì Lục gia quân lập nhiều công lao, ta sẽ không phải tới tận đây. Thứ nhất ta không muốn làm ảnh hưởng tới quân tâm. Thứ hai ngươi cũng vì Lục gia quân mà lập không ít công lao, cho nên ta muốn phái đoàn trưởng Linh Hỏa quân đoàn đi thể hiện một chút. Ra đi tôn nghiêm một chút. Đa tạ thiếu soái. Nghe vậy Đông Quan Trạch ôm quyền cúi người thi lễ thật sâu, nhìn qua Lục Kinh Vân nói tiếp. Ta còn cầu thiếu soái một chuyện, chuyện ta và Phượng Hoàng nhất tộc bán đứng Lục soái và Linh Hỏa quân đoàn chỉ có mình ta biết rõ. Ta hy vọng thiếu soái có thể giữ lại Linh Hỏa quân đoàn. Đông Quan gia ta cũng không liên quan tới việc này, hy vọng thiếu soái tha cho Đông Quan gia ta. Lục Kinh Vân nghe vậy, đôi mắt đen nhánh khẽ đổi, lập tức gật đầu nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Đông Quan Trạch nghe Lục Kinh Vân nói vậy, khuôn mặt mỉm cười, nói. Có những lời này của thiếu soái ta yên tâm rồi. Phanh! Dứt lời, trong lòng bàn tay của Đông Quan Trạch đột nhiên có linh hồn lực minh mông cuồn cuộn tuôn ra. Lập tức dùng một chưởng hung hăng đập vào đỉnh đầu mình, miệng phát ra những âm thanh cuối cùng trong cuộc đời mình. Thiếu soái, ta vì nàng có thể không màng sinh tử, nàng làm ta có thể trả giá bất kỳ thứ gì, ta thật đáng thương, sớm biết như vậy, lúc trước cần gì phải làm thế. Chỉ tiếc hiện tại tất cả đã không còn cách nào quay đầu lại. Phanh! Thân hình Đông Quan Trạch ngã xuống mặt đá, âm thanh hoàn toàn biến mất. Lục Kinh Vân đứng chắp tay, trường bào tung bay. Thân ảnh vừa mới định bắn ra thế nhưng lần nữa lại cắn răng đứng lại, mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, mãi một lúc lâu sau hắn mới xoay người, cúi đầu thì thào nói. Có Lục gia quân một ngày, ta sẽ che chở cho Đông Quan gia ngươi một ngày. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 5 năm. Trong vòng 5 năm này, trên thượng thanh thế giới xảy ra không ít chuyện, đầu tiên là Phi Linh Môn quật khởi. Những năm này, sau khi Phi Linh Môn dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt tất cả thế lực thuộc Diệt Linh Minh, cơ hồ tất cả các thế lực kia đều bị Phi Linh Môn dùng danh nghĩa khống chế tất cả, cũng danh chính ngôn thuận được Phi Linh Môn tiếp thu. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, còn có Lục Lâm Thiên trong mật địa thiên giới, tất cả các thế lực khác trong trung thiên thế giới tuy rằng trong lòng cảm thấy không công bằng, thế nhưng cũng không có biện pháp, cũng không dám ngăn cản. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Phi Linh Môn dùng xu thế sấm sét khống chế mấy chục trung thiên thế giới, nhảy vọt, quật khởi trở thành thế lực đệ nhất dưới cổ tộc và hai đại liên minh trong thượng thanh thế giới. Mặt khác, Nguyệt Hoàng thế giới cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 5 năm trước, Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất trong Nguyệt Hoàng thế giới chẳng biết tại sao giống như trong vòng một đêm biến mất hầu như không còn, trong Nguyệt Hoàng thế giới không còn Phượng Hoàng nhất tộc nữa. Trên phố cũng lập tức truyền ra tin tức, lúc này mọi người mới biết rõ. Thì ra Phượng Hoàng nhất tộc trong mật địa thiên giới động đao với người không nên động, nghe nói chuyện này có quan hệ với Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn kia. Phi Linh Môn, trong thời gian 5 năm, Tiểu Long, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo sau khi ở với người nhà mấy tháng lập tức trở lại nơi mà mình nên tới. Lục Kinh Vân ở lại giúp Phi Linh Môn khống chế đại cục. Sau đó giao lại tất cả cho gia gia Lục Trung, ngoại công Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường. Hắn cùng sư tổ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, còn có Độc Cô Ngạo Nam, Hàn Băng Đại Đế và những người khác trở lại Thương Khung chiến trường. Đám người cái thế Hồng Tôn vốn hy vọng Lục Kinh Vân lần này có thể trở lại mật địa trong minh quang thế giới tu luyện, thế nhưng Lục Kinh Vân biết rõ, Lục Gia Quân vô cùng thích hợp với Thương Khung chiến trường, Lục Gia Quân là Phi Linh Môn. Là một tầng đảm bảo đối với Lục Gia. Trong Lục Gia Quân cũng cần người Lục Gia trấn thủ, nếu không cũng không phải là Lục Gia Quân nữa. Mà hắn thân là lão đại hiện tại của Lục gia, cho nên cũng phải đứng lên suy xét cho Lục gia. Những năm này Phi Linh Môn phát triển cực lớn, Hoàng gia, Tiết gia, An gia, Tôn gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cùng với những thế lực khác cũng theo sau phát triển gấp mấy lần.
Những năm gần đây Phi Linh Thương Hội lần nữa đặt chân ở trong trung tâm của các trung thiên thế giới, ở trong Vạn Thiên Liên Minh đã sớm có ghế trưởng lão. Nhưng mà nếu so về tài lực mà nói, sợ rằng thương hội và gia tộc trong Vạn Thiên Liên Minh có thể so với Phi Linh Thương Hội hiện tại không có nhiều lắm, mạnh hơn Phi Linh Thương Hội cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong dòng sông băng mênh mông, hàn khí lạnh lẽo thấu xương này căn bản người có tu vi bình thường khó có thể đặt chân vào nơi này. Trên một hòn đảo bằng băng cực lớn có một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi, trước mặt hắn là một bức tường bằng băng. Bức tường này giống như là bức tường cuối cùng, bên trên có bí văn quanh quẩn, hàn ý ngập trời. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này khoanh chân ngồi trước mặt bức tường băng, băng chung quanh dần dần hóa thành thủy vực bao la, sau đó lập tức bị đóng băng. Tan rã rồi ngưng kết rồi tan rã, cứ như vậy tuần hoàn, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Cực kỳ huyền ảo. Chỉ có bức tường bằng băng kia là sừng sững, không chút biến đổi. Ken két. Sau một năm nữa, bức tường bằng băng sừng sững trên hòn đảo bằng băng này bỗng nhiên rạn nứt, lập tức ken két bị nghiền nát. Siêu siêu. Bức tường bằng băng cực lớn bị nghiền nát, thế nhưng lại lập tức tiêu tán thành vô hình, ngay cả một chút vụn băng cũng không có để lại. Ha ha. Lục Lâm Thiên cười ha hả, thân hình lập tức phóng lên trời. Đột nhiên xuất hiện cách đó hơn ngàn thước. Ầm ầm. Ngay sau khi thân hình Lục Lâm Thiên rời khỏi hòn đảo bằng băng, bức tường bằng băng, hàn khí ngập trời, bí văn quanh quẩn giống như kéo dài tới trời cao kia vừa mới tiêu tán thành vô hình lại một lần nữa xuất hiện, trong bức tường bằng băng này vẫn có bí văn quanh quẩn, hàn ý ngập trời. Thân ảnh màu xanh này cũng không có quay người lại mà chắp tay chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước bơ ước xuống, dòng sông băng dưới chân lập tức hóa thành thủy vực. Mà sau khi bước ra, thủy vực sau lưng lần nữa ngưng tụ thành dòng sông băng. Trước mặt tan rã, sau lưng ngưng kết, huyền ảo vô cùng. Trên chiến đài trong mật địa thiên giới mỗi ngày đều có náo nhiệt, trước đó không lâu, trên chiến đài, Thái A dựa vào một kiện thông linh bảo khí hình chiếc chuông mà tiến vào trong thiên bảng, xếp ở vị trí thứ 19. Mà chuyện khiến cho người ta rung động nhất là Lục Linh, 3 ngày trước, Lục Linh rốt cuộc đột phá tới tuyên cổ cảnh cao giai. Sau đó trên chiến đài khiêu chiến người đứng thứ 11 trên thiên bảng. Người này không phải là cổ tộc, là cường giả đệ nhất trong đám người trẻ tuổi trong thượng thanh thế giới, chỉ dưới cổ tộc, ngay cả không ít thanh niên cổ tộc cũng không phải là đối thủ của người này. Đứng thứ 11 trên thiên bảng đã chứng minh được điểm mạnh của hắn. Mà Lục Linh thúc giục bất diệt kim cương tượng triệt để đánh bại người này. Mà dưới sự chứng kiến của người xem bốn phía chiến đài, Lục Linh lần nữa khiêu chiến một thanh niên đứng vị trí thứ 10 trên thiên bảng, thúc lục bất diệt kim cương tượng, tay cầm tử lôi diệt thiên đao, trong giao thủ kịch liệt, kịch chiến khiến cho cơ hồ cả mật địa thiên giới khiếp sợ. Dùng huyết chiến đánh bại một cường giả trẻ tuổi đứng thứ 10 trong thiên bảng, đánh văng cường giả trẻ tuổi kia ra khỏi top 10 thiên bảng. Sau trận chiến này, danh tiếng của Lục Linh triệt để vang vọng trong mật địa thiên giới, khiến cho người ta chính thức biết được cái gì gọi là người đi ra từ thương khung chiến trường. Trong nháy mắt lại một năm trôi qua, cách thời gian Lục Lâm Thiên tiến vào trong bí cảnh băng gia đã là năm thứ 7. Trong dòng sông băng mênh mông, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đang một mình hành tẩu trên dòng sông băng mênh mông, không ngày nào nghỉ, không biết mệt mỏi, một đường băng tan rã, sau lưng lại ngưng kết. Ven đường hắn cũng đã nhìn thấy không ít cảnh vật chung quanh con sông băng này. Rốt cuộc đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này dừng bước trước một sườn núi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào một hạp cốc bằng băng cực lớn, đang tản ra khí tức cổ xưa ở dưới sườn núi. Ồ! Đạo thân ảnh màu xanh này khẽ kêu một tiếng, thân hình nhảy lên, lập tức tiến vào trong hạp cốc bằng băng kia, lập tức tiến vào trong một sơn động. Trong sơn động cực lớn bằng băng này có không ít băng chùy lơ lửng, tỏa ra quang mang trắng nõn. Xoẹt! Trong sơn động bằng băng này, gợn sóng trong không gian chẳng biết tại sao lại bắt đầu chấn động. Xuất hiện vết nứt không gian nho nhỏ, khí tức lạnh lẽo ngập trời bắt đầu lan tràn ra, khiến cho linh hồn người ta khó có thể chống lại. Thân ảnh mặc áo bào xanh này do dự một chút lập tức thả người nhảy vào bên trong, thân hình tiến vào trong vết nứt không gian đang chấn động này. Khi thân hình người mặc áo xanh này lần nữa chui ra khỏi vết nứt không gian thì đã tới một sơn động bằng băng cực lớn, không gian cực lớn, bao la vô cùng. Ngẩng đầu nhìn qua không trung, băng giống như che khuất bầu trời vậy. Không gian này thật kỳ quái. Lục Lâm Thiên đi vào trong sơn động bằng băng rộng lớn này, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, không gian này cực kỳ quỷ dị. Khí tức lạnh lẽo tới mức tận cùng,
trong không gian này tất cả mọi thứ dường như đều chậm lại một chút. Nguyên lực, linh hồn, máu tươi vận chuyển trong cơ thể đều giảm tốc độ. Trước một bức tường bằng băng trong sơn động rộng rãi có một đạo thân ảnh đang ngồi khoanh chân, toàn thân được băng bao phủ, giống như một bức tường điêu khắc bằng băng đang tỏa ra ánh sáng long lanh. Xoẹt! Băng bắt đầu tan rã, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt không biết bởi vì hàn khí hay không mà thoạt nhìn cực kỳ trắng nõn, khuôn mặt cương nghị có chút cứng nhắc, hai hàng lông mi rậm rạp nhìn qua cũng có chút cứng cáp, bộ dáng chừng hơn 40 tuổi, thế nhưng toàn thân lại lộ ra khí độ phi phàm. Siêu siêu! Bỗng nhiên đạo thân ảnh này lập tức mở hai mắt ra, hai mắt giống như những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm thâm thúy. Hai mắt mở ra, khí tức từ trong cơ thể giống như thức tỉnh lập tức nhộn nhạo tràn ra, khiến cho cả không gian xuất hiện những mảnh băng vụn lơ lửng. Khí tức thật mạnh, người này rất mạnh. Thanh niên mặc áo bào xanh khẽ giật mình, cảm nhận khí tức trên người đại hán trung niên này mà biến sắc, khí tức mạnh mẽ bực này không phải chuyện đùa. Chương 4252 một đường huyền ảo. Vẫn là thiếu một chút a, nhiều năm như vậy còn không có cách nào làm được. Chẳng lẽ ta thực sự sai rồi sao? Cả đời này của ta không có cách nào hoàn thành được hay sao? Đại hán trung niên thức tỉnh, thế nhưng lại không để mắt tới thanh niên mặc áo bào xanh kia mà miệng vẫn thì thào nói. Ta sai rồi sao? Không thể nào tồn tại thứ như vậy sao? Thân ảnh mặc áo bào xanh lẳng lặng nhìn đại hán trung niên không nói gì, tất cả trong không gian này đều có chút quái dị, từ khí tức trên người đại hán trung niên này không khó biết rõ, người này có lẽ chính là người băng gia. Khí tức trên người lại mạnh tới mức khiến cho người ta rung động. Ngươi là người phương nào? Rốt cuộc đại hán trung niên mới phát hiện ra thanh niên mặc áo bào xanh, đôi mắt thâm thúy như sao trên khuôn mặt trắng nõn, khí khái hào hùng nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Bái kiến tiền bối, ta chính là Lục Lâm Thiên. Thanh niên mặc áo bào xanh ôm quyền thi lễ, người này là cường giả băng gia. Ồ, không phải là người băng gia ta, vì sao khí tức lại tương tự như vậy? Cũng không phải đám người phong gia, hoàng gia, mộc gia. Đại hán trung niên nghe vậy khẽ nhíu mày, ống tay áo khẽ phất một cái, trong tay lập tức có hàn khí quét qua Lục Lâm Thiên. Siêu! Băng xương chấn động, hàn khí cuồn cuộn lan tràn, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được không gian chung quanh bị hàn khí bao phủ. Hàn khí này cũng không phải bình thường, giống như có thể tự thành không gian. Trong không gian này hàn khí có thể đem tất cả đóng băng cứng lại, hàn khí ảnh hưởng tới tất cả. Siêu siêu! Hàn khí vô hình va chạm vào quang mang, băng vụn lập tức cuồn cuộn bắn ra tứ phía, quang mang bị ngăn cản lui về, lực lượng ngũ hành tương khắc trước mặt thực lực cũng khó có thể chống lại được hàn khí này, không gian chung quanh nhanh chóng bị đóng băng. Tuyên cổ cảnh cao giai, không phải, chẳng lẽ, tiểu tử, người tới cấp độ nào trong đại thừa Niết Bàn? Bỗng nhiên đại hán trung niên kia thu thủ ấn trong tay lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên thu liếm khí tức, sắc mặt có chút tái nhợt, nói. Chân lý Niết Bàn trong Đại Thừa Niết Bàn. Chân lý Niết Bàn, thật sự là chân lý Niết Bàn sao? Nghe vậy đôi mắt thâm thúy của đại hán trung niên cũng không nhịn được mà rung động, lập tức khoát tay nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người đi ra nơi khác lĩnh ngộ đi, ta lĩnh ngộ vẫn chưa xong, ta còn cần tìm hiểu một đoạn thời gian nữa. Không biết tiền bối lĩnh ngộ thứ gì, thực lực của ta còn thấp. Thế nhưng nói không chừng vạn nhất có thể giúp được một ít chuyện. Lục Lâm Thiên do dự một chút lập tức hỏi đại hán trung niên, lực lượng quỷ dị trong không gian băng băng này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng hứng thú. Lực lượng quỷ dị trong không gian băng băng này có thể đóng băng tất cả, cường hãn mà quỷ dị. Ngươi sao? Đại hán trung niên nhìn qua Lục Lâm Thiên, nghi hoặc một hồi rồi. Thân hình cao ngất chậm rãi tiến lên, nhìn Lục Lâm Thiên, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nói. Người chân lý Niết Bàn, thiên phú khủng bố, nói không chừng ngươi quả thực có thể giúp được, cũng được, ta sẽ nói với ngươi, ngươi gọi là Lục Lâm Thiên đúng không? Đúng vậy, vãn bối gọi là Lục Lâm Thiên, là người được phong hào chiến thần trong vạn thế đối quyết lần trước, gần đây lại lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thủy trong áo nghĩa hàn băng. Lục Lâm Thiên gật đầu nói với đại hán trung niên. Người chân lý Niết Bàn, xem ra thượng thanh thế giới chúng ta lần này sẽ quật khởi rồi. Đại hán trung niên gật gật đầu, nói với Lục Lâm Thiên. Ta có thể nhìn ra, người lĩnh ngộ áo nghĩa hàn băng cũng không tầm thường, người có biết sau khi tu luyện áo nghĩa hàn băng tới cực hạn, trừ đóng băng thiên địa, đóng băng tất cả mọi thứ ra còn xảy ra chuyện gì không?
Cái này, Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong đầu suy tư, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì. Đại hán trung niên nhìn qua Lục Lâm Thiên suy tư, lại lập tức hưng phấn nói. Dưới áo nghĩa hàn băng, nhiệt độ càng thấp càng có thể ảnh hưởng tất cả áo nghĩa khác, thậm chí ta còn phát hiện ra có thể ảnh hưởng không gian, thời gian, các loại các nghĩa. Dứt lời, sắc mặt đại hán trung niên lại có chút thất vọng, nói với Lục Lâm Thiên. Trong tưởng tượng của ta, dùng áo nghĩa hàn băng hình thành không gian, khiến cho hàn khí ngưng tụ đến thấp nhất, khiến cho tất cả áo nghĩa trong không gian này sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó người có tu vi đồng cấp khó có thể là đối thủ của ta. Dùng hàn khí ngưng tụ thành không gian, ảnh hưởng tới tất cả áo nghĩa. Lục Lâm Thiên nghe vậy, thì thào nói nhỏ, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quan, Lục Lâm Thiên vẫn còn nhớ mọi chuyện kiếp trước, cho nên hắn lập tức nhớ tới một chuyện. Trước kia hắn từng xem qua phim ảnh, nói là nhiệt độ ảnh hưởng tới cường độ vận động của vật thể, nguyên tử. Mà nhiệt độ thấp là một loại hạt không mang bất kỳ năng lượng nào, loại nhiệt độ này gọi là độ không tuyệt đối, mà dưới độ không này, tất cả đều bị ảnh hưởng, có chăng là khác nhau mà thôi. Kiếp trước lại có người cho rằng, hạt này không có khả năng bất động, cũng nói là loại độ không này không có cách nào đạt tới, nhiệt độ cao không có giới hạn, thế nhưng nhiệt độ giảm xuống lại không có cách nào đạt tới độ không tuyệt đối, chỉ có thể tiếp cận vô hạn mà thôi. Dùng hàn khí ngưng tụ thành không gian, ảnh hưởng tới tất cả áo nghĩa không phải là không làm được, chuyện này có khả năng làm được. Lục Lâm Thiên suy tư một hồi rồi lập tức ngẩng đầu nói với đại hán trung niên. Làm sao ngươi biết có thể thực hiện? Đại hán trung niên khí khái hào hùng kia nói, sau đó lại nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi thở dài, nói tiếp. Ta lĩnh ngộ không biết đã bao nhiêu vạn năm, tuy rằng có một chút tâm đắc cùng thành tựu, thế nhưng lại không đạt tới trình độ mà ta muốn. Có lẽ suy nghĩa của ta căn bản à viển vông, áo nghĩa hàn băng quá mênh mông, ta lĩnh ngộ còn chưa đủ à. Không, nhất định là có thể. Lúc này Lục Lâm Thiên lại có chút hưng phấn nói với đại hán trung niên. Theo ta được biết, trên lý luận mà nói, khi vật chất có động năng tới mức thấp nhất của cơ học lượng tử khi đó vật chất sẽ đạt tới độ không tuyệt đối. Mặc dù nói độ không vĩnh viễn không có cách nào đạt tới, chỉ có thể tiếp cận vô hạn, bởi vì bất luận không gian nào đều còn nhiệt lượng và năng lượng, không hoàn toàn chuyển đổi sang nhau, cho nên độ không không có cách nào tồn tại. Cái này có điểm giống như ngũ hành tương sinh tương khắc, trừ phi trong không gian không có một chút năng lượng và nhiệt lượng nào. Dưới trạng thái độ không năng lượng mới đạt tới nhiệt độ thấp nhất, nhưng mà dùng nhiệt độ của thiên nhiên mà nói, chỉ có thể tiếp cận vô hạn, không có cách nào tới gần. Lục Lâm Thiên nuốt nước bọt, hưng phấn nói tiếp. Nhưng mà áo nghĩa hàn băng lại có thể làm được, đây là trạng thái siêu tự nhiên, chỉ cần đóng băng tất cả không gian tới tình trạng thấp nhất, khi đó có thể đạt tới độ không tuyệt đối, dưới độ không tuyệt đối, tất cả vật chất và áo nghĩa đều sẽ bị ảnh hưởng. Trung niên khí khái hào hùng nghe vậy có chút khiếp sợ nhìn qua Lục Lâm Thiên đang hưng phấn, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nói. Cái gì là độ không tuyệt đối? Ta nghe không hiểu. Cái này. Lục Lâm Thiên sững sờ, hắn đã quên một chuyện, hắn lập tức cười khổ nói với đại hán trung niên khí khái hào hùng. Tóm lại suy nghĩ của tiền bối sẽ thành công, ta thấy tiền bối nếu như không ngại, ta có thể giúp một ít chuyện nhỏ được. Thật sao, vậy thì quá tốt, ta sẽ nói lĩnh ngộ những năm này của ta cho ngươi. Đối với áo nghĩa hàn băng của ngươi ít nhiều sẽ có trợ giúp. Đại hán trung niên khí khái hào hùng kia lập tức kích động rồi hưng phấn. Trong cái động bằng băng rộng rãi, cực lớn kia, bên trong hàn khí lạnh thấu xương, một lát sau hai người ngồi khoanh chân, trong miệng nhấp nháy, không biết là đang nói gì, trong tay có từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua rồi ngưng kết thành thủ ấn, không gian bằng băng chung quanh không ngừng biến ảo bất định. Thời gian lần nữa trôi qua, trong mật địa thiên giới, chẳng biết tại sao một ít thanh niên cổ tộc khó xuất hiện lại càng ít lộ diện hơn, đồn rằng tất cả đều đi bế quan tĩnh tu. Chỉ trong chớp mắt, thời gian cách lúc Lục Lâm Thiên tiến vào mật địa băng ra đã được 15 năm. Trong 15 năm này, trong mật địa thiên giới cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, tất cả mọi người đều đang tĩnh tu. Nhưng mà 3 năm trước đây lại xảy ra một đại sự, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn lần thứ 3. Nhật Nguyệt Hàng Lâm, ngôi sao rơi xuống, trong khoảng 1.000 năm ngắn ngủi xuất hiện người chân lý Niết Bàn thứ 3, trong lúc nhất thời kinh động cả 3.000 đại thiên thế giới. Trong tất cả các cường giả đã bắt đầu lan truyền ra một câu, thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn. Trong 1.000 năm trước sau xuất hiện 3 người chân lý Niết Bàn, đủ để khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ.
Sáng sớm, trong dãy núi ở trong mật địa thiên giới có chút sương mù nhàn nhạt còn chưa tán đi, nhìn từ xa như có như không, giống như tấm lụa mỏng. Sáng nay, chẳng biết tại sao trong mật địa thiên giới lại lạnh lẽo dị thường, loại hiện tượng này trước nay chưa từng thấy qua. Hàn khí lan tràn, khiến cho người có tu vi thực lực thấp một chút căn bản không có cách nào chống lại. Trong mật địa thiên giới lập tức có không ít khí tức mịt mờ trong chốc lát dò xét, lan tràn về phía bí cảnh băng ra. Là hàn khí từ trong bí cảnh băng ra, chẳng lẽ bên trong xảy ra biến cố gì đó? Lập tức trên trời xanh có âm thanh vang lên, trên không trung lập tức từng đạo thân ảnh phá không rời đi. Siêu siêu! Ngoài bí cảnh băng ra, trước hải vực vô biên, trên vách đá dựng đứng lúc này xuất hiện không ít thân ảnh hội tụ, đám người băng cổ, đường ám, lôi quang, nhâm ngã hành, tịnh kiếm hoàng đều có mặt. Hải vực vô biên bên ngoài bí cảnh băng ra vốn là một màu xanh, giống như vô biên vô hạn, bọt nước bắn tứ tung thì lúc này cả hải vực bao la kết thành băng, hàn khí ngập trời từ trong hải vực cuồn cuộn lan tràn ra. Kỳ lạ nhất chính là trên hải vực bao la này có không ít thân ảnh được băng xương bao phủ, thân hình trên hải vực bằng băng không có cách nào nhúc nhích, tư thế giống như một bức tượng bằng băng, cực kỳ quái dị. Băng hàn chi khí thật quái dị, băng cổ, trong bí cảnh băng ra ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Đường ám thất kinh, có chút kinh ngạc hỏi băng cổ. Ta cũng không biết trong bí cảnh xảy ra biến hóa gì, chúng ta đang muốn xuống dưới xem xét, thế nhưng nếu ai đặt chân xuống dưới sẽ bất động, đóng băng, căn bản không có cách nào thoát thân ra được. Ta vừa rồi thiếu chút nữa cũng không ra được. Vẻ mặt băng cổ lúc này cũng rung động, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này hải vực bằng băng này căn bản không thể đặt chân xuống, một khi tiến vào sẽ bị trói buộc làm ảnh hưởng, không thể dãy giụa. Gần đây trong bí cảnh băng ra ngươi có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không? Tại sao lại có thể như vậy? Lôi quang có chút khó hiểu nói. Không có, bí cảnh vẫn bình thường. Băng cổ lắc đầu, ánh mắt lập tức khẽ đổi, nói. Nhưng mà Lục Lâm Thiên 15 năm trước tiến vào trong bí cảnh băng ra ta, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Lục Lâm Thiên, không phải chuyện này có quan hệ với Lục Lâm Thiên đó chứ? Đám người lôi quang và ám đường nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thế nào, trong bí cảnh này nhất định xảy ra biến cố gì đó, hàn băng chi khí này rất mạnh, có lẽ cũng không phải Lục Lâm Thiên tạo thành. Băng cổ nhíu mày, hiện tại hắn cũng bó tay, hải vực này hiện tại ngay cả hắn cũng không dám đặt chân lên, chỉ cần đặt chân lên trên sẽ bị ảnh hưởng, không có cách nào nhúc nhích. Siêu siêu! Từ bốn phương tám hướng trên không trung không ngừng có cường giả đáp xuống, sắc mặt đều kinh ngạc nhìn quan hải vực đóng băng vô biên vô hạn trước mắt, hàn băng chi khí cuồn cuộn, người thực lực thấp căn bản không thể tới gần. Siêu siêu! Bỗng nhiên, trong hải vực lập tức truyền ra hai tiếng xé gió, hai đạo âm thanh vang lên trong hải vực bị đóng băng. Âm thanh giống như quỷ mị chui ra, giống như óc thể di chuyển trong băng dày đặc trên hải vực. Hai đạo thân ảnh này nhảy ra. Băng hàn chi khí trong thiên địa cũng lạnh lẽo tới mức tận cùng, giữa không trung có tầng tầng lớp lớp băng xương bao phủ, che khuất bầu trời, giống như cơn lốc cuốn tới, khiến cho thiên hôn địa ám. Băng hàn chi khí thật mạnh. Băng hàn chi khí như vậy khiến cho chúng cường giả có mặt ở đây bỗng nhiên biến sắc, băng hàn chi khí này ảnh hưởng tới không gian, ảnh hưởng tới thời gian và nguyên lực cùng linh hồn. Cường giả ở đây cũng khó có thể chống lại, đều phát hiện ra thoạt nhìn mình trở nên ngây ngốc. Trong lúc vô hình bị băng hàn chi khí này ảnh hưởng, căn bản không có cách nào chống lại. Ha ha ha, thành công rồi. Trên không trung lập tức vang lên tiếng cười to, hàn băng chi khí cũng đột nhiên thu liễm. Xoẹt, băng xương phô thiên cái địa biến mất không thấy gì nữa, hải vực đóng băng bao la dần dần bị hóa giải, băng hàn chi khí giảm bớt. Cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu, trên không trung lúc này có hai đạo thân ảnh. Một người trung niên có khuôn mặt khí khái hào hùng cùng một nam tử mặc áo bào xanh đang lơ lửng đứng trên không trung, khuôn mặt hai người lúc này đều mang theo vẻ kích động. Là Lục Lâm Thiên, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và những người khác ngẩng đầu, thanh niên mặc áo bào xanh kia chính là Lục Lâm Thiên tiến vào trong bí cảnh băng ra đã được 15 năm. Mà khi ánh mắt đám người băng cổ nhìn thấy trung niên khí khái hào hùng kia, sắc mặt đột nhiên giống như gặp quỷ, không khỏi cung kính hành lễ, nói. Đệ tử băng gia bái kiến băng thiên thúc tổ. Đó là băng thiên của băng gia sao? Không phải nói băng thiên của băng gia mất tích gần 3.000 vạn năm rồi sao? Đồn rằng vị thúc tổ của băng gia này lần trước cũng không tham gia thương khung chiến trường,
tại sao lại ở trong bí cảnh băng gia? Thực lực của thúc tổ băng thiên của băng gia đã sớm tới tình trạng khủng bố, không ngờ căn bản không có mất tích, mà đều ở trong bí cảnh băng gia. Băng thiên, ngươi trốn đủ dài nha, ta đã nghĩ ngươi chết rồi. Trên trời xanh vang lên một đạo âm thanh tràn ngập khí phách, lập tức có một đạo thân ảnh cao ngất, phá không phóng ra. Trên người có khí thế bế nghĩa thiên hạ, đây chính là minh chủ chiến thiên liên minh hoàng phủ Minh Long. Hàn băng chi khí này dường như thực lực tiến bộ không ít nha. Một đạo âm thanh già nua vang lên, một lão giả già nua hiện thân trên không trung, thân hình hùng vĩ, khuôn mặt già nua, mặt mũi tràn ngập nếp nhăn, dường như là dấu vết của vô tận tuế nguyệt lưu lại trên mặt hắn, mái tóc trắng tung bay, nhìn qua có vài phần phiêu giật. Là hắn. Khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy lão giả già nua này, nhìn đôi mắt đen nhanh mà thâm thúy kia đang mỉm cười đánh giá bản thân, ánh mắt khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác giống như nhìn vào trong trời xanh bao la, sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn. Lão giả này Lục Lâm Thiên đương nhiên nhận ra được, lúc trước khi tiến vào trong thương khung chiến trường, lão giả này còn giao cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong còn có cổ đồ đại từ Đại Bi. Đám người phía dưới nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Long và lão giả già nua cũng tới, hai mắt nhìn nhau, không ngờ ngay cả hai người này cũng bị kinh động cho nên khiếp sợ hành lễ. Bái kiến Thiên Chủ, bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Thiên Chủ. Lục Lâm Thiên sững sờ, chẳng lẽ lão giả già nua này lại là Thiên Chủ của Mật Địa Thiên Giới sao? Hai người các ngươi cũng tới sao? Đến đây, có muốn luận bàn một chút hay không? Để xem ta còn bại bởi hai người các ngươi hay không? Ta nói với các ngươi một việc, rốt cuộc ta đã thành công, ta rốt cuộc cũng làm được. Đại hán trung niên nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Long và lão giả già nua tới, lập tức có hứng thú luận bàn. Cũng được, đã lâu rồi không có luận bàn với ngươi, ngươi vừa mới ra, động tĩnh cũng không nhỏ a. Lão giả già nua nhìn đại hán trung niên một chút rồi lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ngươi đi với ta một chuyến, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Minh Long hành lễ. Bái kiến Lục Sư Huynh. Cửu Sư Đệ, sao đệ lại ở cùng một chỗ với băng thiên này vậy? Hoàng Phủ Minh Long nhìn thấy Lục Lâm Thiên ở cùng với băng thiên một chỗ, vô cùng nghi hoặc. Cái này. Lục Lâm Thiên đang định nói chuyện thì bị đại hán trung niên có khuôn mặt trắng nõn kia ngắt lời, hắn kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên và Hoàng Phủ Minh Long nói. Hoàng Phủ Đại ca. Lục Lâm Thiên là sư đệ của huynh. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hoàng Phủ Minh Long nói. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, ta còn phải đa tạ hắn, bằng không ta cũng không có cách nào thành công. Băng Thiên cười to, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên huynh đệ, về sau mật địa băng ra ngươi muốn tiến vào lúc nào cũng được. Có rảnh chúng ta nghiên cứu không gian này một chút, ta cảm giác có lẽ còn có thể hoàn thiện thêm một chút nữa. Đúng rồi, không gian này vì ngươi mới lĩnh ngộ thành công, ngươi cảm thấy nên đặt tên nó như thế nào mới được. Băng Thiên lão ca, gọi là độ không tuyệt đối đi, thế nào? Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, băng thiên này dường như sư huynh gọi đệ, đồng lứa với sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, hắn nếu gọi đối phương lớn quá không thể nghi ngờ sẽ làm sư huynh của mình thấp đi. Độ không tuyệt đối, không tệ, không tệ, ha ha. Băng Thiên cười to. Lập tức lớn tiếng nói. Về sau độ không tuyệt đối chính là thủ đoạn chấn tộc của băng gia và lục gia. Băng gia và lục gia. Đám người băng gia đang cung kính hành lễ nghe vậy lập tức chấn động không thôi. Một lát sau, trong một quần sơn xanh ngắt, tươi tốt, trên ngọn núi, ba đạo thân ảnh đáp xuống, đúng là Lục Lâm Thiên, Hoàng Phủ Minh Long, còn có một lão giả già nua. Lục Lâm Thiên đi theo sau lưng sư huynh Hoàng Phủ Minh Long và lão giả già nua gọi là Thiên Chủ, ở cùng với hai người này một chỗ, không gian chung quanh lặng lẽ trở nên biến đổi, có chút không bình thường. Mà không bình thường chỗ nào Lục Lâm Thiên không nói rõ ra được. Loại cảm giác này khiến cho trong đầu người ta lan tràn ra một nỗi sợ hãi, thực lực của hai người này rất mạnh, tới tình trạng vô cùng cường hãn, tới bây giờ Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào phỏng đoán được. Lục Lâm Thiên chỉ có thể cảm giác ra. Thực lực của lão giả gọi là Thiên Chủ cùng với sư huynh Hoàng Phủ Minh Long có lẽ cũng không sai biệt nhiều lắm. Cửu sư đệ, đây là Phong Hành, Thiên Chủ của Mật Địa Thiên Giới. Đệ cứ gọi là Phong Hành Thiên Chủ là được rồi. Ba người đáp xuống, Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Lâm Thiên. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ. Lục Lâm Thiên hành lễ,
Phong Hành Thiên Chủ, trên người cũng có được khí tức của cổ tộc, có lẽ chính là người Phong gia. Không cần phải khách khí. Phong Hành gật đầu, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Ta và Lục sư huynh của ngươi đã từng thương lượng qua, phi linh môn của ngươi hiện tại có không ít người có thiên phú mạnh mẽ, cho nên muốn phá lệ để cho bọn chúng tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ, ngươi thấy thế nào? Cái này, Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, nhưng mà lập tức cũng không nghĩ nhiều, trong phi linh môn có nhiều người có thiên phú mạnh mẽ, đều là từ linh vũ thế giới tới, vạn nhất bạo lộ chuyện linh vũ thế giới là một chuyện không tốt. Mà mục đích của mật địa thiên giới khi làm vậy cũng khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Lâm Thiên, Phong Hành Thiên Chủ và Hoàng Phủ Minh Long liếc nhìn nhau, lập tức hỏi. Sao nào, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi còn không muốn sao? Nghe vậy Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ, vì sao phải làm như vậy? Cửu sư đệ, chuyện là như vậy. Hoàng Phủ Minh Long nói. Không bao lâu nữa, cả 3.000 đại thiên thế giới sẽ xảy ra một chuyện lớn, đến lúc đó cả 3.000 đại thế giới không có bất kỳ thế giới nào chỉ bo bo giữ mình được. Cân nhắc vì thượng thanh thế giới, vì muốn cho thượng thanh thế giới có dòng máu mới, cho nên tất cả đại cổ tộc hiện tại cũng đang lựa chọn người có thiên phú không kém tiến vào trong ba mật địa lĩnh ngộ. Hạn chế đã phóng khoáng hơn một chút, phi linh môn của đệ có không ít người, đúng là lựa chọn tốt nhất, có ta ở đây, tất cả yên tâm đi. Vậy thì Lục sư huynh cứ sắp xếp là được rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, có sư huynh Hoàng Phủ Minh Long nói chuyện, Lục Lâm Thiên cũng không còn cố kỵ nữa. Bí mật hỗn độn thế giới Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long của hắn cũng biết, huynh ấy đã nói như vậy đương nhiên đã có ý định của mình. Tốt, quyết định như vậy đi, nhưng mà cần phải phát ra ngọc giản tin tức mới được, kỳ thật mấy năm trước chúng ta đã phái người tới phi linh môn, người phi linh môn của ngươi quá mức cẩn thận. Không có ngọc giản tin tức của ngươi kiên quyết không tới mật địa thiên giới. Phong Hành Thiên Chủ cười khổ nói. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không có hắn nói một tiếng, người phi linh môn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hoàng Phủ Minh Long nói. Cửu sư đệ, người phi linh môn sau khi tiến vào trong mật địa thiên giới ta sẽ sắp xếp người chú ý người của phi linh môn đệ, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Vậy thì phải đa tạ Lục sư huynh. Hoàng Phủ Minh Long nói những lời này, Lục Lâm Thiên càng thêm yên tâm. 3 ngày sau, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ngoài bí cảnh đường ra. Trong 3 ngày này, Lục Lâm Thiên trở về đình viện mà hắn ở trong mật địa thiên giới, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra Thái A luyện hóa xong thông linh bảo khí, thực lực tăng mạnh. Từ trong miệng Thái A hắn cũng biết được Lục Linh tiến bộ không ít, không ngờ lại tiến vào top 10 thiên bảng, dù chỉ đứng ở vị trí thứ 10 mà thôi. Tiểu tiểu cô nương. Đường Dần huynh đệ đâu? Lục Lâm Thiên hỏi Đường Tiểu Tiểu bên người. Ca ca ta sau khi ngươi tiến vào trong bí cảnh băng ra lập tức lĩnh ngộ trong bí cảnh đường giả, từ đó chưa từng đi ra. Đường Tiểu Tiểu nhắc nhở Lục Lâm Thiên, nghiêm túc nói. Hạp cốc phía trước chính là bí cảnh của đường gia ta, không có áo nghĩa hắc ám của đường gia ta mà đi vào, trên thực tế cũng không lĩnh ngộ ra thứ gì. Cho nên từ cổ chí kim, người lựa chọn tiến vào trong bí cảnh đường gia ta lĩnh ngộ cực kỳ nhỏ. Mặt khác có không ít người không hiểu áo nghĩa hắc ám đi vào thậm chí còn gặp phải nguy hiểm cực lớn. Nếu như một khi ngươi gặp nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên ngạnh kháng, phải lập tức bóp nát ngọc giản rồi đi ra. Dứt lời, Đường Tiểu Tiểu giao cho Lục Lâm Thiên ngọc giản không gian. Áo nghĩa hắc ám sao? Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản không gian trong tay Đường Tiểu Tiểu, khóe miệng mỉm cười, áo nghĩa hắc ám đã ở trong âm dương, dường như hắn đã hiểu được một chút. Trong không gian đen kịt, thiên hồn địa ám, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, một mảnh là đêm tối mênh mông khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực. Loại bóng đêm này dường như có thể ăn mòn tất cả, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều giống như bị ăn mòn trở thành một bộ phận của hắc ám, căn bản khó có thể chống cự nó ăn mòn. Thiên địa vạn vật, âm dương ngũ hành, âm dương tương dung, ngũ hành tương dung. Trong không gian đen kịt, bỗng nhiên hai mắt Lục Lâm Thiên biến thành một đen một trắng. Tựa như ngày đêm luân chuyển, cực kỳ huyền ảo, không gian đen kịt chung quanh lập tức bị chôn vùi, tiêu tán, tất cả cực kỳ huyền ảo. 5 năm sau, ngoài mật địa đường ra, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên phá không đi ra, đạp không đứng lơ lửng. Ầm ầm, trên không trung, thiên hôn địa ám, tiếng sấm vang vọng, trên phía chân trời yên tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, vô số mây đen dày đặc kéo tới, cả sơn mạch chung quanh run run,
mặt đất run rẩy không ngừng. Trên người đạo thân ảnh màu xanh phóng lên trời kia có quang mang màu đen giống như mặt trời lên cao phóng lên trời. Quang mang chói mắt nương theo khí tức cực kỳ quỷ dị bắt đầu chậm rãi khuếch tán, lan tràn ra không gian của đường ra chung quanh. Khí tức hắc ám lan tràn, ăn mòn tất cả không gian, bao phủ tất cả thành hắc ám. Hắn ám lan tràn rồi phóng thích, khí tức lạ lẫm vô cùng vô tận lan tràn. Ầm ầm. Trên không trung, tiếng sấm hung hãn vang vọng không thôi, phong vân biến sắc, mây đen dày đặc bao phủ, xen lẫn tiếng sấm minh vang vọng, hắc ám chi khí lan tràn, cả thiên địa phảng phất như lâm vào trong bóng tối. Ở trong phiến thiên địa này mặt đất lắc lư, mặt nước cuồn cuộn, nổi lên sóng to gió lớn. Trong không gian đen kịt, ở chỗ sâu trong trời xanh, điện mang lập lòe, có thể thấy được một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh toàn thân có quang mang màu đen thâm thúy lan tràn ra, giống như muốn ăn mòn tất cả không gian, khiến cho linh hồn người ta chìm vào trong bóng tối. Siêu siêu! Trong không gian chung quanh lập tức có từng đạo thân ảnh từ bốn khu hô ninh tám hướng phóng tới, từng đạo ánh mắt rung động nhìn lên trên không trung, không có ai biết đang xảy ra chuyện gì. Dị tượng thiên địa, xuất hiện dị tượng thiên địa. Có người lĩnh ngộ áo nghĩa hắc ám, đồng thời áo nghĩa hắc ám còn đại thành. Người bên trên kia hình như là Lục Lâm Thiên A. Cường giả đường ra tới đầu tiên, một cường giả đường ra không nhịn được mà rung động lên tiếng. Siêu siêu! Chung quanh còn có cường giả đang tiếp tục tới, đều bị dị tượng thiên địa này hấp dẫn, tất cả khiếp sợ không thôi. Trên trời cao, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, ba người này đạp không đứng lơ lửng. Mắt nhìn hắc ám che khuất bầu trời trước mắt, tiếng sấm vang vọng, phong vân biến sắc, Phong Hành Thiên Chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Lần trước người cùng nàng ở trong bí cảnh đường ra cũng chỉ lĩnh ngộ ra áo nghĩa hắc ám mà không có cách nào trong vòng 5 năm lĩnh ngộ đại thành đúng không? Ai? Hoàng Phủ Minh Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Ta và nàng đều không thể so sánh với đệ ấy. Tiểu tử này, chân lý niết bàn quả nhiên không phải bình thường. Băng Thiên rung động nói. Đúng rồi. Phong Hành Thiên Chủ nhíu mày nói với hai người. Đã điều tra ra chân lý niết bàn 8 năm trước. Tin tức phong tỏa lâu như vậy, chúng ta cũng không dám khẳng định là thế giới nào, là chủng tộc nào vậy. Hoàng Phủ Minh Long lập tức hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Hít. Phong Hành Thiên Chủ hít sâu một hơi, nói. Là tộc nhân thần linh tộc. Thần linh tộc sao? Nghe vậy hai người Hoàng Phủ Minh Long và Băng Thiên lập tức nhíu mày. May mà trong thượng thanh thế giới chúng ta lần này có Lục Lâm Thiên, đồn rằng thiên phú càng cao cơ hội càng lớn. Phong Hành Thiên Chủ nói. Ầm ầm. Dị tượng thiên địa khủng bố mãi một lúc sau mới dần dần tiêu tán. Thiên uy khủng ố nương theo năng lượng chấn động nhộn nhạo lan tràn. Trên không trung, một đoàn quang mang đen kịt cực lớn lơ lửng giữa không trung, quang mang dần dần thu liếm, tiến vào trong một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh. Siêu siêu. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung mãi một lúc lâu sau mới mở hai mắt ra, hai mắt một đen một trắng, tinh mang bắn thẳng lên trời xanh, nương theo khí tức cổ xưa, man hoang, khiến cho trong lòng chúng cường giả đột nhiên run lên. Phù. Một ngụm chọc khí được thở ra, tinh mang thu liễm vào trong mắt. Khóe miệng Lục Lâm Thiên lúc này mới mỉm cười, không ngờ hắn còn có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa hắc ám. Biến thái, quả thực quá biến thái. Nhìn Lục Lâm Thiên trên không trung, trong không gian chung quanh có không ít người thì thào nói. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến đại thiếu gia. Lâm Thiên đại ca. Trong đình viện, trước người Lục Lâm Thiên, vô số thân ảnh hành lễ, đúng là Lục Minh, Lục Lộ. Cực Lạc Tam Quỷ, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, còn có Đạm Đài Tuyết Vi, Lăng Thanh Tuyền, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam, Thái Công Tĩnh Nhiễm, cơ hồ tất cả người của Linh Vũ Thế Giới đều tới mật địa thiên giới. Mà Lục Lâm Thiên thì đi tới trước mặt đám người Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Vân Khiếu Thiên, Lục Trung, Lục Đông, Lục Tây hành lễ. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất chính là đám người Bắc Cung Vô Song. Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh, Độc Cô Cảnh Văn cũng tới mật địa thiên giới. Từ trong miệng chúng nhân Lục Lâm Thiên mới biết được, 5 năm trước mọi người đã được người trong mật địa thiên giới dẫn vào bên trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ, tu luyện. Hiện tại Phi Linh Môn chỉ có thể giao cho đám người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Âm Quỷ, Mộc Phương, Hoàng Đan. Lục Lâm Thiên nhìn thấy mọi người tự nhiên đại hỉ, mọi người không tránh khỏi hàn huyên một phen,
người mật địa thiên giới cũng sắp xếp chỗ ở của mấy người, đồng thời không ít người trong linh vũ thế giới đều được sắp xếp tiến vào trong tuần tra đội và chấp pháp đội. Từ trong miệng mọi người, Lục Lâm Thiên cũng biết được tình hình đại khái gần đây của Phi Linh Môn, hiện tại Phi Linh Môn coi như đã triệt để đứng vững trong thượng thanh đại thiên thế giới. Đêm, màn đêm buông xuống, màn đêm giống như là một tấm lưới khổng lồ, bao phủ trọn thiên địa vào bên trong. Thiên địa yên tĩnh, nhu hòa, ở một căn phòng trong đình viện, nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ run lên, nói. Cảnh Văn, các nàng ở trong mật địa thiên giới đã quen chưa? Nơi này có chàng, sao lại không quen cơ chứ? Độc Cô Cảnh Văn tựa vào trong LNG ngực Lục Lâm Thiên, khẽ ngẩng đầu, hai hàng lông mi rung động, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, bờ môi son khẽ mở, có chút giận hờn, nói. Ta nghe nói, chàng cùng với băng nhu gì đó của băng gia đi lại rất gần, Hồng Lăng và Tiểu Linh đang định đi tìm chàng hỏi một chút đó nha. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, vội vàng lắc đầu nói. Không có chuyện này à, quen biết mà thôi. Đôi mắt trên khuôn mặt trắng nõn, không chút son phấn của Độc Cô Cảnh Văn khẽ đảo, đôi mắt giống như bảo thạch nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười nói. Vậy là tốt nhất, bằng không Hồng Lăng và Tiểu Linh, Lam Linh sẽ không bỏ qua cho chàng. Lục Lâm Thiên cười khổ, lập tức nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt nữ tử này câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ, bờ môi son hồng nhuận phơn phớt giống như dụ hoặc hắn, khiến cho lửa nóng trong bụng Lục Lâm Thiên dâng trào, hắn lập tức cúi người hôn cặp môi đỏ mọng mê người kia. Độc Cô Cảnh Văn không nói gì, lúc này nàng có nói cũng không nên lời, đôi môi bị bao phủ, cái lưỡi mềm mại thơm tho lập tức dây dưa cùng một chỗ, lửa nóng trong người hai người đồng thời dâng trào. Hai người quấn lấy nhau, hô hấp ngày càng dồn dập, năm ngón tay di chuyển, tùy ý chạy loạn trên thân hình đối phương, không ngừng thỏa mãn khát vọng trong lòng. Một lát sau, y phục trên thân hai người biến mất, bắt đầu mây mưa, trong phòng, hai người hòa vào làm một thể, xuân sắc khôn cùng. Mọi người trong linh vũ thế giới tiến tới, cũng quấy dày một ít kế hoạch của Lục Lâm Thiên, hắn không thể không ở cùng với chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng một đoạn thời gian ngắn. Không thể bồi tiếp chúng nữ một phen, Lục Lâm Thiên cũng băn khoăn không thôi. Trong mật địa thiên giới, dùng thân phận của Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không có nơi nào không thể đi, những ngày này hắn mang theo chúng nữ đi dạo ở không ít nơi trong mật địa thiên giới. Những nơi mọi người đi qua tạo thành không ít oanh động. Dung nhan, khí chất của đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn và chúng nữ, cũng không có nữ nhân nào trong mật địa thiên giới có thể đánh đồng. Nửa tháng sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trong mật địa Lôi Gia, do Lôi Quang trưởng lão tự mình dẫn vào. Lục lão đệ, mật địa Lôi Gia chúng ta người bình thường khó có thể đi vào, phải đặc biệt cẩn thận, nếu không chống lại được phải lập tức đi ra. Lôi Quang trưởng lão tự tay giao cho Lục Lâm Thiên một khối ngọc giản, nghiêm túc dặn dò Lục Lâm Thiên. Không thành vấn đề, ta sẽ nhớ kỹ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với Lôi Quang trưởng lão. Lôi Quang nhìn Lục Lâm Thiên. Hai hàng lông mày khẽ nhúc nhích, nói tiếp. Lục lão đệ, không phải lão đệ cũng sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính lôi trong bí cảnh Lôi Gia chúng ta đó chứ? Ta cũng không biết. Lục Lâm Thiên vuốt vuốt mũi mình, mỉm cười nói. Ta sẽ cố gắng thử xem, áo nghĩa thuộc tính lôi của Lôi Gia cực kỳ cường hãn a. Lôi Quang nghe vậy bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức mở ra bí cảnh Lôi Gia. Ầm ầm. Trong không gian trước mặt mọi người lập tức có tiếng sấm hung hãn cuồn cuộn vang vọng. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức nhảy về phía trước, tiến vào trong không gian lôi điện. Nhìn qua thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trong bí cảnh Lôi Gia, ánh mắt một đại hán chừng 50 tuổi có chút chờ mong hỏi Lôi Quang. Lôi Quang trưởng lão, Lục Lâm Thiên này sẽ không ở trong bí cảnh Lôi Gia chúng ta lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính lôi của Lôi Gia chúng ta đó chứ? Ai biết được? Lôi Quang cũng không dám khẳng định. Ầm ầm. Trong không gian lôi điện, Lục Lâm Thiên vừa mới đặt chân vào bên trong, tiếng sấm lập tức ầm ầm vang vọng không thôi. Trong không gian bao la, lôi vân hội tụ, giống như che khuất bầu trời, trong lôi vân có từng tia chớp màu trắng xuyên thẳng ra bên ngoài, có sấm sét to như cánh tay, giống như cự long rít gào ở phía chân trời, không ngừng tàn sát bừa bãi trong lôi vân. Khí tức khiến cho tim đập nhanh tràn ngập, lôi uy minh mông lan tràn. Không gian lôi điện này vốn không phải là nơi mà người bình thường có thể đặt chân vào. Xoẹt! Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện,
trên không trung lập tức có từng đạo sấm sét mang theo quang mang chói mắt phô thiên cái đại đánh về phía Lục Lâm Thiên. Từng đạo sấm sét giống như có linh trí, đánh vào người Lục Lâm Thiên, khiến cho điện mang trên người Lục Lâm Thiên tràn ngập. Rầm rầm, bằng mắt thường có thể thấy được, vô số điện mang lập tức hóa thành vô số điện xà nho nhỏ, sau đó tiến vào trong thân hình Lục Lâm Thiên, khiến cho Lục Lâm Thiên run lên. Lôi điện lực thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc không ít, nhưng mà người mang bất diệt thiên thể, ngay cả vô thượng thiên lôi hắn cũng có thể chống lại, Lục Lâm Thiên cũng không sợ những lôi điện này. Ầm ầm. Trong không gian lôi vân không ngừng vang lên tiếng sấm vang dội, dường như biết rõ Lục Lâm Thiên không sợ lôi điện lực, trong lôi vân ngày càng có nhiều điện mang mang theo khí tức khiến cho tim đập nhanh hội tụ thành những đạo sấm sét sau đó đều bổ vào trên thân hình Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhướng mày, lôi điện lực trong không gian này dường như càng ngày càng mạnh. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới những công kích như này, điện mang màu tím quanh quẩn, đạp không mà đi trong không gian tràn ngập lôi điện bao la, cưỡng ép tiến vào trong chỗ sâu của không gian này. Thời gian 3 năm lần nữa trôi qua, trong thời gian 3 năm này, đối với mật địa thiên giới mà nói lại có chút yên tĩnh. Bất quá đối với 3.000 đại thiên thế giới mà nói, một năm trước lại xảy ra một đại sự, nhật nguyệt hàng lâm, ngôi sao buông xuống. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp lại một lần nữa xuất hiện, trong 3.000 đại thiên thế giới lại một lần nữa xuất hiện người chân lý Niết Bàn. Trong hơn 1.000 năm ngắn ngủi, 4 người chân lý Niết Bàn xuất hiện, khiến cho cường giả cả 3.000 đại thiên thế giới rung động không thôi. Oanh! Một ngày này, trong bí cảnh lôi ra ở mật địa thiên giới, ngoài bí cảnh lôi ra đột nhiên có tiếng sấm vang vọng. Cùng lúc này, thiên địa chung quanh lập tức gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, lôi vân cuồn cuộn, mặt đất nổ vang, dị tượng thiên địa. Siêu siêu! Vô số thân ảnh đáp xuống bên ngoài bí cảnh lôi ra, mắt nhìn lên trên không trung, hai mắt nhìn nhau, rung động không thôi. Ầm ầm, trên không trung, lôi vân vẫn còn tiếp tục hội tụ, mảnh không gian này đột nhiên trở nên bạo động dị thường, từng đạo lôi đình khủng bố từ trong lôi vân lướt đi, lôi uy đáng sợ tràn ngập thiên địa. Sấm sét phô thiên cái địa không ngừng lóe lên, tất cả đều đánh vào người Lục Lâm Thiên trên không trung. Phanh phanh phanh, từng đạo sấm sét ẩn chứa lực lượng đáng sợ giống như mưa không ngừng trút xuống thân hình người mặc áo bào xanh kia, âm thanh hung hãn vang vọng không ngừng ở trong không gian này. Lại không có cách nào làm bị thương nam tử mặc áo bào xanh kia một chút nào. Trên không trung, nam tử mặc áo bào xanh tương liên với thiên địa, giống như là dung nhập vào trong không gian tràn ngập lôi điện này. Trên ngọn núi xa xa, lôi quang trưởng lão nhìn lên trên không trung, hai mắt co rúm, thì thào nói. 4 năm, lĩnh ngộ ra áo nghĩa thuộc tính lôi, đồng thời áo nghĩa thuộc tính đại thành, Lục Lâm Thiên này, biến thái A. 10 ngày sau, trong đình viện, Thái A hỏi Lục Lâm Thiên. Sư phụ, lần này sư phụ định đi vào trong bí cảnh của cổ tộc nào lĩnh ngộ? Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, 8 đại cổ tộc, theo thứ tự là Phong Gia, Hoàng Gia, Lôi Gia, Đường Gia, Lý Gia, Băng Gia, Hỏa Gia và Mộc Gia. Đường Gia và Băng Gia, Lôi Gia hắn đã đi qua, thu hoạch không kém. Đi Lý Gia đi. Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, sau đó nói với Thái A. Lý Gia. Chủ thuộc tính của họ là thuộc tính thổ. Sư phụ, người mạnh nhất trong Lý gia hiện tại là Lý Tương, bài danh thứ 9 trên thiên bảng, con nghe nói muốn đi vào bí cảnh của 8 đại cổ tộc, trừ việc phải nằm trong top 10 thiên bảng ra, đồng thời cũng phải đánh bại đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ của cổ tộc đó mới được. Thái A nói, như vậy sao, chẳng lẽ còn phải đánh bại Lý Tương kia sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức nói với Thái A. Thay ta thông báo cho mọi người ngày mai ta muốn lĩnh ngộ trong bí cảnh Lý Gia, nếu cần thì ta sẽ đánh bại Lý Gia kia, cũng để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị từ trước. Con biết rồi sư phụ. Thái A gật đầu, lập tức rời khỏi đình viện. Nhìn Thái A rời đi, Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Những người trong cổ tộc cũng không có ai là kẻ yếu a. Lục Lâm Thiên nhìn đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Lam Linh bên người, mỉm cười nói. Hoàng tộc trong linh vũ thế giới của chúng ta cũng không kém. Sớm muộn gì cũng có một ngày không kém những cổ tộc này. Ngày mai đối phó với Lý Tương của Lý Gia kia, tuy rằng bài danh trên thiên bảng đã chứng minh thực lực mạnh yếu, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì,
lĩnh ngộ vài chục năm qua, trên người hắn nhiều thêm hai loại áo nghĩa, thân mang hỗn độn bổn nguyên, bất luận áo nghĩa nào đều có thể lĩnh ngộ ra, tất cả giống như nước chảy thành sông. Vài chục năm lĩnh ngộ này, thực lực của hắn tự nhiên cũng tiến bộ không ít, vẫn chỉ dừng lại ở chân lý niết bàn đỉnh phong, cách đột phá hóa hồng cảnh một chút. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm giác được dường như còn kém một chút gì đó, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn nên lĩnh ngộ nhiều hơn. Về phần đột phá, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không quá gấp gáp, cũng còn có không ít bí cảnh cổ tộc mà hắn chưa đi vào. Trong bí cảnh của Băng Gia, Đường Gia, Lôi Gia, Lục Lâm Thiên hiểu rõ bên trong bí cảnh của các cổ tộc này có bao nhiêu chỗ tốt với mình. Sáng sớm hôm sau, trong mật địa thiên giới. Trong thiên địa bao la, một nam tử thân hình vạm vỡ, người mặc y phục màu nâu đất, đang đứng trên một ngọn núi cao mấy chục thước, tinh mang trong hai mắt bắn ra. Ánh mắt nhìn vào một nam tử mặc áo bào xanh đang chắp tay đứng trước người, âm thanh có chút ngạo khí, mở miệng nói. Lục Lâm Thiên, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng muốn đi vào trong bí cảnh Lý gia cũng phải đánh bại Lý Tương ta. Bọn họ đồn rằng ngươi cường hãn vô cùng, ta cũng muốn tận mắt biết một chút. Lục Lâm Thiên chắp tay, nhìn nam tử vạm vỡ trước người, nói. Ngươi cứ thử xem là biết rõ. Vậy thì ta sẽ không khách khí đâu. Dứt lời, Lý Tương đem nguyên lực thuộc tính thổ phô thiên cái địa cùng với áo nghĩa thuộc tính thổ từ trong cơ thể tuôn ra, cả không gian lập tức như cứng lại. Bàn chân dậm mạnh mặt đất, tảng đá khổng lồ mấy chục thước kia rạn nứt từng khúc. Năm ngón tay tạo thành chảo, cách không nhấc lên một khối đá khổng lồ phía xa, đập về phía Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Tảng đá khổng lồ phá không vào tới, tiếng xé gió vang vọng, những nơi nó đi qua không gian bị đè nén thành hình cung, lập tức đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm ầm! Tảng đá khổng lồ này còn chưa đập tới trước người Lục Lâm Thiên, không biết vì sao lại rạn nứt rồi nổ tung. Hóa thành cho bụi che khuất bầu trời lan tràn ở giữa không trung. Siêu! Cơ hồ là cùng lúc, thân hình vạm vỡ của Lý Tương tựa như sao băng từ trong không gian tràn ngập cho bụi lao ra, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ. Dưới quyền ấn, không gian bị nghiền nát, không gian ven đường bị phá hủy. Dùng xu thế như sấm sét, tựa như thiên thạch đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, quanh thân lập tức có quang mang lan tràn ra. Lập tức bao phủ thân hình Lý Tương vào bên trong. Siêu! Trong nháy mắt Lý Tương biến sắc, quyền ấn phá hủy không gian của hắn đỡ upsilon.ng phải quang mang màu vàng trong không gian của Lục Lâm Thiên lại khó có thể tiến thêm nửa phần. Áo nghĩa thuộc tính thổ còn mênh mông hơn hắn khiến cho thân hình hắn cứng ngắc trên không gian, vô luận dãy dụa như thế nào căn bản cũng không có cách nào dãy dụa. Siêu! Trong nháy mắt ngắn ngủi thân ảnh Lục Lâm Thiên đã lặng lẽ xuất hiện trước quyền ấn của Lý Tương. Khuôn mặt vui vẻ nói. Ngươi thua rồi. Dứt lời, ngón tay Lục Lâm Thiên khẽ gảy nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quyền ấn của Lý Tương, một đám quang mang bỗng nhiên bắn ra. Siêu siêu. Tiếng xé gió vang vọng, dưới vô số ánh mắt bốn phía nhìn vào, thân hình vạm vỡ của Lý Tương giống như diều rứt dây, phá vỡ không gian bắn thẳng xuống đất. Mũi chân tạo thành hai rãnh nhỏ giống như dòng suối nhỏ trên mặt đất, đá vụn cùng với kình khí bắn ra. Lúc này thân hình mới đứng vững được. Thân hình vạm vỡ của Lý Tương ổn định, dường như cũng không có bị thương, thế nhưng ánh mắt khi nhìn về phía đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xa xa, ánh mắt lúc này đã kinh hãi, mãi một lúc lâu còn chưa hoàn hồn. Thật mạnh! Cơ hồ tất cả mọi người chung quanh rung động thật sâu, đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Lý gia, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong bên ngoài gặp phải Lý Tương sợ rằng cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Không ngờ lại thua trong một chiêu. Lại bị một đầu ngón tay của Lục Lâm Thiên làm cho bắn ngược ra ngoài. Cảnh tượng rung động bực này khiến cho mọi người khó có thể tin được. Ai? Trong đám người, một lão giả mặc áo bào màu nâu khẽ cười khổ, thở dài một hơi rồi nói với Lý Tương. Lý Tương, ngươi không phải là đối thủ, lui ra đi. Lục Lâm Thiên, ta thua. Khẽ lắc đầu, Lý Tương nhìn Lục Lâm Thiên rồi lui xuống. Tuy rằng vừa rồi hắn còn lạnh nhạt như vậy, thế nhưng lúc này lại hiểu rõ, hắn không thể nào là đối thủ của Lục Lâm Thiên, nếu không phải Lục Lâm Thiên hạ thủ lưu tình, một chiêu vừa rồi hắn sẽ thua vô cùng khó coi. Lý Tương thật không ngờ, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy, dễ dàng có thể đánh bại mình, chuyện này khiến cho hắn khó mà tin được. Đa tạ. Lục Lâm Thiên gật đầu với Lý Tương, lập tức nhìn lão giả mặc áo bào màu nâu. Vừa rồi hắn cũng đã biết qua tên tuổi người này.
người này gọi là Lý Hậu Minh, trưởng lão của Lý gia, từ khí tức trên người Lục Lâm Thiên có thể nhìn ra, thực lực người này cũng không dưới Lôi Quang trưởng lão, Đường Ám trưởng lão, Băng Cổ trưởng lão. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn lão giả mặc áo bào màu nâu kia, nói. Lý trưởng lão, hiện tại ta có thể đi vào trong bí cảnh Lý gia không? Đương nhiên, ta sẽ mang ngươi vào. Lý trưởng lão gật đầu cảm thán, lập tức mỉm cười, thái độ cực kỳ thân mật. Thời gian giống như cát chảy, lặng lẽ trôi qua, lần nữa lại trôi qua 3 năm. Sau 3 năm, bên ngoài bí cảnh Lý gia bị xé rách tạo thành vết nứt không gian. Một đạo thân ảnh màu xanh lướt đi, khóe miệng nở nụ cười lui vẻ, sau đó lập tức biến mất trong không gian của Lý gia. 3 ngày sau, trong không gian của Hỏa gia. Lâm Thiên lão đệ, lúc trước trong vô sắc trung thiên thế giới, tiểu tử Hỏa Minh kia không biết nặng nhẹ, cũng bị người khác giật dây, sau đó ta đã nghiêm trị hắn, mong Lâm Thiên huynh đệ đừng trách. Một lão giả mặt mày hồng hào có chút áy náy nói với Lục Lâm Thiên, khí tức tu vi của người này Lục Lâm Thiên có thể dò xét ra, không dưới Lý Hậu Minh, đám người Băng Cổ. Hỏa Khánh trưởng lão khách khí rồi, chuyện đã qua rồi. Lục Lâm Thiên cũng không có canh cánh trong lòng chuyện này. Chuyện Hỏa Minh và Lục Du Thược từ lâu Lục Lâm Thiên đã nghe nói qua. Hỏa Minh của Hỏa gia cũng bị người khác giật dây, sau đó cũng không có tham dự vào Diệt Linh Minh, cho nên việc này cũng không cần phải truy cứu. Ha ha, nhưng mà dựa vào trong quy củ, Lâm Thiên lão đệ muốn đi vào bí cảnh Hỏa gia ta mà nói, phải luận bàn với nha đầu Hỏa Vũ kia một chút mới được. Hỏa Khánh trưởng lão cười nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, mở miệng cười, lạnh nhạt nói. Đương nhiên, một lát sau, trong quần phong bao la đỏ thẫm, cơ hồ tất cả các loại cây cối, thực vật trong không gian này đều có màu đỏ thẫm, kỳ lạ vô cùng. Đều là vật thuộc tính hỏa kỳ lạ, trên không ít cây cỏ còn có hỏa diễm giống như thực chất nhảy múa, cực kỳ huyền ảo. Vô số người hỏa gia xuất hiện trong quần phong, con mắt nhìn chăm chú vào một nam tử mặc áo bào xanh cùng với một nữ tử mặc váy dài đang đứng ở trên một hạp cốc phía xa. Trên một mặt đá màu đỏ. Một nữ tử mặc váy dài màu đỏ thêu hoa văn tinh xảo, dung nhan thanh tú, ánh mắt lại có chút xảo trá, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, chu miệng, có chút không phục nói. Lục Lâm Thiên, nghe nói Lý Tượng ở trước mặt ngươi cũng không chịu nổi một chiêu sao. Lục Lâm Thiên đánh giá nữ tử trước mắt, người này bài danh thứ 8 trên thiên bảng, hỏa vũ của hỏa gia, hắn cười nói. Vận khí mà thôi. Hỏa vũ chu miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, âm thanh thanh thúy vang vọng, nói. Thật sao, ta biết rõ người mạnh hơn ta, đám người Băng Nhu, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần đều bại trong tay ngươi. Bất quá ta muốn biết rốt cuộc ngươi có phải khủng bố như trong lời đồn hay không. Ra tay thử xem sẽ biết. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lạnh nhạt chắp tay đứng. Hừ, ngươi xem thường ta đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hỏa Vũ nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên, rõ ràng không để nàng vào trong lòng. Nàng khẽ kêu một tiếng. Thủ ấn lập tức biến hóa, trong không gian chung quanh đột nhiên có hỏa diễm giống như thực chất tràn ra rồi lơ lửng trên không trung. Váy dài trên người được hảo diễm quấn quanh, ống tay áo run lên, một thanh linh khí giống như kiếm mà không phải là kiếm, là thương mà không phải là thương xuất hiện trong tay nàng. Nhiệt độ trên không trung nhanh chóng kéo lên. Cẩn thận cổ viêm hỏa thương của ta. Linh khí trong tay, hỏa vũ yêu kiều quát lên một tiếng, âm thanh vừa dứt, cổ viêm hỏa thương trong tay bắn ra. Trong sát na hóa thành một cơn sóng lửa khổng lồ chừng mấy trăm trượng, nhiệt độ khủng bố khiến cho vô số cây cối màu đỏ trong không gian chung quanh bắt đầu co rút lại. Xoẹt! Sóng lửa mang theo khí tức cổ xưa, giống như sóng to gió lớn lan tràn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt đám người hỏa gia chung quanh lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thực lực của hỏa vũ người hỏa gia biết rõ, so với Lý Tương kia cũng mạnh hơn không ít. So với Lý Tương 3 năm trước đây còn mạnh hơn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, âm thanh vừa dứt, sóng lửa cuồn cuộn ngập trời kéo tới trước mặt hắn lập tức ngừng lại. Lập tức xảy ra một màn quỷ dị, trước mắt bao người, Lục Lâm Thiên vẫn đứng chắp tay, mồm khẽ hút một cái, sóng lửa cuồn cuộn, có chút cổ xưa khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng kia giống như cá voi hút nước, bỗng nhiên bị Lục Lâm Thiên nuốt vào trong bụng. Xoẹt! Sóng lửa khổng lồ tiêu tán, cổ viêm hỏa thương giống kiếm mà không phải là kiếm. Là thương mà không phải là thương lơ lửng trước người Lục Lâm Thiên. Siêu. Tay phải Lục Lâm Thiên lập tức hành động, khuôn mặt vẫn mỉm cười, tay phải đột nhiên nắm chặt cổ viêm hỏa thương kia, không gian bỗng nhiên bạo liệt.
Siêu siêu. Lập tức một cái thủ ấn trong không gian nắm chặt cổ viêm hỏa thương, cho dù hỏa vũ có thúc giục như thế nào cũng không có cách nào làm cho cổ viêm hỏa thương nhúc nhích nửa phần. Ta thua, ta không phải là đối thủ của ngươi, không đánh nữa, bí cảnh của hỏa gia ngươi cứ vào đi. Hỏa vũ giãy giụa một hồi, lập tức thở phì phì dậm chân một cái, nàng biết rõ Lục Lâm Thiên trước mắt này khủng bố giống như lời đồn, nàng vốn không phải là đối thủ của đối phương. Hỏa vũ cô nương, đa tạ. Lục Lâm Thiên cười cười, buông cổ viêm hỏa thương của hỏa vũ ra. Cổ viêm hỏa thương lập tức trở lại trong tay hỏa vũ, khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn qua dường như tăng thêm vài phần vũ mị, hỏa vũ cũng là nữ tử tuyệt mỹ. Ha ha, thực lực của Lâm Thiên lão đệ rất mạnh, hiện tại đi cùng ta vào bí cảnh hỏa ra thôi. Hỏa khánh trưởng lão đi tới bên người Lục Lâm Thiên, khẽ phất tay một cái, trường bào rung động. Một ngọn núi đỏ thấm cách đó không ra đột nhiên xuất hiện sóng lửa cuồn cuộn, trong sóng lửa có một thông đạo không gian đen kịt xuất hiện. Đa tạ hỏa khánh trưởng lão. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh lập tức tiến vào thông đạo trong sóng lửa, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hỏa khánh trưởng lão, hỏa vũ rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên, vì sao lại còn muốn hỏa vũ chiến với hắn một trận, không phải là cố ý muốn mất mặt sao? Nhìn Lục Lâm Thiên tiến vào trong bí cảnh. Một đại hán trung niên của hỏa gia đến bên cạnh hỏa khánh trưởng lão rồi hỏi. Ánh mắt hỏa khánh khẽ đảo, cảm thán nói. Tuy rằng mất mặt, thế nhưng có thể khiến cho nha đầu hỏa vũ kia chịu một chút giáo huấn, biết thế nào là trời cao đất rộng. Đối với tu luyện sau này của nha đầu này sẽ có chỗ tốt thật lớn. Hiện tại mất chút mặt mũi cũng không coi vào đâu. Không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên lại mạnh tới tình trạng như vậy. Không biết có thể chống lại mấy người đứng đầu kia hay không. Trong không gian nóng bỏng bao la, trên mặt đất khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là khí tức nóng bỏng, phía xa xa trong không gian, trong tầm mắt đều là sương mù, nhiệt độ nóng bỏng, người bình thường khó có thể đặt chân tới nơi này. Bắt đầu lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh lướt đi, lập tức tiến vào chỗ sâu trong bí cảnh hỏa gia, tìm kiếm tất cả lĩnh ngộ hữu dụng với mình. Siêu, 3 năm lần nữa giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua, trong bí cảnh hỏa gia. Một đạo thân ảnh màu xanh lướt đi, tinh mang trong hai mắt giống như hỏa diễm nhảy lên, khí tức cổ xưa, man hoang trên người dần dần tiêu tán không thấy. Ở đình viện ngoài ngọn núi, Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, Hồng Lăng Tỷ và Lam Linh Tỷ đều đi vào lĩnh ngộ ở bí cảnh trong mật địa thiên giới này rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong mật địa này từ bí cảnh của cổ tộc ra, mặt khác cũng còn có vô số bí cảnh khác tồn tại. Nhiều bí cảnh như vậy, lựa chọn đầu tiên của Lục Lâm Thiên đương nhiên là bí cảnh trong tay cổ tộc, những bí cảnh khác hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Bẩm sư phụ, gần đây có một chuyện có lẽ người không biết. Thái A nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi cười nói. Mục Tử Kỳ bài danh thứ tư trên thiên bảng nghe nói gần đây xuất quan, còn đi tìm người. Nói là người bắt nạt Băng Nhu, phát ngôn bừa bãi cho nên muốn giáo huấn người một chút. Thật sao, Mục Tử Kỳ của Mộc gia? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười khổ, lập tức nói với Thái A. Đã như vậy con giúp ta thông báo cho Mộc Tử Kỳ kia một chút, 3 ngày sau chiến một trận trên chiến đài, ta cũng đang muốn đi bí cảnh Mộc gia một chuyến. Vâng, Thái A gật đầu, lập tức đi sắp xếp. Mộc Tử Kỳ của Mộc gia, thứ tư thiên bảng sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói. Lữ Tiểu Linh chu miệng, lườm Lục Lâm Thiên nói. Sao nào, chàng bắt nạt Băng Nhu? Nghe nói chàng có không ít quan hệ với Băng Nhu nha. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng a, chuyện này không có, nàng ghen sao? Đi đi, ai thèm ăn giấm chua của chàng chứ? Lữ Tiểu Linh lập tức trắng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nhưng mà chàng còn dám hái hoa ngắt cỏ thì đừng trách chúng ta không khách khí với chàng, con đã lớn như vậy rồi, chàng còn không biết xấu hổ đi hái hoa ngắt cỏ. Có trời đất chứng giám. Ta không có a. Lục Lâm Thiên lập tức ôm Lữ Tiểu Linh vào trong ngực, hai tay ôm thật chặt tấm lưng thon thả, mềm mại kia. Thả thiếp ra, chỉ biết dùng chiêu này thôi. Lữ Tiểu Linh lập tức nhỏ giọng kêu lên rồi giãy giụa, lực đạo lại có hạn. Thật không, vậy ta sẽ đổi chiêu khác vậy. Thân hình mềm mại trong ngực, lập tức khiến cho bản năng của Lục Lâm Thiên bị câu dẫn, khóe miệng hắn nở nụ cười tà, lập tức ôm Lữ Tiểu Linh đi vào trong đình viện. Chàng muốn làm gì, thả thiếp ra, chàng dám bắt nạt thiếp,
thiếp sẽ nói cho đám Vô Song tỷ. Thả thiếp ra. Một lát sau, trong đình viện trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc. Ba ngày sau đó, sáng sớm, mây mù lượn lờ, bốn phía chiến đài đã có vô số người tụ tập tới xem náo nhiệt. Siêu siêu. Giữa không trung có tiếng xé gió vang lên, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đều là thanh niên nam nữ bất phàm. Dẫn đầu là một nữ tử bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái dưa, hai hàng lông mày như lá liễu, đôi mắt to tròn mọng nước, thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là dưới bộ y phục màu xanh là thân hình động lòng người, gầy gò, nhìn qua giống như vô lực, đôi chân mềm mại, thon dài, trắng nón, bên hông còn có không ít vật trang sức tinh xảo, y phục nóng bỏng, tất cả tập hợp lại trên người khiến cho người ta có cảm giác nóng bỏng. Lúc này bên người nữ tử này còn có một mỹ nhân tuyệt sắc, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, người mặc bộ váy dài màu xanh trắng, đôi mắt trong vắt mà tĩnh lặng, đôi mắt khẽ đảo, giống như có phong vận tràn ra. Nhị nữ lúc này được vô số người vây quanh giống như quần sao chung quanh vầng trăng vậy. Vô số thanh niên ở bốn phía chiến đài nhìn thấy nhị nữ ánh mắt lập tức nóng rong. Là Mộc Tử Kỳ của Mộc gia và Băng Nhu của Băng gia. Biểu tỉ muội hai người này càng ngày càng động lòng người a. Nhỏ giọng một chút thôi, bị Mộc Tử Kỳ nghe được ngươi nhất định sẽ chết, không ai trêu được tới nàng đâu. Mắt thấy đám người vừa mới xuất hiện, bốn phía lập tức ồn ào hơn không ít. Tử Kỳ tỷ, lát nữa tỷ phải chuẩn bị thật tốt, thực lực của Lục Lâm Thiên này rất mạnh. Băng Nhu nói với nữ tử mặc y phục màu xanh bên người, đôi mắt sáng có chút ngưng trọng, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều có vẻ cao quý. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xả giận cho muội, không phải chân lý niết bàn thôi sao? Ta cũng không tin hắn nghịch thiên như vậy, một lát nữa ta sẽ hỏi tội hắn. Vẫn chưa giải quyết xong chuyện cá nhân, các độc giả thông cảm nha. Nữ tử kia nhíu mày nói, nhìn qua có vẻ điêu ngoa, lại không làm ảnh hưởng tới vẻ tuyệt sắc của nàng. Băng Nhu cười khổ rồi nói một câu. Tử Kỳ tỷ, hắn cũng không có bắt nạt muội, chuyện thắng bại trên chiến đài là chuyện thường, tóm lại tỷ nên cẩn thận một chút. Thực lực của hắn không giống lẽ thường, ngay cả băng thiên thúc tổ cũng nhiều lần sợ hãi thán phục về hắn. Hừ, chẳng phải một nam nhân có thiên phú mạnh một chút thôi sao? Mộc Tử Kỳ nhìn đám nam nhân chung quanh chiến đài đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hai người, những nam tử kia khi nhìn thấy nàng nhìn qua ánh mắt lập tức trốn tránh. Nàng khẽ nở nụ cười có chút khinh thường, nói. Muội nhìn xem đám nam nhân kia, muốn nhìn chúng ta, thế nhưng lại nhát gan như chuột a. Nghe vậy Băng Nhu mỉm cười, nụ cười giống như khiến cho không gian chung quanh như sáng hơn một chút. Siêu siêu. Cùng lúc này, trong không trung lập tức nổi lên không ít chấn động. Lập tức có không ít thân ảnh vọt ra, dẫn đầu là một nam tử mặc áo bào xanh. Bên người hắn có một nữ tử mặc y phục bao phủ lấy cái eo thon nhỏ, hai chân thon dài, hai bên eo có hai thanh đoản kiếm linh khí tinh xảo, dài nửa xích, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mái tóc đen giống như thác nước buộc ở sau đầu. Tất cả hợp lại vô cùng hoàn mỹ, không thể nghi ngờ chính là hấp dẫn vô cùng với tất cả nam nhân. Lục Lâm Thiên tới. Bên người Lục Lâm Thiên hình như là Lữ Tiểu Linh, đồn rằng chính là một trong những nữ nhân của Lục Lâm Thiên. So với Băng Nhu và Mộc Tử Kỳ không có một chút chênh lệch nào a. Từng ánh mắt bốn phía chiến đài lập tức nhìn vào người Lục Lâm Thiên và Lữ Tiểu Linh, dùng danh khí của Lục Lâm Thiên ở trong mật địa thiên giới hiện tại, nhất cử nhất động đều đủ để khiến cho mọi người bạo động. Bên kia có lẽ là Mộc Tử Kỳ và Băng Nhu a, quả nhiên rất đẹp. Lữ Tiểu Linh quét qua đội ngũ của Mộc gia, khẽ nhíu mày, ánh mắt hữu ý vô tình nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói một tiếng. Nghe vậy Lục Lâm Thiên cười khổ, lập tức nói với Lữ Tiểu Linh. Đợi ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Chậm đã. Lữ Tiểu Linh lập tức ngẩng đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nói. Chàng hôn thiếp một cái đi. Cái này. Lục Lâm Thiên sững sờ, lúc này chung quanh chiến đài có không ít người a. Khục. Thái A thấy vậy lập tức ho khan một tiếng, ý bảo đám người vô tướng và vu mã tam giới, Lý Cụ quay đầu ra chỗ khác. Mọi người lập tức nhìn sang bên cạnh, coi như không có nhìn thấy. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, đành phải cúi đầu hôn xuống, lập tức nói. Như vậy được chưa? Hừ. Mộc Tử Kỳ ở phía xa nhìn thấy vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hừ nhẹ một tiếng,
ánh mắt thanh tĩnh trên khuôn mặt lạnh nhạt của Băng Nhu trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ chấn động. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh hữu ý vô tình đảo qua Mộc Tử Kỳ và Băng Nhu phía trước, lập tức nở nụ cười thỏa mãn nói với Lục Lâm Thiên. Đây là biểu hiện chủ quyền công khai, tránh cho người khác có ý nghĩ khác. Hiện tại được rồi, chàng đi đi, cẩn thận một chút. Ai, nữ nhân a? Lục Lâm Thiên lắc đầu, thân ảnh lập tức lóe lên, tựa như thiểm điện đáp xuống chiến đài. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống, cùng một thời gian, một đạo lục mang lập tức đáp xuống chiến đài, dưới bộ y phục màu xanh lá, thân hình có chút gầy gò, đường cong động lòng người, người này chính là Mộc Tử Kỳ. Mộc Tử Kỳ nhìn Lục Lâm Thiên một lát, đôi chân thon dài bước về phía trước một bước, ánh mắt khẽ đảo, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, nhìn nữ tử trước mắt, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai, ít nhất cũng đã tới cao giai trung kỳ. Áo nghĩa thuộc tính mộc trên người trong lúc mơ hồ nhộn nhạo, Lôi Tiểu Thiên lúc trước cho dù có bất diệt kim cương tượng cũng thua trong tay nàng, đủ thấy Mộc Tử Kỳ này là người khó dây vào. Nghe nói ngươi một lần khiêu chiến ba người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, còn có biểu muội Băng Nhu của ta. Mộc Tử Kỳ nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt thanh tú, lúc này ánh mắt và ngữ khí của nàng đều có chút lạnh lẽo, rõ ràng không có ý tốt. Luận bàn mà thôi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, mắt nhìn Mộc Tử Kỳ, thân hình của nữ tử này cũng không tồi, đặc biệt là trước người. Nữ tử có thân hình cao gầy như vậy, đường vòng cung trước ngực cũng không quá lớn, nhưng mà Mộc Tử Kỳ lại là ngoại lệ, chỉnh thể hoàn mỹ, cực kỳ cân đối. Hừ, ánh mắt ngươi nhìn đi đâu đó. Mắt thấy Lục Lâm Thiên không chút kiêng nể nhìn vào người mình, Mộc Tử Kỳ lập tức trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Tử Kỳ cô nương ăn mặc như vậy, không phải là muốn để cho nam nhân khác xem sao? Lục Lâm Thiên sờ sờ mũi mình, ngữ khí không nhanh không chậm, lạnh nhạt, tùy ý, cười nói. Nếu không mặc cho nam nhân xem, cần gì phải nóng bỏng như vậy? Nói thật tư thái của Tử Kỳ cô nương quả thực không tệ. Bốn phía chiến đài nghe vậy lập tức có vô số âm thanh giống như sôi trào vang lên. Nhiều năm như vậy rồi, người dám lớn tiếng nói chuyện với Mộc Tử Kỳ cũng không có lấy một người, huống chi lại là người đùa giỡn Mộc Tử Kỳ như vậy. Háo sắc, lát nữa thiếp sẽ thu thập chàng. Chỉ có Lữ Tiểu Linh ở trên không trung nghe vậy lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên ở phía xa xa. Ngươi, háo sắc, nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Mộc Tử Kỳ lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc nàng không nhẫn nhịn được, mà yêu kiều quát lên một tiếng. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trầu. Tiếng quát vừa dứt, thủ ấn trong tay Mộc Tử Kỳ lập tức được kết, đôi chân thon dài lập tức điểm nhẹ mặt đất, nhảy lên trên không trung. Quanh thân lập tức có khí tức sinh cơ bộc phát ra. Nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, giống như quang mang bao phủ thân hình, sinh cơ phô thiên cái địa tràn ngập, sinh ra cảm giác áp bách cực lớn lan tràn. Sinh cơ trong không gian chung quanh lập tức bị ảnh hưởng. Siêu siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình xinh đẹp của Mộc Tử Kỳ đã kéo theo một đạo tàn ảnh thật dài, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Không gian thuộc tính mộc giống như mặt trời màu xanh cực lớn lập tức bao phủ không gian chung quanh Lục Lâm Thiên. Sinh cơ trong không gian đều bị thôn phệ, sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên cũng giống như bị thôn phệ. Từng đạo mộc thứ màu xanh sắc bén mang theo không gian vặn vẹo giống như mưa to phá không đánh về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Cùng một thời gian, hai mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có quang mang màu xanh đậm bắn ra, quang mang màu xanh chói mắt vô cùng, cỗ quang mang màu xanh đậm này lấy bản thân hắn làm trung tâm, hóa thành một màn sáng lập tức bao phủ không gian to lớn. Xoẹt. Không gian to lớn bị màn sáng màu xanh bao phủ vào trong. Chỉ một thoáng năng lượng đáng sợ như cơn lốc lập tức quét qua. Quang mang màu xanh đậm tách ra, chung quanh màn sáng hiện lên vết nứt không gian đen kịt, ngay cả bản thân Mộc Tử Kỳ cũng bị màn sáng màu xanh đậm bao phủ. Rầm rầm. Một thứ phô thiên cái địa xuyên thủng không gian ở dưới không gian màu xanh đậm này, một thứ mang theo không gian vặn vẹo đi tới trước người Lục Lâm Thiên lập tức tan biến trong vô hình, giống như bị chém đứt sinh cơ vậy. Dưới màn sáng màu xanh đậm, Lục Lâm Thiên vừa mới bị Mộc Tử Kỳ thôn phệ sinh cơ, lúc này sinh cơ trên người đột nhiên tăng lên nhiều. Lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật nhanh như thiểm điện khuếch tán, lan tràn ra. Khiến cho gợn sóng không gian chung quanh nhộn nhạo từng khúc. Lập tức bị xé nát ra, cả không gian chung quanh chiến đài bị hủy diệt thành cho tàn, hư không hiển hiện. Trong hư không trên chiến đài là một mảnh cho tàn, đều mất đi sinh cơ,
chỉ có một mình Lục Lâm Thiên sinh cơ giạt rào ở trong không gian này, mà Mộc Tử Kỳ bị lực lượng thôn phệ sinh cơ ngập trời vây kín mít, khiến cho nàng khó có thể dãy giụa. Áo nghĩa thuộc tính mộc làm sao lại mạnh như vậy? Không ngờ không bị mộc gia ta áp chế. Thấy vậy khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tử Kỳ tràn ngập vẻ khiếp sợ, áo nghĩa thuộc tính mộc của Lục Lâm Thiên rõ ràng còn mạnh hơn nàng, cùng là áo nghĩa thuộc tính mộc mà không bị nàng áp chế một chút nào, thậm chí còn có cảm giác muốn áp chế nàng. Lục Lâm Thiên cũng vận dụng áo nghĩa thuộc tính mộc, không ngờ có thể chống lại Mộc Tử Kỳ. Không ngờ áo nghĩa thuộc tính mộc của Lục Lâm Thiên lại lĩnh ngộ tới tình trạng mạnh mẽ như vậy. Nhìn không gian bị hủy hoại sinh cơ trên chiến đài, vô số người chung quanh chiến đài lúc này kinh ngạc không thôi. Những năm này hắn tiến bộ như vậy, có lẽ vẫn giống như lúc trước, chỉ dùng ba thành thực lực mà thôi. Giữa không trung, trong đôi mắt sáng của Băng Nhu hiện lên vẻ rung động khó có thể che giấu. Siêu! Trong không gian sinh cơ bị hủy hoại, thân hình Lục Lâm Thiên tựa như tia chớp lướt đi, lập tức tới trước mặt Mộc Tử Kỳ, tay lặng lẽ đặt lên vai Mộc Tử Kỳ, nói. Tử Kỳ cô nương thua rồi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Mộc Tử Kỳ đã hiểu rõ, thực lực của Lục Lâm Thiên cường hãn giống như lời đồn, nàng vốn không phải là đối thủ của người ta. Lúc này Mộc Tử Kỳ nhìn qua ánh mắt của Lục Lâm Thiên, trong mắt lại hiện lên vẻ giảo hoạt. Siêu! Lục Lâm Thiên thu liễm nguyên lực quanh thân, không gian sinh sinh bất tức tiêu tán, nhìn qua Mộc Tử Kỳ, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói. Tử Kỳ cô nương, đa tạ. Cái gì, ngươi thích ta sao? Mộc Tử Kỳ lập tức kinh ngạc lớn tiếng nói, âm thanh thanh thúy đủ để khiến cho người chung quanh chiến đài nghe thấy. Tử Kỳ cô nương, ta. Lục Lâm Thiên sững sờ, vội vàng giải thích. Ta cũng thích ngươi. Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong đã bị Mộc Tử Kỳ lấn át, chặn họng. Thân hình nóng bỏng mà mềm mại quay lại, cặp môi đỏ mọng kia trước mặt bao nhiêu người dính vào đôi môi của Lục Lâm Thiên. Ồ! Trên chiến đài, trước mắt bao nhiêu người như vậy đường đường là Mộc Tử Kỳ của Mộc gia không ngờ lại có một màn nóng bỏng với Lục Lâm Thiên như vậy lập tức khiến cho âm thanh sợ hãi, thán phục, xôi trào vang lên, chuyện này khiến cho người ta nhìn vào ngây ngốc không thôi. Bốn cánh môi vừa chạm lập tức phân ra, cùng lúc đó một âm thanh vang vọng trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi dám khinh bạc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Để ta xem ngươi giải thích với hũ giấm chua bên cạnh ngươi như thế nào đây. Hừ, ta ở trong bí cảnh Mộc gia chờ ngươi. Mộc Tử Kỳ truyền âm nói xong, dùng ánh mắt đắc ý liếc nhìn Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt ra vẻ thẹn thùng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức đi tới đội ngũ Mộc gia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thanh niên nam nữ của Mộc gia và Băng Nhu, nàng khẽ nói. Chúng ta trở về đi. Siêu siêu. Người Mộc gia phá không rời đi, bốn phía chiến đài, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào người Lục Lâm Thiên, trong từng ánh mắt có ghen ghét, hâm mộ. Phiền phức rồi. Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ, trong không khí còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, hắn thì thào nói. Hương vị dường như cũng không tệ. Dứt lời, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được trên không trung có một ánh mắt nóng bỏng tập trung vào người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, người này chính là Lữ Tiểu Linh, ánh mắt nàng lúc này không vui vẻ gì. Mấy thời thần sau, bên ngoài đình viện trên một ngọn núi, mấy chục người hộ hoàng đội và Thái A đứng bên ngoài đình viện không dám đi vào, cả đám nhìn nhau không thôi. Thái A, người nói xem thiếu chủ sẽ không có việc gì chứ. Mãi một lúc lâu sau, vô tướng rốt cuộc nhịn không được mà khẩn trương nói với Thái A. Đã vài thời thần rồi mà thiếu chủ còn chưa đi ra A. Ánh mắt Thái A khẽ đảo, cảm thán nói. Chuyện lớn thì có lẽ không có, phiền toái nhỏ nhất định sẽ có. Vô tướng, người nói xem thiếu chủ và Mộc Tử Kỳ của Mộc gia kia từ lúc nào đã có quan hệ với nhau rồi. Vu Mã Tam Giới dùng vẻ mặt nghi hoặc, rồi lại hâm mộ, cảm thán nói. Mộc Tử Kỳ kia ở được không ít nam nhân trong mật địa thiên giới chú ý vào, không ngờ lại bị thiếu chủ thu lấy. Vu Mã Tam Giới, ngươi nói gì vậy? Muốn thiếu chủ xử ngươi sao? Tô Nhàn nói với Vu Mã Tam Giới. Lá gan của thiếu chủ quả thật rất lớn, thiếu phu nhân có mặt ở đó còn dám làm sằng bậy, chuyện này người bình thường không dám làm. Thiếu chủ đương nhiên không phải người bình thường. Lý Cụ Dung đùi đắc y nói. Các ngươi đang nói gì đó? Trong lúc mọi người nghị luận, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ,
Người hộ hoàng đội bị dọa nhảy dựng lên, lập tức hành lễ. Sư phụ, người không sao chứ? Thái A vô cùng quan tâm đi tới trước người Lục Lâm Thiên, cẩn thận xem xét Lục Lâm Thiên. Không có việc gì, tản đi đi. Lục Lâm Thiên xoa xoa cánh tay, vừa rồi hắn chịu không ít đau khổ, trong lòng âm thầm nhớ tới Mộc Tử Kỳ kia. Lần sau khi nhìn thấy nàng nên tránh xa ra một chút. Ăn không được thịt dê còn bị dính trên mép, chuyện này không thể nói thành lời được a. Huống chi lúc này không chỉ có Lữ Tiểu Linh bên người, may mà đám người Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Độc Cô Cảnh Văn và Vô Song không có mặt, bằng không lần này quả thực mất đi một tầng da, có trăm miệng cũng không biện hộ nổi a. Hôm sau, trong phạm vi Mộc Gia, đi vào trong Mộc Gia, Lục Lâm Thiên cảm giác từng đạo ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, ánh mắt đều có chút mịt mờ. Lâm Thiên lão đệ, chuyện tiến vào trong bí cảnh Mộc Gia Tử Kỳ sẽ sắp xếp, ta không giúp được. Một lát sau, một đại hán trung niên mặc trường bào, khuôn mặt có chút trẻ trung nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên và Mộc Tử Kỳ phía xa cũng có chút mịt mờ. Đa tạ Mộc Nguyên trưởng lão. Lục Lâm Thiên gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, khóe miệng nở nụ cười khổ. Lục Lâm Thiên, đi theo ta. Mộc Tử Kỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt đắc ý không thôi, bước chân liên tục đi về phía trước, ý bảo Lục Lâm Thiên đuổi theo. Vậy thì mời Tử Kỳ cô nương dẫn đường. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, nhìn ánh mắt đắc ý của Mộc Tử Kỳ, trong lòng có chút khó chịu, lập tức đi tới bên người Mộc Tử Kỳ, trước mặt bao nhiêu người thân mật dùng một tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của nàng. Ngươi! Mộc Tử Kỳ bị dọa không nhẹ, sững sờ một lúc, muốn giãy giụa thế nhưng lại phát hiện ra cánh tay sau lưng mình giống như gọng kìm, khiến cho nàng hoàn toàn không thể giãy giụa, một đạo âm thanh truyền vào trong tai nàng. Tử Kỳ cô nương, diễn trò mà thôi, không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Nhiều người Mộc gia của cô nương có mặt như vậy, nếu như ta làm tiếp một chuyện thân mật nào đó, khi đó cũng không tốt chút nào đâu. Lục Lâm Thiên, xem như ngươi lợi hại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộc Tử Kỳ lập tức hung hăng truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên, tùy ý để cho Lục Lâm Thiên ôm eo nàng đi về phía trước. Mộc Nguyên trưởng lão, Tử Kỳ nha đầu này không ngờ cùng Lục Lâm Thiên. Ai, Lục Lâm Thiên kia là người đã có thê thất rồi à? Nhìn qua hai người Lục Lâm Thiên xa xa, không ít nam tử trung niên cùng lão giả đi tới bên người Mộc Nguyên trưởng lão, ngày hôm qua trên chiến đài nghe đồn bọn họ còn chưa tin, thế nhưng lúc này lại tận mắt nhìn thấy. Bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Mộc Nguyên trưởng lão khoát khoát tay, khẽ than nhẹ một tiếng, nói. Ai, chuyện người trẻ tuổi chúng ta cũng không quản được, tùy bọn họ đi. Xoẹt. Trong bí cảnh Mộc gia, trong không gian bao la sinh cơ nồng đậm, hai đạo thân ảnh phá không nhảy vào bên trong không gian này, người này chính là Mộc Tử Kỳ và Lục Lâm Thiên. Thân hình hai người vừa mới đáp xuống, bỗng nhiên đôi môi của Mộc Tử Kỳ hung hăng bị ép xuống. Một đôi mắt đen nhánh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, gần trong gang tấc. Tử Kỳ cô nương, ngày hôm qua cô nương hôn ta vẫn còn dư hương lưu lại, cho nên hôm nay ta chỉ trả lại mà thôi. Cáo từ. Dứt lời thân ảnh Lục Lâm Thiên đã biến mất trong mắt Mộc Tử Kỳ. Lục Lâm Thiên, tên háo sắc nhà ngươi, hỗn đản, ngươi dám cưỡng ép ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Mộc Tử Kỳ mãi một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, lúc này mới ý thức được mình bị cưỡng hôn. Nhưng mà trước người nàng, Lục Lâm Thiên kia đã sớm biến mất không còn tung tích. Thời gian 3 năm lần nữa trôi qua, trong mật địa thiên giới cũng không xảy ra đại sự gì. Trong 3 năm này chuyện Lục Lâm Thiên và Mộc Tử Kỳ của Mộc gia lại khiến cho mật địa thiên giới sôi trào không ít. Sau khi biết được không ngờ Mộc Tử Kỳ có quan hệ với Lục Lâm Thiên, không ít thanh niên tài tuấn tan nát cõi lòng. Siêu. 3 năm sau, trong bí cảnh Mộc gia có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh nhảy ra. Hai con mắt hiện lên quang mang xanh đậm, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hôm sau, ngoài đình viện trên ngọn núi, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cẩn thận đánh giá Lục Lâm Thiên, ánh mắt như cười như không, lại mang theo vẻ cực kỳ hâm mộ. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nhìn mọi người, trong mấy chục năm qua tu vi của mọi người lần nữa tiến bộ không nhỏ. Ba người Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đều đạt tới tuyên cổ cảnh cao giai. Lâm Thiên huynh đệ. Ngoài đình viện, phía xa dường như có tiếng hét lớn vang vọng, lập tức có mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang phá không phóng tới. Lưu quang thu liếm, không ít thân ảnh đáp xuống trước người Lục Lâm Thiên, khí tức có chút cường hãn thu liếm,
thế nhưng cũng khiến cho không trung run lên. Mấy người này chính là bọn người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, còn lại đều là những thanh niên nam nữ có thực lực ở những vị trí đầu trong hai nhà Đường, Lôi. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, các ngươi xuất quan rồi sao? Nhìn thấy mọi người, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu và mọi người lập tức hỏi, sau lần uống rượu khi trước, quan hệ mọi người đã tốt hơn rất nhiều, ở chung một chỗ vô cùng hòa hợp. Mấy ngày hôm trước mới xuất quan, nghe nói tiểu tử này xuất quan cho nên ta tới. Đường Dần nói xong với Mạc Kình Thiên, phi phong màu trắng khẽ nhúc nhích, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nghe nói ngay cả nhà đầu Mộc Tử Kỳ Điêu Ngoa của Mộc gia cũng bị ngươi xử lý. Tốt lắm, nhà đầu kia người bình thường khó mà tới gần, người rất cường hãn. Lôi Tiểu Thiên vỗ vỗ vai Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng tán thưởng. Cường hãn a. Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân cùng với những người khác cảm thán không thôi. Mộc Tử Kỳ của Mộc gia không phải là nữ nhân bình thường, thứ tư thiên bảng, đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Mộc gia. Thân phận bực này đủ để thanh niên tài tuấn trong 3.000 đại thiên thế giới chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ lại rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ không thôi. Lục Lâm Thiên cười khổ, nhị nữ Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng đều ở trong đình vệ hiệt, hắn đâu dám đáp lời, nhìn mọi người, Lục Lâm Thiên lập tức thay đổi chủ đề, nói với chúng nhân. Đúng rồi, các ngươi tới vừa lúc, ta có chuyện muốn tìm đám các ngươi đây. Chuyện gì? Nghe vậy Đường Dần lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, thân hình mập mạp rung rung, nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói, có thể giúp ngươi thì chúng ta sẽ làm, không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên cười cười nói. Chuyện nhỏ mà thôi, top 3 của thiên bảng có lẽ các ngươi vô cùng quen thuộc, ta định giao thủ với top 3 thiên bảng một chút. Rốt cuộc cũng giao thủ với 3 người ca sao. Nghe vậy, dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt mọi người lập tức rung động. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, khóe miệng Lôi Tiểu Thiên giật giật, nghiêm túc nói. Top 3 thiên bảng mỗi một người đều vô cùng khủng bố, dùng thực lực của ngươi ta cũng không nhiều lời. Nhưng ngươi phải chú ý một việc, ba người top 3 này bất luận một người nào đều là tồn tại khủng bố. Top 3 theo thứ tự là Phong Bá Nam, Hoàng Giật, còn có Phong Du Du. Đường Dần nói ra ba cái tên này xong cũng không khỏi than nhẹ một chút. Thực lực ba người này rất mạnh. Mà ngay cả hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Ba tồn tại khủng bố kia giống như là tồn tại nghịch thiên vậy. Phong Bá Nam, Hoàng Giật, còn có Phong Du Du. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Hai Phong gia, một Hoàng gia sao? Không ngờ nàng lại là thứ nhất trên long bảng. Danh tự ba người này, Phong Du Du thứ nhất thiên bảng, Lục Lâm Thiên đã sớm nghe nói qua, cũng nhận thứ một chút. Nữ tử thánh khiết cơ hồ giống ma linh yêu nữ như đúc. Khí tức trên thân hai người lại bất đồng. Thế nhưng hai người lại quá mức giống nhau, vốn Lục Lâm Thiên cũng hoài nghi ma linh yêu nữ thực sự là Phong Du Du, từ lần giao thủ trước, Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra không chỉ khí tức của hai người không giống nhau, mà ngay cả áo nghĩa trên người cũng không giống. Đúng vậy, hai Phong gia, một Hoàng gia, hai tộc này ở trong bát đại cổ tộc trên thượng thanh thế giới chúng ta là hai tộc gần đây cường hãn nhất. Đặc biệt là Phong gia, từ trước tới nay đều là tộc mạnh nhất trong bát đại cổ tộc. Phong Bá Nam, Hoàng Giật, còn có Phong Du Du, tu vi của bọn họ tới tình trạng nào rồi? Lục Lâm Thiên hỏi mọi người, thực lực của top 3 thiên bảng khiến cho đám người Lôi Tiểu Thiên và Đường Dần cực kỳ kiêng kỵ, không biết tu vi đã tới tình trạng nào. Phong Bá Nam kia đồn rằng đã tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, Hoàng Giật có lẽ cũng không sai biệt lắm. Bất quá là vô thượng Niết Bàn trong đại thừa Niết Bàn mà thôi. Đường Dần dừng một lát, con mắt chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ rung động tuyệt đối, nói. Về phần Phong Du Du, nữ tử kia cũng yêu nghiệt giống như ngươi. Vô lượng Niết Bàn, đồn rằng lúc ngươi tiến vào trong mật địa thiên giới lần thứ hai cũng đã đột phá tới hóa hồng cảnh. Vô lượng Niết Bàn, đã sớm đột phá hóa hồng cảnh. Hai mắt Lục Lâm Thiên sững sờ. Trong mắt cũng hiện lên vẻ rung động. Bên trong đám người cùng thế hệ với hắn có người đột phá tới hóa hồng cảnh. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi rung động, vô lượng Niết Bàn, tăng thêm Phong gia là cổ tộc, có khả năng tổ tiên Phong gia là người luyện hóa hỗn độn bổn nguyên, thiên phú bực này không hề tầm thường. Du Du tỷ ngươi đã gặp rồi đó, thực lực của tỷ ấy vô cùng khủng bố. Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Lâm Thiên. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu. Lần trước hắn đã gặp Phong Du Du,
không nghĩ tới hơn 1000 năm nàng không những thành vô lượng niết bàn, còn từ vô lượng niết bàn đặt chân tới hóa hồng cảnh sơ giai. Vừa tới hóa hồng, cùng tuyên cổ cảnh mà nói, hai cấp độ hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Độ rộng của cái hào kia người bình thường căn bản khó có thể vượt qua được. Ngươi định khiêu chiến ai trước? Đường Dần hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một chút, lập tức nhìn qua mọi người nói. Ta có thể khiêu chiến cả ba người cùng một lúc không? Ngươi muốn một lần khiêu chiến ba người. Nghe vậy trong mắt Đường Dần lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Ba gia hỏa top ba kia bất luận một người nào đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, nếu như Mộc Tử Kỳ ở trước mặt hắn còn có tâm chống lại. Thế nhưng ba người của top ba kia, thậm chí ngay cả tâm chống lại hắn cũng không có. Bởi vì đó là tồn tại không thể chiến thắng. Lâm Thiên huynh đệ, ba người kia không phải là người bình thường. So với ta và Đường Bàn Tử, Băng Nhu là cách biệt một trời một vực. Thân là cổ tộc, Lôi Tiểu Thiên có ngạo khí của riêng mình. Thế nhưng loại ngạo khí này ở trước mặt ba người trong top ba kia, hắn lại không dám thể hiện ra. Lôi Tiểu Thiên biết lúc trước Lục Lâm Thiên dễ dàng thắng ba người hắn, Đường Dần, Băng Nhu. Ba người top đầu kia so với ba bọn họ mà nói, khác biệt một trời một vực. Lục Lâm Thiên biến thái ra sao bọn họ cũng biết rõ, nhưng Phong gia cũng có yêu nữ kia. Mỗi lần đều phải chạy tới chiến đài cũng mệt, không bằng cùng khiêu chiến đi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói với mọi người. Phong Bá Nam và Hoàng Giật tuy rằng mạnh, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không quá đặt vào trong lòng. Vô thượng niết bàn, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thân là cổ tộc, tất cả mọi thứ cộng lại khiến cho thực lực không thể khinh thường. Nếu như là lúc hắn vừa mới đột phá chân lý niết bàn mà nói, có lẽ Lục Lâm Thiên còn phải cố kỵ với Phong Bá Nam và Hoàng Giật kia. Nhưng hiện tại hắn đã sớm đạt tới chân lý niết bàn đỉnh phong, tăng thêm lĩnh ngộ trong những năm này. Cho nên đối với Phong Bá Nam và Hoàng Giật kia mà nói, có lẽ cũng chỉ khó chơi một chút, muốn chiến thắng vấn đề không quá lớn. Về phần Phong Du Du, người vô lượng niết bàn, đã đặt chân tới hóa hồng cảnh, xếp thứ nhất trên thiên bảng, chuyện này cũng khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên bùng lên chiến ý. Trong bát đại cổ tộc của Thượng Thanh thế giới rốt cuộc cũng có một đối thủ cường hãn, không biết Phong Du Du kia rốt cuộc cường hãn tới tình trạng nào. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn khiêu chiến Du Du tỷ sao? Đường Tiểu Tiểu nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc không thôi, nói. Có muốn ta thông báo cho Du Du tỷ một chút hay không? Người bình thường khiêu chiến Du Du tỷ, tỷ ấy căn bản đều mặc kệ, trừ Bá Nam đại ca ra, bình thường Du Du tỷ đều không có phản ứng. Cũng tốt, vậy thì làm phiền Tiểu Tiểu cô nương, thông báo cho nàng ta 7 ngày sau. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn cũng không muốn đến lúc đó lại phải tới chiến đài một chuyến. Đối với hai người Phong Bá Nam và Hoàng Giật này, dù sao Lục Lâm Thiên cũng không quá mức đặt ở trong lòng, người duy nhất có sự uy hiếp cũng chỉ có một mình Phong Du Du mà thôi. 7 ngày sau ngươi định cùng lúc khiêu chiến ba người kia sao? Ta thấy tin tức này sau khi truyền ra nhất định sẽ khiến cho cả mật địa thiên giới sôi trào. Đường Dần có chút rung động nói. Tất cả mọi người đều có chút rung động, top 3 đều là người có thực lực cường hãn tới cực điểm. Đặc biệt là Phong Du Du ở vị trí đầu tiên, là tồn tại giống như yêu nghiệt. Nhưng mọi người cũng biết, Lục Lâm Thiên cũng không phải không là tồn tại khủng bố. Lúc này chống lại yêu nữ biến thái kia, đoán chừng ngay cả cường giả đỉnh tiêm trong mật địa thiên giới cũng bị kinh động. Mọi người mãi một lúc lâu sau mới rời đi, mà sau khi mọi người rời đi, tin tức 7 ngày sau Lục Lâm Thiên ở chiến đài muốn đồng thời khiêu chiến top 3 trên thiên bảng truyền ra khắp mật địa. Tất cả đúng như dữ liệu của đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, tin tức này một khi truyền ra, lập tức giống như quả bom, tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho người nghe thấy khiếp sợ không thôi. Tin tức này truyền ra, ngay cả cường giả trong mật địa thiên giới cũng khiếp sợ. Trong dãy núi xanh biếc, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, bên trong có một đình viện nhỏ tinh xảo, như ẩn như hiện, chung quanh chim hót hoa nở. Trước đình viện có một cây hoa màu trắng, toàn thân trắng nõn như ngọc. Sáng óng ánh long lanh, mà ngay cả hoa và lá cây đều là màu trắng thuần. Nhìn từ xa giống như là một mảnh mây mù cực lớn. Dưới cây hoa màu trắng lúc này có một nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, cái cằm nhọn, thế nhưng lại không làm mất đi vẻ ưu nhã, ánh mắt lạnh lùng, lông mày kiếm, lẳng lặng đứng đó, khí tức lạnh lẽo. Mái tóc đen nhánh buộc lại ở sau đầu, sợi tóc mai phất phơ hai bên, nhìn qua có vài phần phiêu giật. Bên người lúc này có mấy thanh niên nam nữ cung kính đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt có chút giận dữ.
Giật đại ca, Lục Lâm Thiên này muốn đồng thời khiêu chiến ba người đại ca. Dựa theo quy củ, đại ca có thể mặc kệ, tên kia dựa vào thân phận chân lý Niết Bàn, cho rằng mình vô địch thiên hạ, không biết bản thân mình có bao nhiêu cân nặng. Một thanh niên tức giận, bất bình nói với nam tử mặc cẩm bào. Chuyện gì tới sẽ tới. Nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, thân hình đi về phía trước một bước nhỏ, vươn tay hái đóa hoa màu trắng vào trong tay, lại hít hà mùi hương một lát rồi nói tiếp. Thơm quá, chỉ tiếc hoa không thể tồn tại quá lâu, coi như là thiên sơn tuyết mai của ta cũng chỉ có thể tồn tại nửa năm, dù sao cũng sẽ có một ngày héo rũ. Dứt lời, nam tử mặc cẩm bào quay đầu nhìn đám thanh niên nam nữ sau lưng, nói. Bên Du Du có truyền ra tin tức gì không? Nghe vậy thanh niên vừa mới mở miệng tiếp tục nói. Còn chưa có tin tức cả, không biết có đồng ý hay không? Có lẽ nàng đang bế quan cũng không nhất định, ta thấy có lẽ nàng không để ý tới Lục Lâm Thiên kia. Như thế cũng tốt, nàng không tham dự là tốt nhất. Có một chút chuyện không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Phong Bá Nam không nhất định có thể chống đỡ được Lục Lâm Thiên kia. Ta phải đi, có một chút chuyện không thể để cho nó bị một chút ảnh hưởng nào. Dù ta không ích kỷ, thế nhưng cũng không thể để cho hắn đi qua trước mặt ta. Nam tử cẩm bào nói xong, bông hoa màu trắng trong tay hắn từ từ rơi xuống. Trong mật địa thiên giới, tại một dãy núi danh ngắt liên miên tựa như sóng biển phập phồng, to lớn, hùng vĩ mà tráng lệ. Ngọn núi mênh mông, nhìn từ phía xa giống như được một tấm lụa mỏng bao phủ, lờ mờ, mờ ảo trong mây mù, nhìn qua như gần như xa, giống như những nét vẽ mờ ở phía chân trời. Mãi tới hoàng hôn, trên dãy núi này đều bị phủ một màu đỏ thẫm. Trên ngọn núi hùng vĩ có một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, trên người mặc y phục màu trắng, ánh nắng chiều cùng với gió đảo qua khiến cho bộ váy trên người khẽ tung bay, lẳng lặng đứng một chỗ, không gian chung quanh như ẩn như hiện có chút chấn động. Du Du tỷ, muội biết ngay tỷ ở đây mà. Âm thanh thanh thúy vang lên, thân ảnh xinh đẹp của Đường Tiểu Tiểu lướt lên đỉnh núi rồi đứng sau lưng nữ tử áo trắng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ vui vẻ và rung động. Khí chất cao quý. Tiểu Tiểu, sao muội lại tới đây? Nữ tử áo trắng nghe vậy lập tức từ từ quay người lại, hai hàng lông mi thon dài như vẽ, hai mắt lập lòe như sao, môi son khẽ mở, không dày không mỏng, hơi cong lên trên, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác cao quý không dám khinh nhờn. Khí chất của nàng khiến cho Đường Tiểu Tiểu đứng trước mặt nàng lập tức ảm đạm thất sắc. Tỷ còn chưa đồng ý với muội, muội tự nhiên không thể chạy đi về a. Muội đã đồng ý với Lục Lâm Thiên, nếu như không làm được thì muội làm sao không biết xấu hổ đi gặp hắn cơ chứ? Đường Tiểu Tiểu nhìn cánh tay nữ tử áo trắng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khuôn mặt nhìn qua điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta thương tiếc. Muội đó, nữ tử áo trắng nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, khuôn mặt thoát tục, cao quý mà thánh khiết, không mang theo một chút khói lửa nhân gian nào, giống như là đáng lẽ không tồn tại trên đời này. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Đường Tiểu Tiểu tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, lập tức hỏi. Hoàng Dật có ứng chiến không? Muội vừa nhận được tin tức, Hoàng Dật đã phái người truyền lời ra, nói lúc đó hắn sẽ ứng chiến trên chiến đài. Đường Tiểu Tiểu nhìn qua nữ tử mặc áo bào trắng rồi gật đầu. Lục Lâm Thiên, nữ tử áo trắng thì thào nói, dường như nhớ tới cái gì đó, trong đôi mắt trong vắt, thanh tịnh như hồ nước hiện lên vẻ rung động, ánh mắt lập tức mơ mơ hồ hồ. Một lát sau nàng mới nói với Đường Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, đã như vậy muội trở về nói cho Lục Lâm Thiên kia biết. Đến lúc đó ta sẽ đi, nếu như hắn có bản lĩnh thắng đại ca ta và Hoàng Dật, vậy thì ta sẽ ra tay. Nếu như hắn không có bổn sự đó, vậy thì sau này cũng đừng tới quấy rầy ta. Không lâu sau chúng ta sẽ phải tiến vào trong thương khung chiến trường, vì thượng thanh thế giới, đến lúc đó ta sẽ bế quan cho tới khi tiến vào trong thương khung chiến trường. Muội biết rồi, đa tạ Du Du tỷ. Đường Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, đôi mắt xinh đẹp tiếp tục nhìn vào người nữ tử áo trắng, muốn nói lại thôi. Đôi mắt thanh tịnh, tĩnh lặng của nữ tử áo trắng nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, nàng khẽ mỉm cười, bờ môi son khẽ mở, nói: "Tiểu Tiểu, có lời gì cứ nói, ở trước mặt ta từ lúc nào muội đã câu nệ như vậy?" Đường Tiểu Tiểu do dự một chút rồi mới nói với nữ tử áo trắng: "Du Du tỷ, muội cảm giác tỷ so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Sau khi trở về từ lần đó thiếu chút nữa muội không nhận ra. Có sao, ta vẫn luôn như vậy mà." Nữ tử áo trắng mỉm cười,
mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều cao quý, thánh khiết. Làm cho người ta không khỏi rung động vì khí chất cao quý thánh khiết của nàng. Tóm lại muội có cảm giác tỷ biến hóa quá lớn, biến hóa quá nhiều. Đường Tiểu Tiểu lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, lập tức nói với nữ tử áo trắng. Du Du tỷ, tỷ nói xem Lục Lâm Thiên này có thể đánh bại Bá Nam đại ca cùng với Hoàng Giật không? Vô lượng Niết Bàn và chân lý Niết Bàn đều bất phàm, sẽ không dưới cổ tộc chúng ta. Hắn là chân lý Niết Bàn, thiên phú thực tế còn mạnh hơn nữa, càng có thể khiến cho một gia tộc đạt tới tình trạng đỉnh phong. Nữ tử áo trắng nói với Đường Tiểu Tiểu. Người chân lý Niết Bàn cũng cần có đủ thời gian phát triển. Trong 3.000 đại thế giới, trăm triệu năm qua có không ít người có thiên phú tuyệt đỉnh ngã xuống. Cho dù là đối với cổ tộc chúng ta mà nói, mỗi một lần chính thức tiến vào trong thương khung chiến trường, hao tổn cũng không phải là một con số nhỏ. Người chân lý Niết Bàn có thể phát triển, tự nhiên rất khủng bố, nếu hắn có thể thắng đại ca và Hoàng Giật, thậm chí còn thắng ta. Ta nghĩ ta sẽ thật cao hứng, đối với cả thượng thanh thế giới chúng ta là một chuyện tốt. Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn. Không lâu nữa, coi như là ta cũng không có cách nào nắm chắc. Du Du tỷ, tỷ hy vọng hắn có thể thắng Bá Nam đại ca và Hoàng Giật sao? Đường Tiểu Tiểu nhìn qua Phong Du Du nói tiếp. Muội nghe nói đám người Đường ám trưởng lão đã từng nói qua, lần này thượng thanh thế giới có tỷ và Hoàng Giật đã có hy vọng cực lớn. Nữ tử áo trắng mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, không nhiễm trần thế, nàng nói. Đó là lúc trước. Trước khi người chân lý Niết Bàn xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn trong thiên địa xuất hiện 4 người chân lý Niết Bàn, một nhân tộc, một thú tộc, một thần linh tộc, cuối cùng chính là một linh vật trời sinh. Cũng may thú tộc và nhân tộc đều ở trong thương khung minh chúng ta, nhân tộc này còn ở trong thượng thanh thế giới chúng ta. Vừa mới dứt lời, nữ tử áo trắng lại dịu dàng cười, tiếp tục nói với Đường Tiểu Tiểu. Không nói những thứ này với muội nữa. Muội về trước nói với Lục Lâm Thiên kia, muốn ta ra tay thì phải mạnh hơn đại ca ta và Hoàng Giật. Coi như hắn là chân lý Niết Bàn muốn thắng đại ca ta và Hoàng Giật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Du Du tỷ, muội biết rồi, muội đi thông báo cho hắn. Đường Tiểu Tiểu cao hứng gật đầu, thân hình xinh đẹp nhảy lên trên không trung, thân hình động lòng người này nhanh chóng rời đi. Đường Tiểu Tiểu rời đi, nữ tử áo trắng nhìn lên trên không trung, thì thào nói. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện 4 chân lý Niết Bàn, có thể xuất hiện người thứ 5 hay không? Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, đến lúc đó còn lại được mấy người cơ chứ? Trời trạng vạng tối, sau khi màn đêm buông xuống, từng dãy núi trong thiên địa dường như biến thành màu xám bạc, sương chiều bao phủ ngọn núi, mặt đất, đình viện, núi sông, làm cho chúng trở nên như ẩn như hiện, bồng bềnh, nhìn qua có vài phần mờ ảo. Siêu! Nữ tử áo trắng lúc này mới nhảy lên. Hóa thành một đạo lưu quang màu trắng rời đi. Siêu siêu. Nữ tử áo trắng rời đi, trên ngọn núi lúc này mới có 2 đạo thân ảnh đáp xuống. 2 đạo thân ảnh này đáp xuống, năng lượng thiên địa chung quanh lập tức bị ảnh hưởng, từ phía xa nhìn lại, ngọn núi này giống như đột nhiên biến mất trong thiên địa vậy. 2 đạo thân ảnh này chính là một lão giả già nua, một đại hán trung niên, người này chính là phong hành thiên chủ của mật địa thiên giới cùng với minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của Chiến Thiên Liên Minh. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Phong Hành nói. Xem ra nàng ta đã quên rồi. Bằng không hững năm này tu vi của nàng ta khó có thể đạt tới tình trạng như hiện tại. Trên khuôn mặt già nua của Phong Hành hiện vẻ nghi hoặc, nói. Nếu như nàng đột nhiên nhớ tới việc trước kia, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó đối với bản thân nàng ta, đối với cả thượng thanh thế giới mà nói, hậu quả vô cùng đáng sợ. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Phong Hành nói. Ngươi sợ rằng Lục Lâm Thiên lúc này sẽ làm ảnh hưởng tới nha đầu này, lần trước bọn họ đã gặp mặt rồi à. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, hậu quả này quá lớn. Phong Hành Thiên Chủ nói. Hoàng Phủ Minh Long nói. Bất kể như thế nào việc này đã không có cách nào lảng tránh. Trên khuôn mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ, khí tức có chút chấn động, nói. Trừ phi 2 người kia có thể ngăn cản được Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long nhảy lên, nhìn Phong Hành Thiên Chủ nói. Kết quả này không có khả năng xuất hiện, ta là người hiểu sư đệ của ta nhất. Phong Bá Nam cùng Hoàng Giật đều khó có khả năng ngăn cản, coi như là nha đầu kia cũng không thể. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt thâm thúy có chút chấn động, nói.
Phong Bá Nam và Hoàng Dật cũng không dễ đối phó, đặc biệt là Hoàng Dật. Ta nói rồi, Phong Bá Nam và Hoàng Dật khó có thể ngăn cản hắn, coi như là nha đầu kia cũng không thể. Hoàng Phủ Minh Long nhắc lại. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long, mái tóc trắng tung bay, khuôn mặt già nua run run, nói. Đây chính là điều ta lo lắng nhất, nếu như là lúc trước không có đoạn khúc mắc kia, thì có lẽ bây giờ không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ngươi trách ta lúc đầu không ngăn cản sao? Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày nói. Ai, thích ứng trong mọi tình cảnh, chuyện cho tới bây giờ ngay cả chúng ta cũng không có cách nào khống chế. Phong Hành Thiên Chủ thở dài một hơi, lập tức nói tiếp. Lúc này có lẽ cũng là một cơ hội, có thể để cho chúng ta biết rõ thực lực của đám người này rốt cuộc đã tới tình trạng nào. Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày, lại nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ nói. Bằng không chúng ta đánh cuộc một chút. Ngươi cũng có hứng thú sao? Đánh cuộc như thế nào? Phong Hành Thiên Chủ dường như cũng có hứng thú, ánh mắt mang theo chút chấn động nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long rồi nói. Ngươi nhất định sẽ đặt cược vào nha đầu kia, ta sẽ đặt vào cửu sư đệ ta. Đến lúc nếu như nha đầu Phong gia ngươi bại mà nói, ngươi nhất định phải mở ra tổ địa Phong gia ngươi cho đệ ấy đi vào. Hoàng Phủ Minh Long nói với Phong Hành Thiên Chủ. Không ngờ ngươi lại đánh chủ ý vào tổ địa Phong gia, ngươi nên biết, ngay cả nha đầu kia hiện tại cũng còn chưa có đi vào. Tổ địa của Phong gia ta trăm triệu năm nay người có tư cách đi vào cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nghĩ thật tốt ha. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Ha ha. Hoàng Phủ Minh Long cười ha hả, nhìn Phong Hành Thiên Chủ nói. Nếu như Lục Lâm Thiên thắng, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, vì cả thượng thanh thế giới, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có lựa chọn nào khác không? Vậy ngươi đánh cuộc bằng cái gì? Trên người ngươi dường như không có vật nào có thể ngang hàng với tổ địa Phong gia ta a. Cũng không có vật nào có thể so sánh được. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy lập tức nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Ta không lo lắng. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười, đứng chắp tay, trên người có khí thế bá đạo tràn ra, miệng nói. Bởi vì hắn không có khả năng thua. May mắn không làm nhục mệnh, dù dù tỷ không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bá Nam đại ca và Hoàng Dật thì dù dù tỷ sẽ đồng ý ra tay. Ngoài đình viện trên một ngọn núi, Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Lâm Thiên. Đa tạ Tiểu Tiểu cô nương. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Sư phụ, Phong Bá Nam và Hoàng Dật đều phái người đưa tới tin tức, bọn họ ứng chiến. Thái A nói với Lục Lâm Thiên. Mạc Kình Thiên nhíu mày, không phải hắn không tin tưởng Lục Lâm Thiên, top 3 trên thiên bảng quả thực không phải là người dễ chọc. Không cần quá khẩn trương. Lục Lâm Thiên vươn hai tay, duỗi lưng một cái. Nhìn đám người Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu mỉm cười, nói. Chẳng lẽ các ngươi lại không có lòng tin đối với ta như vậy sao? Được rồi, dù sao chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Ánh mắt Mạc Kình Thiên khẽ đổi, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, vậy ngươi nên nói cho ta biết một chút rốt cuộc ngươi có mấy thành nắm chắc. Hiện tại trong mật địa thiên giới cũng có không ít người mở đặt cược ngươi và ba người Phong Bá Nam, Hoàng Dật, Phong Du Du. Cho ta một chút tin tức nội tình, ta cũng dễ kiếm thêm một chút. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười ha hả mà không nói gì. Thời gian từng ngày trôi qua, sau khi tin tức Lục Lâm Thiên muốn đồng thời khiêu chiến top 3 trên thiên bảng truyền ra, cả mật địa thiên giới mỗi một ngày đều sôi trào hơn ngày trước đó. Ba người Phong Bá Nam, Hoàng Dật, Phong Du Du ở trong mật địa thiên giới hiếm có người nhắc tới, bởi vì ba người cũng ít công khai xuất hiện trong mật địa thiên giới. Thậm chí là hơn 1.000 năm cũng khó mà lộ diện được một lần. Nhưng tuy rằng ít lộ diện, tên tuổi được ít nhắc tới cũng không nhất định là ba người này không có tiếng tăm gì, ngược lại danh tự của ba người này một khi được nhắc tới giống như sấm bên tai. Ba người này là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi trong thượng thanh thế giới, coi như là Mộc Tử Kỳ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Băng Nhu so sánh với ba người này cũng ảm đạm thất sắc. Trong mật địa thiên giới này tất cả mọi người bị kinh động. Trận chiến mấy ngày sau trên chiến đài được vạn chúng chú ý, tất cả đều chờ mong. So với việc mười mấy năm trước Lục Lâm Thiên chiến với ba người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu một trận, lúc này mới chính thức được coi là trận chiến của người trẻ tuổi đỉnh phong trong thượng thanh thế giới. Có thể không chút khách khí nói một câu, đây chính là quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi trong cả thượng thanh thế giới.
tin tức này thậm chí còn từ trong mật địa thiên giới tràn ra ngoài. Lan truyền khắp cả thượng thanh thế giới. Nhất thời, bên ngoài mật địa thiên giới cũng có vô số người đợi kết quả. Trận quyết đấu đỉnh phong này bất kể có kết quả ra sao, đều ảnh hưởng cực lớn tới đại cục trong thượng thanh thế giới. Thời gian 7 ngày đảo mắt trôi qua. Hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây. Dãy núi trùng điệp tạo thành núi sóng to sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, trên một đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn như bị đao gọt búa chém lại giống như được thiên nhiên tạo sẵn ra đã sừng sững ở đó với khí thế đỉnh thiên lập địa. Một đạo thân ảnh màu xanh lẳng lặng đứng chắp tay trên vách núi cao V Upsilon T, nhìn đỉnh núi trùng trùng điệp điệp giống như một cơn sóng lớn lan tràn ra phía xa. Siêu siêu, mấy tiếng xé gió vang lên, không gian nổi lên chấn động. Lập tức có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống sau lưng nam tử mặc áo bào xanh kia. Mấy người này chính là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền. Các nàng xuất quan rồi sao? Lục Lâm Thiên quay đầu lại, nhìn qua bốn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lam Linh. Bốn người luôn ở trong bí cảnh của mật địa lĩnh ngộ. Dò xét khí tức trên người tứ nữ, những năm này tứ nữ tiến bộ không ít. Chàng chuẩn bị cho ngày mai thế nào rồi? Ba người kia đều là nhân vật đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của bát đại cổ tộc A. Độc Cô Cảnh Văn tiến lên một bước, khẽ phẩy cho bụi trên ngực Lục Lâm Thiên, ngước mặt lên, đôi mắt sáng nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ngày mai chàng nên cẩn thận một chút, thiếp biết chàng không quá để ý, thế nhưng tất cả mọi việc nên cẩn thận. Được. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nắm tay Độc Cô Cảnh Văn, lập tức nhìn qua chúng nữ, nói. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Siêu siêu. Mấy đạo thân ảnh lập tức hóa thành từng đạo lưu quang rời đi. Hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa mới ló dạng, từng dãy núi giống như thiếu nữ xấu hổ, như ẩn như hiện trong sương sớm. Siêu siêu siêu. Sáng sớm, trong mật địa thiên giới, từ bốn phương tám hướng đều có người bắt đầu tiến về phía chiến đài. Hôm nay chính là người Lục Lâm Thiên cùng với ba người Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Phong Du Du của top 3 thiên bảng chiến một trận, mọi người đã chờ ngày này từ lâu. Cả chiến đài bao la dưới bầu trời tảng sáng lúc này quần phong bốn phía giống như thương sắc, trang nghiêm không thôi. Sương mù mờ ảo giống như ngăn cách ngọn núi, chỉ còn lại cái đầu màu xanh, như mộng ảo. Từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, tương dung với sương mù, nhìn qua càng huyền ảo không thôi, giống như tiên cảnh. Mặt trời xuất hiện. Sương mù chung quanh những ngọn núi bốn phía chiến đài tán đi, những vách đá, cỏ cây bị ánh nắng sớm nhuộm thành màu đỏ, trên mặt nước bao la, sóng nước óng ánh, tráng lệ vô cùng. Trời vừa mới sáng, bốn phía chiến đài đã tụ tập vô số người rậm rạp, chằng chịt, sương mù tán đi, một mảng lớn người giống như đột nhiên xuất hiện, nhân số ước chừng mấy vạn. Nhân số vây xem chung quanh chiến đài so với lần trước Lục Lâm Thiên chiến với ba người Đường Dần còn nhiều hơn. Đồng thời nhân số còn đang chậm rãi gia tăng. Trong đám người có không ít đệ tử cổ tộc, trên ngọn núi bốn phía chiến đài lúc này cũng có vô số thân ảnh lập lòe, như ẩn như hiện, không ít khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy có không ít người tụ tập bên trên ngọn núi. Tổng đám người này, người bình thường khó mà xuất hiện cũng có không ít người xen lẫn trong đám người bốn phía chiến đài. Siêu siêu siêu, bốn phía chiến đài lúc này không ngừng vang lên tiếng xé gió. Băng Nhu của Băng Gia và Mộc Tử Kỳ của Mộc Gia tới. Nghe nói Mộc Tử Kỳ có quan hệ rất thân mật với Lục Lâm Thiên, xem ra Mộc Gia cũng đã nhận định Lục Lâm Thiên kia rồi. Lục Lâm Thiên này tuy rằng không phải là cổ tộc, thế nhưng có thân phận chân lý Niết Bàn, cũng không dưới cổ tộc, Mộc Gia tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Ai, lại một Mộc Tử Kỳ bị Lục Lâm Thiên gây tai họa, nếu ta có thể nhắc lên quan hệ với Mộc Gia, thì sớm muộn cũng có thể trở thành cường giả. Ngươi mà cũng được sao? Dùng một chút thiên phú của ngươi, Diễu Võ Dương Oai ở bên ngoài còn không ai để ý. Ở trong mật địa thiên giới chính là cái rắm. Lý Tương của Lý Gia cũng tới. Hỏa Vũ của Hỏa Gia bên kia cũng tới. Hỏa Vũ này cũng là mỹ nhân tuyệt sắc A, so với Mộc Tử Kỳ kia cũng không kém nhiều lắm. Nghe nói trước Lục Lâm Thiên tiến vào bí cảnh Lý Gia và Hỏa Gia đều dùng một chiêu đánh bại Lý Tương và Hỏa Vũ. Lục Lâm Thiên này thật đúng là khủng bố, không biết hôm nay có thể đi tới một bước kia hay không. Thanh niên nam nữ của các cổ tộc hiện thân, đạp không đứng lơ lửng, đám người chung quanh lập tức nghị luận. Tiếng ồn ào từ trong đám người dập dạp, chằng chịt bắt đầu khuếch tán ra bốn phía.
Nhiều cổ tộc xuất hiện cùng nhau như vậy khó gặp, không hề nghi ngờ, lần này Lục Lâm Thiên và Phong Bá Nam, Hoàng Dật, Phong Du Du chiến một trận đã đủ để hấp dẫn tất cả người trong mật địa thiên giới. Các ngươi cũng tới sao? Trong đội ngũ băng gia, một nam tử khí độ bất phàm, thân hình vạm vỡ, mấy chục thanh niên nam nữ sau lưng đi tới bên người hắn. Băng Nhu tỷ, Tử Kỳ tỷ. Một người dung nhan thanh tú, người mặc bộ váy dài màu hồng, bên trên có thêu những hoa văn tinh xảo giống như hỏa diễm, cũng mang theo mấy chục thanh niên nam nữ sau lưng đi tới đội hình băng gia, Mộc gia. Lý Tương, Hỏa Vũ, các người đều đã từng động thủ với Lục Lâm Thiên sao? Trong đội ngũ Mộc gia, Mộc Tử Kỳ nhìn qua nam tử khí độ bất phàm cùng với nữ tử dung nhan thanh tú mặc bộ váy dài hỏi. Chân mày lá liễu như vẽ, đôi mắt to tròn ngập nước, dưới bộ y phục màu xanh lá, thân hình cao gầy cùng với đường cong động lòng người khiến cho không ít ánh mắt trong không trung bị hấp dẫn tới. Động thủ qua rồi, thực lực của Lục Lâm Thiên quá mạnh mẽ. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lý Tương trả lời Mộc Tử Kỳ, nhắc tới Lục Lâm Thiên, cỗ ngạo khí cổ tộc trên người hắn lập tức tiêu tán không còn sót lại một chút nào. Hỏa Vũ chu miệng, khẽ than thở nói. Muội cũng không phải là đối thủ, Lục Lâm Thiên kia quá mạnh mẽ. Dứt lời, Hỏa Vũ lập tức nhìn qua Mộc Tử Kỳ, hai mắt khẽ đảo, nói. Tử Kỳ tỷ, nghe nói tỷ và Lục Lâm Thiên có quan hệ không phải nông cạn, chẳng lẽ tỷ còn không rõ ràng thực lực của hắn hay sao? Ai cùng hắn có quan hệ không cạn? Ta! Mộc Tử Kỳ nghe vậy, đôi chân thon dài lập tức dậm mạnh lên mặt đất, không ít trang sức tinh xảo trên người cũng rung động, tạo ra âm thanh thanh thúy, nhìn qua càng thêm nóng bỏng. Dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà nghiến răng nghiến lợi, lập tức nói. Không nói tới hắn nữa, đám người Bá Nam đại ca có lẽ cũng sắp tới rồi à. Có lẽ vậy. Đôi mắt trong suốt, thanh tịnh của Băng Nhu khẽ nhúc nhích, nhìn ngọn núi bốn phía dò xét một hồi. Đôi mắt xinh đẹp lập tức nhìn về ngọn núi bên trái, nói. Bọn họ tới rồi. Siêu siêu. Băng Nhu dứt lời, từ trên không trung lập tức vang lên một mảng lớn tiếng xé gió, từng đạo lưu quang xuất hiện trên không trung, từng cỗ khí tức khiến cho không trung nhộn nhạo. Lưu quang thu liếm, lộ ra mấy trăm đạo thân ảnh. Là Lục Lâm Thiên và đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên. Mấy thanh niên nam nữ cao ngất đứng đầu xuất hiện khiến cho không ít ánh mắt chung quanh lập tức run lên, đám người vừa mới tới chính là đám người Lục Lâm Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu. Còn có không ít nữ tử tuyệt mỹ đạp không đứng lơ lửng, thân ảnh lung linh, bộ váy dài trên người bồng bềnh, khuôn mặt như hoa, cũng giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Mỗi một người so với Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu không chút thua kém. Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Hỏa Vũ và không ít nữ tử khác lúc này lập tức nhìn về phía mấy nữ tử tuyệt mỹ kia. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người sau lưng, lúc này chúng nữ cùng Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Mạc Kình Thiên, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Linh, Thái A chờ ở bên ngoài. Còn có Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thái Công Mỹ Diễm, Bắc Cung Ngọc, Độc Cô Hồn Long, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão cùng với chúng cường giả linh vũ giới đều có mặt. Siêu. Nhìn mọi người một lượt, thân ảnh lập tức lóe lên, hai tay Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, lập tức đáp xuống chiến đài. Cả chiến đài lơ lửng trên hồ nước lớn, bên trên khổng lồ chừng mấy vạn thước, bóng loáng như ngọc. Bên dưới giống như thạch nhũ rủ xuống, kết nối với hồ nước, giống như một khối lục địa cực lớn, phong cách cổ xưa mà trang trọng. Không biết đã sừng sững đứng trên hồ nước lớn này bao nhiêu ngàn vạn năm. Sừng sững không ngã, giống như không có ai có thể dung chuyển mảy may vậy. Lục Lâm Thiên đáp xuống chiến đài, đám người đứng xem chung quanh chiến đài bỗng nhiên yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn lên trên chiến đài. Trên ngọn núi xa xa, cũng có trên trăm thanh niên nam nữ cao ngất đứng đó. Trong ba người dẫn đầu, có một nữ tử áo trắng như tuyết trên người, hai mắt như sao. Khuôn mặt cao quý thoát tục tới thánh khiết, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như là đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian này. Sau lưng nàng là một nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn lãng, cái cằm nhọn, thế nhưng lại không làm mất đi vẻ ưu nhã, mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc đen nhánh buộc ở phía sau đầu. Có vài sợi tóc rủ xuống hai bên tai làm cho mọi người nhìn qua hắn có vẻ vài phần phiêu giật. Tuy rằng chỉ lẳng lặng đứng đó, thế nhưng khí thế lạnh mạnh mẽ vô cùng.
Bên người nữ tử áo trắng còn có một nam tử thân hình to lớn, màu da đồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt giống như điêu khắc, hai mắt thâm thúy, mắt nhìn về phía chiến đài bao la phía trước hiện lên vẻ cuồng dã, không câu nệ. Đại ca, đi thử thực lực của hắn đi. Nữ tử áo trắng nhìn về phía trước, đôi mắt trong sáng mà thanh thịnh, nàng nhẹ nhàng nói với nam tử cuồng dã, không câu nệ bên người. Người chân lý niết bàn ta cũng muốn thử một chút. Nghe vậy nam tử này khẽ gật đầu, vẻ mặt lặng lẽ biến ảo bất định, trong lúc mơ hồ ánh mắt có chút khác thường, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình tựa như tia chớp lướt đi. Siêu! Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên lẳng lặng đứng chắp tay, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đạo lưu quang đang xẹt qua không trung, sau chớp mắt đã đáp xuống chiến đài. Lưu quang thu liếm, một nam tử thân hình to lớn, da rẻ màu đồng, ngũ quan góc cạnh lập tức xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Người mặc trường bào màu lam, thân hình cao ngất đứng đó giống như một bức tượng. Phong bá nam tới. Phong ba nam của phong gia, thứ ba thiên bảng. Nam tử này đáp xuống chiến đài, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn vào. Giữa không trung, đa người băng nhu, mộc tử kỳ, lý tương, hỏa vũ, lôi tiểu thiên, đường tiểu tiểu, đường dần và những người khác đều nhìn vào người vừa mới xuất hiện này. Mà trong đám người, Mạc Kình Thiên nhìn qua đạo thân ảnh to lớn trên chiến đài. Ánh mắt đại biến, dùng sức xoa xoa mắt, dường như cho rằng mình nhìn lầm, miệng thì thào nói. Điều này không có khả năng, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ, ánh mắt thâm thúy mà u ám của nam tử cao ngất, to lớn kia nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, vốn ta cho rằng đời này cũng không có cơ hội gặp mặt, không ngờ ông trời lại trêu ngươi, hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt. Nghe vậy Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Thế nhưng cũng không nghe ra được cái gì. Hắn nhìn qua nam tử cao ngất, to lớn, toàn thân lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ, trên người nam tử này có khí chất vương giả, uy chấn thiên hạ, có lẽ chính là phong bá nam của phong gia. Dưới linh hồn lực nhạy cảm, Lục Lâm Thiên không khó biết rõ khí tức trên người nam tử to lớn cao ngạo này mạnh mẽ ra sao, đám người mộc tử kỳ, đường dần, lôi tiểu thiên không có khả năng so sánh với người này. Khí tức cổ tộc trên người hắn ta so với đám người mộc tử kỳ, đường dần rõ ràng còn mạnh hơn không ít. Phong bá nam của phong gia. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng người này rồi nói, dưới linh hồn lực nhạy cảm dò xét, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai, không hổ là tồn tại thứ ba trên thiên bảng. Giờ phút này, cảm nhận cỗ khí tức này cũng khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên tuôn ra chiến ý không hiểu, gặp đường cường giả chính thức trong đám người cùng thế hệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên mới có thể tuôn ra loại chiến ý như vậy. Không tệ. Phong bá nam nhìn Lục Lâm Thiên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có một chút gì đó. Sắp bắt đầu rồi. Bốn phía chiến đài, vô số người lúc này đều nhìn về phía hai người, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chân lý niết bàn vô cùng bất phàm, muốn thắng ta cũng không dễ. Bốn mắt nhìn nhau, một lát sau phong bá nam lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, âm thanh có chút trầm thấp. Khí thế không giống người thường, lộ ra vẻ bá đạo, không câu nệ, hắn nói. Ta hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Nếu như ngươi có thể ngăn cản ta, ta sẽ vận dụng toàn lực. Hy vọng ngươi cũng có thể khiến cho ta vận dụng toàn lực. Sẽ không làm ta thất vọng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Hay cho một Lục Lâm Thiên, quả thực có vài phần ngạo khí không có gì là không tốt, nhưng mà hy vọng không phải là tự đại. Phong bá nam nói xong, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có lưu quang lóe lên, trong tay xuất hiện một kiện linh khí giống như côn mà không phải côn, giống thương mà không phải thương. Toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, bí văn quanh quẩn. Ô ô, kiện linh khí giống côn mà không phải là côn, giống thương mà không phải là thương xuất hiện, cả chiến đài đột nhiên run lên. Chỉ một thoáng cuồng phong rít gào trên không trung, thiên địa biến sắc. Thái cổ thiên phong trụ. Thông linh bảo khí thái cổ thiên phong trụ của phong gia. Trong lúc cuồng phong rít gào, thiên địa biến sắc, đám người đường dần, lôi tiểu thiên, mộc tử kỳ, băng nhu cùng với những người khác nhìn thấy kiện linh khí trong tay phong bá nam, sắc mặt khẽ đổi. Lục Lâm Thiên, người có bản lĩnh để cho ta vận dụng thái cổ thiên phong trụ không? Linh khí trong tay, khí thế bá đạo quanh thân phong bá nam trở nên sắc bén. Hắn khẽ phất tay. Thái cổ phong thiên trụ trong tay giống như lưu quang lướt đi, cắm ở trên chiến đài bóng loáng như ngọc cách đó không xa. Siêu! Khí thế bá đạo mênh mông khuếch tán trên không trung,
chiến đài sừng sững không thể bị lay động lúc này cũng bị thái cổ thiên phong trụ này làm cho rung động một chút. Thông linh bảo khí, Phong gia quả thực ra tay bất phàm a. Lục Lâm Thiên nhìn thái cổ thiên phong trụ của Phong Bá Nam, áo nghĩa thuộc tính phong minh mông khuếch tán trên trời cao, uy năng kinh thiên động địa, không phải là thứ mà linh khí áo nghĩa có thể làm được. Cười nhạt một tiếng, Lục Lâm Thiên nhìn Phong Bá Nam nói. Hy vọng ngươi cũng có thể khiến cho ta vận dụng huyết lục. Ngao! Lục Lâm Thiên nói xong, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Trong tay Lục Lâm Thiên chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đạo huyết quang thu liếm, một thanh đại đao huyết sắc tràn ngập kim quang hiển hiện. Lục Lâm Thiên lập tức lướt đi, cắm huyết đao ở trên bề mặt chiến đài cách đó không xa. Khiến cho chiến đài bóng loáng như ngọc xuất hiện một cái khe, sát khí sắc bén, lạnh lẽo lập tức tràn ra. Đao tốt! Phong Bá Nam nhìn đại đao huyết sắc Lục Lâm Thiên cắm cách đó không xa, cỗ khí tức sắc bén mà lạnh lẽo kia khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng phải run lên. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thân hình to lớn có chút trầm xuống, nói. Ra tay đi, không phải nói ta khinh thường ngươi. Muốn ta ra tay, ngươi phải xuất ra thực lực để chứng minh ngươi có thể khiến cho ta ra tay thực sự. Thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khẽ mỉm cười, thủ ấn khẽ kết. Năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa hội tụ trên không trung. Trong chốc lát tạo thành một mảnh mây mù dày đặc trên không trung chiến đài. Không gian lập tức chấn động, khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía không thôi. Tam thiên lưu vân thủ. Trong sát na ngắn ngủi, ngay trong chấn động trên không trung khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía kia, trong tầng mây cuồn cuộn nổi lên rung động kỳ dị, lập tức có vô số đạo thủ ấn khuếch tán ra. Không gian chung quanh mỗi đạo thủ ấn rung động. Bắn tứ tung. Trong lúc không gian run rẩy, vô số đạo thủ ấn này lại lập tức hội tụ lại một chỗ, vô cùng quỷ dị. Dùng xu thế sấm sét đánh xuống Phong Bá Nam, khí tức hủy diệt lan tràn. Tam thiên lưu vân thủ vốn một loại vũ kỹ thuộc tính phong bình thường mà Lục Lâm Thiên tu luyện trên đại lục linh vũ khi trước, mà lúc này dùng tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên thúc dục ra, uy năng đã tới tình trạng khủng bố. Lục Lâm Thiên đối phó với người phong gia không ngờ lại dùng thuộc tính phong. Lục Lâm Thiên ra tay, đối phó với Phong Bá Nam, không ngờ Lục Lâm Thiên lại lựa chọn vận dụng thuộc tính phong, chuyện này khiến cho không ít người ngây ngốc, há hốc mồm. Phong Bá Nam ngẩng đầu, nhìn đạo trưởng ấn mang theo không gian gần như bị nghiền nát phóng tới, ánh mắt có chút biến hóa, nguyên lực dưới chân chấn động, đột nhiên phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn giống như cuồng phong rít gào nghênh đón công kích của Lục Lâm Thiên. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, không gian chấn động nổi lên rung động kịch liệt. Lưu phong trụ diệt ấn. Trong lúc không gian rung động kịch liệt, một tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền ra, thân hình to lớn mà cao ngạo của Phong Bá Nam từ trong không gian rung động phóng ra, áo nghĩa không gian quanh thân rung động nương theo áo nghĩa thuộc tính phong tràn ngập, nhanh như thiểm điện, cả phiến không gian, thiên địa chung quanh hắn lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Siêu siêu. Chỉ một thoáng, nguyên lực thuộc tính phong phô thiên cái địa quanh thân Phong Bá Nam cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo thủ ấn trong không gian. Những nơi trưởng ấn đi qua, không gian to lớn đều vặn vẹo rồi sụp đổ, phá hủy tất cả ven đường, nhanh như thiểm điện chụp về phía Lục Lâm Thiên. Thập phương vũ trụ ấn. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, thân hình không lùi mà tiến tới, mũi chân khẽ điểm nhẹ mặt đất chiến đài, thân hình giống như mũi tên phóng lên trời. Một đạo trưởng ấn trong tay phá không phóng ra, giống như không mang theo bất luận một chút uy năng nào. Trong sát na, lấy thân hình hắn làm trung tâm. Gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn giống như không gian loạn, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức giống như hủy diệt. Ầm ầm, hai đạo trưởng ấn va chạm, không trung bỗng nhiên run lên, một phiến hư không bị sụp đổ. Kinh khí rung động giống như biển gầm tạo thành sóng to gió lớn, bỗng nhiên lan tràn, khuếch tán ra bốn phía. Từng vòng không gian đen kịt rung động giống như là thủy triều nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh. Thực lực thật mạnh. Trên không trung chiến đài, ánh mắt đám người Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Lý Tương, Hỏa Vũ rung động, nhìn hai người quyết đấu trong lòng mọi người đã hiểu rõ. So sánh với hai người này bọn họ đã không còn theo kịp nữa. Thực lực của hai người đều rất mạnh, cường hãn tới cực điểm. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân lúc này cũng nhìn nhau, chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn thì chăm chú nhìn vào trên chiến đài. Trên ngọn núi xa xa. Đám cường giả cổ tộc như Đường Ám, Băng Cổ, Lý Hậu Minh, Lôi Quang, Hỏa Khánh, Mộc Nguyên và đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Nhâm Ngã Hành,
quỷ cốc hoàng giả, từng ánh mắt lúc này đều tập trung vào trên chiến đài bao la trước mặt. Thực lực của hai người Phong Bá Nam, Lục Lâm Thiên đã có thể san bằng khoảng cách cực lớn giữa tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh. Lục Lâm Thiên này ở trước mặt người Phong gia lại vận dụng thuộc tính Phong, dường như cũng không có bị áp chế. Đủ quỷ dị a. Nhìn trên chiến đài, khuôn mặt già nua của Đường Ám trưởng lão khẽ nhúc nhích. Xoẹt. Trên chiến đài, một trưởng của hai người va chạm, kinh khí rung động khuếch tán. Thân hình to lớn vạm vỡ của Phong Bá Nam lại lảo đảo lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững được. Mà lúc này Lục Lâm Thiên lại đứng vững như bàn thạch, thân hình ở trên không trung không bị lắc lư một chút nào. Kinh khí khủng bố giống như cơn lốc kia ngay cả vạt áo bào màu xanh của hắn cũng không thể làm cho nó rung động được. Phong Bá Nam ổn định thân hình, khuôn mặt vốn tràn ngập vẻ ngạo nghễ của hắn lúc này cũng xuất hiện vẻ rung động, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ống tay áo vung lên, phủi một chút bụi đất trên người mình, hắn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không thể không nói ta đã xem thường ngươi. Hôm nay ta sẽ dùng toàn lực, ngăn cản bước tiến của ngươi. Dứt lời, tay phải Phong Bá Nam nhấc lên, năm ngón tay khẽ chảo một chảo với không gian bên cạnh, hấp lực vô hình từ trong tay tuôn ra. Oanh! Cách đó không xa, Thái Cổ Phong Thiên Trụ lập tức bắn ra, trong lúc mơ hồ phát ra tiếng sấm minh, tiếp đó lập tức xuất hiện trong tay Phong Bá Nam. Ngao! Lục Lâm Thiên vươn tay ra, tâm thần khẽ động, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay. Trong lúc mơ hồ có tiếng đao minh giống như long ngâm quanh quẩn, vang vọng trên không trung chiến đài. Hai người này mới giao thủ hai chiêu, Phong Bá Nam đã muốn vận dụng toàn lực sao? Nói đùa sao, Lục Lâm Thiên há là kẻ yếu, Phong Bá Nam này trong hai chiêu vừa rồi cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Thậm chí còn rơi vào thế hạ phong, cho nên chỉ có thể vận dụng toàn lực. Không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên kia lại tới một bước này. Bốn phía chiến đài, tiếng nghị luận vang lên không ngừng. Cùng lúc, Phong Bá Nam đã ra tay, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong không chút giữ lại mà lan tràn ra. Khí tức giống như một cơn lốc lan tràn ra chung quanh không trung. Nguyên lực phô thiên cái địa rót vào trong Thái Cổ Thiên Phong trụ trên tay hắn. Ầm ầm. Bỗng nhiên không gian run run, Thái Cổ Thiên Phong trụ phát ra một tiếng sấm minh, thân rung rung, tự dưng khiến cho vô số cơn lốc lan tràn, khuếch tán. Cuồng phong rít gào, gợn sóng trong không gian lập tức giống như những cơn sóng lan tràn ra phía xa xa. Siêu! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thủ ấn trong tay Phong Bá Nam được kết, Thái Cổ Thiên Phong trụ trong tay bắn lên trên không trung. Trong sát na bành trướng, giống như trụ trời, tiếng sấm minh vang vọng, vô số cơn lốc chung quanh hội tụ tạo thành một cái vòi rồng quét qua chung quanh, khí tức Thái Cổ lan tràn. Bên trong vòi rồng mang theo một loại khí thế bá đạo, giống như là trụ trời mang theo cơn lốc cuồng bạo, tàn sát bừa bãi, trong chớp mắt phóng về phía Lục Lâm Thiên. Trong sát na này cả không gian lập tức hỗn loạn, dưới uy năng của thông linh bảo khí, một mảng lớn hư không ở trên trời cao bắt đầu theo Thái Cổ Thiên Phong trụ lan tràn ra phía xa. Dưới Thái Cổ Thiên Phong trụ, trong vòi rồng, từng đạo phong nhận cắt vỡ không gian tạo thành từng lưỡi đao bằng hư không đen kịt, lưỡi đao đen kịt chấn động nhân tâm. Bên trong giường như còn ẩn chứa khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Dưới vô số cơn lốc lan tràn tới, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, chiến ý trong lòng luôn bị áp chế lúc này cũng triệt để bộc phát và sôi trào. Trong đôi mắt đen láy tràn ngập chiến ý cuồn cuộn, hai loại tinh mang một trắng một đen giống như ngày đêm luân chuyển. Cường giả tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của Phong gia, tăng thêm thông linh bảo khí. Tổ hợp như vậy rốt cuộc cũng có thể khiến cho Lục Lâm Thiên phóng tay ra chiêu. Âm dương phách đao quyết. Dứt lời, đồ án âm dương trên huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên bỗng nhiên phóng ra quang mang chói mắt, đao mang trong chốc lát bắn ra. Ầm ầm. Đao mang vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên cả không gian rung chuyển, hư không sụp đổ, uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Vô số đạo đao mang bắn ra. Nương theo hư không sóng to gió lớn, lập tức đánh vào trong vô số cơn lốc của Thái Cổ Thiên Phong trụ. Xoẹt! Đao mang và cơn lốc giằng co, dưới đao mang, vô số cơn lốc lập tức rạn nứt, bị hủy diệt. Siêu siêu! Lực lượng hủy diệt lan tràn trên không trung, cả phiến không gian lớn hỗn loạn. Ngay sau đó là không gian lập tức bị nghiền nát từng khúc, dễ dàng hóa thành hư vô. Siêu! Một đạo đang mang trắng đen sắc bén cùng với Thái Cổ Thiên Phong trụ cực lớn giống như trụ trời va chạm, dưới Thái Cổ Thiên Phong trụ, không gian vặn vẹo, đao mang cũng chỉ có thể bị phá hủy.
giống. Cùng một lúc, tiếng hổ gầm vang vọng trên bầu trời, khiến cho không trung và màng nhĩ mọi người chấn động. Trước mắt bao nhiêu người, thân hình Lục Lâm Thiên hóa thành một đầu cự hổ tràn ngập điện mang màu xanh khổng lồ, thân hình khổng lồ xẹt qua không trung, cánh tay cực lớn chấn động, trong lòng hổ chảo, huyết lục lập tức bành trướng, lưỡi đao cực lớn lập tức va chạm với Thái Cổ Thiên Phong trụ. Xoẹt! Thái Cổ Thiên Phong trụ phá không mà tới, lúc này bị Lục Lâm Thiên mạnh mẽ ngăn cản rồi đẩy lui, khiến cho trong không gian xuất hiện vết nứt đen kịt. Siêu! Phong Bá Nam ngẩng đầu, trong mắt lần nữa ngưng trọng hơn một chút, thân hình to lớn của hắn thả người nhảy lên trên không trung, khí thế bá đạo khuếch tán. Thân hình vọt lên trên không trung, một đạo thủ ấn lập tức đặt lên trên Thái Cổ Thiên Phong trụ, nguyên lực phô thiên cái địa rót vào bên trong. Oanh! Không gian bỗng dưng run lên, cả phiến không gian chung quanh bị chấn vỡ. Sau khi nguyên lực của Phong Bá Nam tiếp tục rót vào, Thái Cổ Thiên Phong trụ đang bị đẩy lui lập tức ổn định lại. Phá! Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, trong cái miệng hổ dữ tợn vang lên một tiếng hét lớn, huyết lục được thu lại, hổ trưởng bên trái giống như sấm sét đánh ra. Lưu quang màu tím trong tay lập tức xuất hiện, khí tức hủy diệt mênh mông từ trong thân hình cự hổ khổng lồ phô thiên cái địa tuôn ra, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm sét chấn nhiếp linh hồn vang vọng trên không trung. Áo nghĩa thuộc tính lôi tăng thêm tử kim huyền lôi. Trên không trung chiến đài cách đó không xa, ánh mắt Lôi Tiêu Thiên run lên, khí tức tử kim huyền lôi trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lúc này làm sao hắn có thể không nhận ra được. Bàn tay hổ cực lớn của Lục Lâm Thiên nắm lại, trong nháy mắt này lôi vân quay cuồng trên không trung, một đạo quyền ấn mang theo quang mang sấm sét màu tím giống như cự long màu tím đột nhiên đánh ra. Xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy không thôi. Đạo hổ quyền của Lục Lâm Thiên giống như nộ long mang theo điện mang ầm ầm nện vào phía trên Thái Cổ Thiên Phong trụ. Ầm ầm. Quyền ấn mang theo điện mang màu tím ầm ầm đánh vào trên Thái Cổ Thiên Phong trụ, âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng trong phiến thiên địa này, khiến cho trong đầu tất cả mọi người có cảm giác rung chuyển, hai tai như ù đi. Trong nháy mắt, trên Thái Cổ Thiên Phong trụ khổng lồ lập tức có điện mang màu tím lan tràn, dùng xu thế mạnh mẽ dễ dàng lan tràn tới những nơi khác trên Thái Cổ Thiên Phong trụ rồi chút xuống người Phong Bá Nam, lực lượng mạnh mẽ lập tức chút xuống. Thái Cổ Thiên Phong trụ khổng lồ lại lần nữa mạnh mẽ bị đẩy lui, trong lúc bị đẩy lui, thể tích to lớn lập tức thu nhỏ lại, không gian ven đường lặng lẽ bị diệt sát không còn chút dấu vết nào. Thân hình cự hổ khổng lồ xẹt qua không gian lập tức thu nhỏ lại, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong ánh mắt của tất cả mọi người. Trường bào màu xanh khẽ tung bay, khí tức trầm ổn, trên người còn sót lại khí tức của điện mang màu tím vừa rồi. Ở không gian phía trước, thân hình Phong Bá Nam xuất hiện rõ ràng, Thái Cổ Thiên Phong trụ trong tay hóa thành bộ dáng như bình thường, thân hình to lớn vạm vỡ của hắn đứng đó trên khuôn mặt khí phách kia lúc này không ngờ lại cực kỳ tái nhợt. Người bốn phía chiến đài cùng với không trung lúc này đều chăm chú nhìn vào hai người, lúc này cũng không ai biết là ai thắng ai thua. Trong đội ngũ của Linh Vũ Thế Giới, một người nắm chặt tay, ánh mắt run rẩy. Bất phân thắng bại sao? Thông linh bảo khí do Phong Bá Nam thúc giục cũng bị Lục Lâm Thiên ngăn lại được sao? Vô số người chăm chú nhìn lên trên không trung chiến đài, như ngừng thở, giống như ngay cả nói lớn cũng không dám vậy. Xem bộ dáng hiện tại hai người lúc này dường như là bất phân thắng bại. Từng ánh mắt mang theo vẻ rung động, kính sợ nhìn về phía hai đạo thân ảnh cao ngất đang đạp không trên chiến đài. Quyết đấu vừa rồi khiến cho trong lòng mọi người không khỏi sinh ra tâm kính sợ. Trên không trung chiến đài, Phong Bá Nam và Lục Lâm Thiên nhìn nhau, bỗng nhiên miệng Phong Bá Nam run lên, khóe miệng lập tức có máu tươi tràn ra. Có vài giọt máu đã rơi vào trường bào màu lam trên người, số máu tươi còn lại lập tức bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược lại vào trong cổ họng. Phong Bá Nam thua. Sau khi khóe miệng Phong Bá Nam có máu tươi tràn ra, vô số ánh mắt chung quanh run lên. Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Bá Nam, ngẩng đầu nói. Đa tạ, người chân lý Niết Bàn quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua. Phong Bá Nam nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài, thu hồi Thái Cổ Thiên Phong trụ trong tay, mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình lập tức giống như lưu quang rời đi. Thắng rồi. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung, vô số khí tức chung quanh chấn động, sôi trào. Siêu. Trên ngọn núi xa xa. Thân ảnh Phong Bá Nam đáp xuống trước người nữ tử áo trắng, tay lau sạch vết máu ở khóe miệng, nhìn nam tử mặc cẩm bào kia rồi nói.
Lục Lâm Thiên kia rất mạnh, cổ tộc chúng ta ở trước mặt hắn không có một chút ưu thế nào, sợ rằng lần này ngươi phải vận dụng át chủ bài rồi. Nam tử mặc cẩm bào nhìn qua Phong Bá Nam, khuôn mặt khẽ nhếch lên, cái cằm nhọn cùng với khuôn mặt tạo thành đường cong yêu mỹ, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên chút chấn động, nói. Quả thực hắn ta có chút bổn sự, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, nam tử mặc cẩm bào nhìn Phong Du Du bên người, ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói một câu. Ta đi đây. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn bất phàm, áo nghĩa thời gian tăng thêm áo nghĩa không gian, tốc độ sẽ cực nhanh. Một khi tới gần ngươi, dùng lực phòng ngự của hắn, ngươi sẽ bị thiệt thòi không nhỏ. Ta biết rồi. Nam tử mặc cẩm bào gật đầu, khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, khóe miệng cùng với hai bờ môi và lông mày dài, đôi mắt đen nhánh như mực, sáng sủa như sao giống như có thể câu hồn đoạt phách. Nụ cười giống như gió xuân. Siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình nam tử cẩm bào này vô thanh vô tức biến mất trên ngọn núi. Lục Lâm Thiên đáp xuống chiến đài, khẽ ngẩng đầu nhìn qua một đạo lưu quang đang lướt tới trên không trung, sau vài lần lóe lên đã đáp xuống chiến đài trước mặt hắn. Siêu. Lưu quang thu liễm, một nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, mái tóc khẽ phất phơ, ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng đứng đó, khí thế lạnh lẽo. Là hắn đi ra. Là hắn, hoàng giật của hoàng gia. Nhìn thấy nam tử mặc cẩm bào trên chiến đài, vô số đệ tử cổ tộc chung quanh cũng rung động. Vị trí thứ hai trên thiên bảng đã nói lên tất cả, đây chính là tồn tại mà những đệ tử cổ tộc khác thậm chí còn không có lòng tin khi khiêu chiến. Đây là nam tử mà hơn ngàn năm cũng khó có một lần công khai lộ diện, nhưng danh tự so với những người thường xuyên lộ diện kia còn khiến cho đệ tử cổ tộc kiêng kỵ hơn nhiều. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn nam tử mặc cẩm bào vừa mới tới, mái tóc dài màu đen buộc ở sau gáy, cái vài sợi tóc rủ xuống hai bên cổ, nhìn qua có vài phần lạnh lùng và phiêu giật. Khuôn mặt cương nghị có khí chất lạnh lùng, trong lúc mơ hồ, Lục Lâm Thiên có cảm giác, người này so với Phong Bá Nam còn khó đối phó, trêu chọc hơn nhiều. Hoàng giật của hoàng gia. Nam tử mặc cẩm bào nhìn qua Lục Lâm Thiên, âm thanh có chút lạnh lùng, nói. Trước đây rất lâu đã ta sớm nghe nói qua ngươi, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp mặt. Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn hoàng giật trước mắt, âm thanh lạnh nhạt, trước sau như một, thế nhưng chiến ý với Phong Bá Nam trong mắt vừa rồi còn chưa tán đi. Lúc này chiến ý lại một lần nữa cuồn cuộn, nói. Mấy ngày hôm trước ta mới nghe nói tới ngươi. Hoàng giật của hoàng gia, thứ hai thiên bảng, hy vọng áo nghĩa linh hồn của ngươi sẽ làm cho ta có chút bất ngờ. Có chút cuồng ngạo, thân là người chân lý Niết Bàn, thật sự cũng nên cuồng ngạo một chút. Người chân lý Niết Bàn giống như cổ tộc, tự nhiên không phải là tồn tại mà phàm phu tục tử có thể so sánh với. Hoàng giật nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng lại có chút phức tạp, từ từ nói. Thứ ta tán thưởng ngươi nhất là đại khai sát giới thiên linh minh trong thương khung chiến trường, ta đồng ý chiến với ngươi một trận, trừ việc muốn ngăn cản bước tiến của ngươi ra, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Đa tạ tán thưởng. Lục Lâm Thiên nhìn qua hoàng giật, nhìn qua ánh mắt của hoàng giật, hắn nhíu mày rồi nói. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, ta có cảm giác không thích ngươi một chút nào, nguyên nhân ta cũng không nói rõ ra được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì ta cũng không hy vọng ngươi tiến thêm được. Hoàng giật cười nhạt một tiếng, nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta nhất định không thể trở thành bằng hữu, cũng không trở thành cừu nhân. Như vậy cũng tốt, ta không khách khí đâu. Dứt lời, trường bào màu xanh trên thân hình cao ngất của Lục Lâm Thiên khẽ tung bay. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại có chút khó chịu với hoàng giật này. Loại cảm giác khó chịu này ngay cả nguyên nhân Lục Lâm Thiên cũng không biết. Cảm giác khó chịu thuần túy mà thôi. Hai người đối thoại trên chiến đài lúc này cũng truyền vào trong tai tất cả mọi người ở bốn phía chiến đài, trên không trung không sót một chữ nào. Hai người đối chọi gay gắt như vậy khiến cho trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, đồng thời cũng càng khiến cho trong lòng tất cả mọi người mong đợi. Nếu trước khi Phong Bá Nam thua trong tay Lục Lâm Thiên, muốn tất cả mọi người phán đoán giữa Lục Lâm Thiên và Hoàng Giật ai sẽ chiến thắng mà nói. Có lẽ đối với tất cả mọi người đều là chuyện cực kỳ hư vô, mờ mịt. Một người là cường giả hoàng gia, đứng thứ hai trên thiên bảng lâu năm. Mà một người là kẻ bá đạo vô cùng trong mật địa thiên giới, là cường giả chưa từng biết thất bại. Hai người này cùng chiến một trận, mọi người không biết rõ rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Mà vừa rồi trong lúc Lục Lâm Thiên và Phong Bá Nam giao thủ,
mọi người cũng có thể nhìn ra được một chút. Hoàng Dật so với Phong Bá Nam mạnh hơn nhiều, đây là chuyện rõ ràng. Mà vừa rồi Lục Lâm Thiên mới đánh bại Phong Bá Nam, lúc này lại đối mặt với Hoàng Dật, quyết giấu như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho mọi người càng thêm chờ mong. Chính bởi vì càng rõ ràng cho nên mới càng chờ mong, lúc này Lục Lâm Thiên chống lại Hoàng Dật, loại quyết đấu này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường hãn. Không ai biết rõ được kết quả, coi như là một ít người có ánh mắt tốt, lúc này cũng không thể nào phán đoán ra kết quả. Không đến lúc cuối cùng giữa trận quyết chiến giữa hai người, cũng không ai dám nói là ai thắng ai thua. Từng ánh mắt mang theo vẻ vô cùng chờ mong nhìn vào chiến đài. Lúc này trên chiến đài, hai đạo thân ảnh cao ngất đứng đối diện nhau ở phía xa, khí thế dường như đã sớm đối chọi gay gắt. Khí thế từ trên chiến đài lan tràn ra tự dưng khiến cho những người chung quanh không gian có cảm giác hít thở có chút khó khăn. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, sợ rằng một hồi quyết đấu nóng bỏng sắp xảy ra. Lục Lâm Thiên, ta sẽ dùng toàn lực, ngăn cản ngươi ở trước mặt ta. Dưới khí thế đối chọi gay gắt này, dứt lời, Hoàng Dật trên chiến đài rốt cuộc đã hành động, thủ ấn được kết, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong trên người lập tức cuồn cuộn không hề giữ lại phóng ra. Nương theo đó còn có áo nghĩa linh hồn khuếch tán. Ầm ầm, thiên địa, không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Uy áp thật mạnh, dưới khí thế khủng bố như vậy, vô số người vây xem chung quanh bốn phía chiến đài lập tức biến sắc. Dưới uy áp linh hồn khủng bố này, đặc biệt là đối với tu luyện giả chủ tu là áo nghĩa linh hồn mà nói, nguyên lực và linh hồn trong cơ thể đã bị uy áp không thể nào ngăn cản đè nặng trên người. Một chân bước vào hóa hồng cảnh. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên người Hoàng Dật phóng ra, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, so với Phong Bá Nam còn mạnh hơn. Thậm chí trong lúc mơ hồ mang theo khí tức hóa hồng cảnh. Loại cấp độ này đã thuộc về cấp độ đặt một chân vào hóa hồng cảnh, xem như là người có tu vi bán hóa hồng cảnh. Khí tức như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên cũng có chút động dung, không ngờ Hoàng Dật đứng thứ hai thiên bảng này tu vi lại tới trình độ như vậy. Hoàng Thiên Bí Pháp, Hóa Hồng Biến. Tiếng quát trầm thấp lạnh lùng từ trong miệng Hoàng Dật truyền ra, cuối cùng một đạo thủ ấn được kết, khí tức vô hạn tiếp cận hóa hồng cảnh trên người hắn đột nhiên tăng vọt, khí tức quanh thân phóng lên trời. Mái tóc dài màu đen sau đầu lập tức thoát khỏi trói buộc, sợi tóc bay múa, khí tức trên người kéo lên. Không ngờ còn chưa động thủ mà Hoàng Dật đã thi triển ra Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia. Hoàng Dật tự biết Lục Lâm Thiên khủng bố, cho nên căn bản không dám khinh thường, sợ rằng cũng không muốn cho Lục Lâm Thiên có cơ hội. Hoàng Dật từ trước tới nay đều là người trầm ổn, hắn nhìn ra Lục Lâm Thiên khủng bố, cho nên còn chưa ra tay đã lập tức chuẩn bị. Khí thế quanh thân Hoàng Dật kéo lên, đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Mộc Tử Kỳ, Hỏa Vũ, Băng Nhu, Lý Tương và những người khác trên không trung lập tức biến sắc. Hoàng Thiên Bí Pháp, Hóa Hồng Biến, không ngờ Hoàng Dật này lại tu luyện Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia tới tình trạng này rồi. Hoàng Dật là vô thượng niết bàn, bản thân đã có tu vi bán bộ Hóa Hồng, tăng thêm Hoàng Thiên Bí Pháp, không ngờ lại khủng bố như vậy. Trên một ngọn núi, đám người Lôi Quang, Đường Ám, Mộc Nguyên và chúng cường giả nhìn qua chiến đài trước mắt, ánh mắt cũng rung động. Bọn họ là người coi như hiểu rõ rất chỗ khủng bố của Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia này. Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia có thể đề tăng tu vi cấp độ của bản thân, như một chút công pháp có thể làm tăng lên tu vi bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới này, đừng nói là tới cấp độ tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, coi như là tới đại đạo cảnh, niết bàn cảnh cũng không có hiệu quả quá lớn. Mà Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia lại khủng bố tới cực điểm, tu luyện tới tình trạng đỉnh cấp, đồn rằng ngay cả hóa hồng cảnh cũng có tác dụng lớn. Mà trong 3.000 đại thiên thế giới Hoàng Thiên Bí Pháp cũng là một trong những công pháp đỉnh tiêm. Nương theo Hoàng Thiên Bí Pháp và các thủ đoạn khác, Hoàng gia ở trong thượng thanh thế giới cũng trở thành đệ nhất gia tộc dưới Phong gia. Siêu siêu! Trên chiến đài, trong giây lát ngắn ngủi, khí tức trên người Hoàng Dật dễ dàng kéo lên, một lát sau khí tức mới bình thường trở lại. Mà lúc này khí tức trên người hắn đã tương đương với nhất nguyên hóa hồng, trên người lộ ra khí tức nhất nguyên hóa hồng. Không ngờ dựa theo Hoàng Thiên Bí Pháp hắn lại san lấp được cái hào rộng giữa tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh, khí tức trên người lại tăng lên khủng bố như vậy. Bí Pháp thật là khủng khiếp. Lục Lâm Thiên cũng phải sợ hãi thán phục, loại Bí Pháp tăng cường tu vi này so với Bí Pháp cửu chuyển thiên linh còn mạnh hơn nhiều. Bí Pháp cửu chuyển thiên linh đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không còn một chút hiệu quả nào.
cảm nhận khí tức cuồng bạo có thể tương đương với nhất nguyên hóa hồng trên người Hoàng Dật lúc này, trong đôi mắt thâm thúy mà đen kịt của Lục Lâm Thiên đột nhiên cuồn cuộn chiến ý, khí tức cuồng bạo kinh khủng tuôn ra. Oanh! Khí tức chân lý niết bàn đỉnh phong phóng thích ra, không trung đột nhiên gió nổi mây phun, thiên uy nhàn nhạt từ trong hư không lan tràn ra. Khí tức chân lý niết bàn đỉnh phong của Lục Lâm Thiên lúc này phóng ra, không dưới khí tức do Hoàng Dật thúc dục Hoàng Thiên Bí Pháp tới hóa hồng cảnh một chút nào, cỗ khí tức này có cảm giác hùng hậu, ngưng thực. Khí tức chân lý niết bàn mang theo thiên uy nhàn nhạt, phát ra uy áp càng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Lục Lâm Thiên, chân lý niết bàn, để xem hôm nay ngươi có vượt qua được ta hay không. Cảm nhận khí tức gia tăng mạnh mẽ trên người lúc này, Hoàng Dật nhìn Lục Lâm Thiên, mái tóc sau đầu bay múa, khí tức lạnh lùng mà phiêu giật lúc này có vẻ cuồng dã không thôi. Cảm nhận khí tức khủng bố trên người Lục Lâm Thiên lúc này, trong mắt hắn lập tức tràn ngập chiến ý. Lúc này ngươi mới có tư cách chiến với ta một trận. Muốn ngăn cản bước tiến của ta, coi như ngươi có chính thức là nhất nguyên hóa hồng sợ rằng còn chưa đủ. Huống chi một chút thủ đoạn giúp ngươi đạt tới hóa hồng tạm thời. Cho nên còn xa mới có thể ngăn cản được ta. Lục Lâm Thiên không chút khách khí, chiến ý cuồn cuộn trong mắt phóng ra. Bốn mắt hai người nhìn nhau, hai cỗ khí tức phóng lên trời, giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Chiến ý bị đè nén trong cơ thể hai người rốt cuộc cũng triệt để sôi trào rồi bộc phát. Đủ cuồng ngạo, Hoàng Dật, ta hy vọng đến lúc đó sau khi tiến vào trong thương khung chiến trường, Lục Lâm Thiên ngươi cũng có thể cuồng ngạo trước sau như một như vậy. Tiếng quát từ trong miệng Hoàng Dật truyền ra, cùng lúc đó, trong mi tâm hắn đột nhiên có một đạo lưu quang bắn ra. Uy áp linh hồn ngập trời lan tràn ra thiên địa, lập tức hóa thành một cây đại thụ trên không trung. Uy áp linh hồn liên miên không ngớt, trầm trọng vô cùng giống như thủy triều cùng với uy áp thông linh bảo khí giống như gợn sóng lan tràn ra. Ầm ầm, cái cây này xuất hiện, cả không trung chiến đài vang vọng tiếng sấm minh, trên trời xanh giống như mơ hồ có tiếng phạm âm chấn nhiếp linh hồn. Mà ngay cả trong thủy vực bao la ở dưới chiến đài trong lúc mơ hồ cũng gợn sóng, dường như có không ít Phật tượng hiển hiện. Thông linh bảo khí linh hồn thật mạnh. Linh căn kia xuất hiện trên không trung, ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên biến đổi, dưới uy áp linh hồn kia tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, thông linh bảo khí linh hồn bực này so với thông linh bảo khí linh hồn hình chuông lần trước Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long đưa cho Thái A cũng mạnh hơn không ít. Cấp độ giữa hai thứ hoàn toàn không giống nhau. Bồ đề linh căn. Còn chưa bắt đầu Hoàng Dật đã thúc giục Bồ Đề Linh Căn cùng với Hoàng Thiên Bí Pháp, hắn muốn làm gì? Hoàng Dật không dám xem thường Lục Lâm Thiên một chút nào, cho nên hiện tại hắn mới toàn lực ngăn cản Lục Lâm Thiên. Hoàng Thiên Bí Pháp tăng thêm Bồ Đề Linh Căn, dùng tu vi của Hoàng Dật lúc này, người có tu vi nhị nguyên hóa hồng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu như Lục Lâm Thiên có thể chống lại, vậy thì có thể chống lại yêu nữ kia của Phong gia. Trên ngọn núi. Chúng cường giả lúc này cũng nhìn nhau, dưới linh hồn chấn động kinh khủng kia, tất cả mọi người hãi hùng, khiếp vía. Ngay cả Bồ Đề Linh Căn cũng thúc giục, Lục Lâm Thiên còn có thể chống lại được Hoàng Dật biến thái này hay không? Nghe nói lúc trước khi chúng ta đọ sức, Hoàng Dật thậm chí còn có cơ hội đánh bại Phong Du Du, thế nhưng lại cam tâm tình nguyên chịu thua trong tay Phong Du Du. Đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Lý Tương và những người khác đều tập trung nhìn vào chiến đài. Lục Lâm Thiên này có thể nghịch thiên được hay sao? Sau lưng Phong Bá Nam, trong đội ngũ Hoàng gia, không ít thanh niên nam nữ có chút cao ngạo nói. Hoàng Dật của Hoàng gia chính là tồn tại không thể chiến thắng trong lòng bọn họ. Bồ Đề Linh Căn, đi! A! Hoàng Dật khẽ quát một tiếng, tâm thần khẽ động, trong Bồ Đề Linh Căn khổng lồ lập tức phát ra một tiếng phạm âm cực lớn. Linh Căn lập tức xoay tròn. Trong chốc lát diễn sinh, hóa thành một cây bồ đề cực lớn, chừng mấy trăm trượng. Bồ đề xanh biếc, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái ô che khuất bầu trời, che khuất trời xanh. Ầm ầm, uy áp trên thông linh bảo khí bồ đề linh căn này cũng phát huy tới mức tận cùng. Giữa không trung đột nhiên vang vọng tiếng sấm, uy áp linh hồn khủng bố tràn ngập thiên địa. Xoẹt, cây bồ đề che khuất bầu trời cũng bao phủ Lục Lâm Thiên dưới tán cây. Thân hình Hoàng Dật chẳng biết từ khi nào đã khoanh chân ngồi dưới gốc bồ đề, miệng nói lẩm nhẩm, dường như đã nhớ kỹ từng tiếng phạm âm mờ ảo, khó hiểu. Uy áp linh hồn khủng bố khiến cho một phiến không gian lớn vặn vẹo. Công kích linh hồn phô thiên cái địa giống như sóng to gió lớn không ngừng chút vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Công kích linh hồn hung hãn,
Mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh thay cho Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Công kích linh hồn mạnh mẽ, hung hãn như vậy, uy áp mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đã sớm khiến cho thiên địa biến sắc. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên lại vẫn đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh dưới kình phong không ngừng bay phấp phới, công kích linh hồn khủng bố không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Nhưng dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, công kích linh hồn khủng bố giống như gợn sóng này căn bản không có cách nào làm gì được Lục Lâm Thiên. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, dường như hoàn toàn không thèm để ý. Tùy ý để cho công kích linh hồn bàng bàng vô cùng này tiến vào trong cơ thể mình. Không có ai biết, ngay khi Hoàng Giật thúc giục thông linh bảo khí linh hồn bổ đề linh căn kia, kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên dường như đã cảm giác được điều gì, lập tức nhảy ra, phóng ra kim quang tràn ngập trong đầu Lục Lâm Thiên. Lúc này công kích linh hồn bàng bạc minh mông tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, đang muốn mạnh mẽ phá hủy tất cả thì lập tức bị kim đao màu vàng tỏa ra kim quang thôn phệ, bao nhiêu cũng không đủ. Công kích linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Công kích linh hồn bàng bạc tiếp tục cuồng bạo tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng, thế nhưng lại không khiến cho Lục Lâm Thiên có bất kỳ phản ứng nào. Đạo thân ảnh màu xanh cao ngất kia lúc này ở trong cơn lốc linh hồn khủng bố này giống như bàn thạch, vững vàng, không có cách nào bị rung chuyển, dù chỉ mảy may. Hoàng Giật trên cây bồ đề dường như cũng cảm giác được biến hóa như vậy, trong ánh mắt lạnh lùng lúc này mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc. Phạm Âm trong miệng khẽ đổi, thủ ấn lần nữa biến hóa. Ầm ầm. Trên không trung, tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng, dưới cây bồ đề cực lớn, bồ đề linh căn đột nhiên run lên. Trong giây lát có ngàn vạn bồ đề linh căn lướt ra. Xoẹt. Mỗi một bồ đề linh căn đều mang theo linh hồn chấn động khủng bố, xuyên thủng không gian mang theo vết nứt không gian đen kịt, giống như tia chớp xuyên thủng không gian, giống như một cơn mưa to phóng về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Dưới vô số bồ đề linh căn phô thiên cái địa, năng lượng trong phiến không gian này chấn động cuồng bạo. Thanh thế giống như hủy diệt khiến cho không trung trên chiến đài rung rung không ngớt. Sóng nước ở bốn phía thủy vực phóng lên trời, chấn động nhân tâm. Dưới thanh thế hủy diệt bực này, mọi người nhìn vào lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, âm thầm hít sâu một hơi thay cho Lục Lâm Thiên. Mà trong lúc mọi người chờ đợi, lo lắng, đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Lâm Thiên rốt cuộc có động tác. Lấy thân hình hắn làm trung tâm, lập tức có một vòng kim quang lan tràn ra. Oanh! Cùng lúc đó, trong phiến hư không này có quang mang màu vàng vô cùng vô tận thẩm thấu ra, khí tức sắc bén lan tràn, tràn ngập trời cao. Siêu! Khi ngàn vạn bồ đề linh căn phô thiên cái địa xuyên thủng không gian bắn tới trước người Lục Lâm Thiên là lập tức đứt đoạn từng khúc dưới khí tức sắc bén quanh thân Lục Lâm Thiên, căn bản không có cách nào tới gần quanh thân Lục Lâm Thiên.